chương 931, biển chim cú vỏ quát tháo. Hắc hắc, lại nói tiếp kỳ thật đơn giản, người cũng thấy đấy, lão phu thân thể đã hủy, chỉ còn lại có bộ xương này, trước kia thập thành thần thông, còn phát huy không xuất ra một nửa đến. Cái này còn không phải cần gấp nhất đích, cần gấp nhất chính là, trải qua hơn vạn năm tiêu hao, lão phu hồn lực trôi qua gai gắt, muốn điều khiển bộ dạng này hài cốt. Chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm liếu tương đương Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới Tiểu hữu vận khí nghịch thiên vậy mà nuôi dưỡng có quỷ linh loại vật này. Ha ha, chỉ cần đem quỷ linh cấp cho lão phu dùng một lát, lão phu có thể khống chế được bộ dạng này hài cốt, hơn nữa ít nhất có thể phát huy ra ngày xưa thân thể sáu bảy thành thần thông đến. Tăng thêm tiểu hữu hai kiện bảo vật, nên vậy cũng đủ ứng phó không gian trong thông đạo hết thảy dị biến liễu tương đương. Như thế hợp tác, tiểu hữu nửa điểm đều không thiệt thòi. Như thế nào? Biển chim cú vọ nói xong, lần nữa dò xét thoáng một tí oán linh, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tiêu phàm tự cười, nhẹ nói nói các hạ khi ta là ba tuổi tiểu hài tử sao. Tốt như vậy lừa gạt. Ngươi có ý tứ gì? Biển chim cú vọ sắc mặt trầm xuống, rất không vui mừng mà hỏi ngược lại. Tiêu phàm cười nói các hạ thần hồn cường đại như thế, nếu như ta lại đem oán linh giao cho ngươi, cho ngươi dung hợp về sau, cái kia còn có để cho ta còn sống lý do sao? Tiểu hữu nói như vậy, chính là không tin được ta ta xem ngươi là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng, ta liền cho không có biện pháp đến sao? Chính là một cái vị thành niên quỷ linh, cũng có thể dựa vào. Biển chim cú vọ mắt thấy lừa dối không ngừng tiêu phàm, liền là trở mặt, cười lạnh nói. Không đợi tiêu phàm mở miệng, một mực lơ lửng tại giữa không trung oán linh rốt cuộc nhịn không được rồi, thân thể vừa động, hóa thành một đoàn sám vân, hướng về chim đại bàng hư ảnh mang tất cả mà đi. Hắc hắc, Động thủ sao? hảo hảo, trời sinh quỷ linh to như vậy thanh danh. Lão phu thật đúng là muốn nghĩ kỹ người cân lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng tất cả mặt khác quỷ vật linh thân thể biểu hiện đều không giống nhau, đối mặt oán linh như vậy thiên địch. Chim đại bàng hư ảnh nghiêm nghị không sợ, ngược lại hắc hắc một hồi cười lạnh, hai cánh mở ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như vậy mất đi chim đại bàng bóng dáng. Phong độn thuật tiêu phàm âm thầm hoảng sợ. Quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ngân xí đại bằng, nhất đẳng trong gió yêu linh, phong độn thuật thật sự là xuất thần nhập hóa. Năm đó ở Đại Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, tiêu phàm lần đầu tiên nhìn thấy phong ngây thơ phong độn thuật, liền là thúc thủ vô sách. Thẳng đến nuốt ngân rực lôi bằng không trọn vẹn nội đan về sau. Phong ngây thơ phong độn thuật trong mắt hắn liền không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhưng giờ phút này biển chim cú vọ hư ảnh một thi triển phong độn thuật, Tiêu Phàm vậy mà lại có bí hiểm cảm giác, đáy mắt lục mang tránh gấp, tìm kiếm khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, hào vô sở hoạch. Cái này chim đại bàng hư ảnh quả thật tu luyện đến thực đang theo gió dấu hình, không hề sơ hở tình trạng. Tiêu Phàm bề bộn tức thay đổi trong cơ thể phong hệ linh lực, lúc này mới hơi có cảm ứng, cấp cấp ngẩng đầu hướng lên. Chỉ thấy chim đại bàng hư ảnh chẳng biết lúc nào, đã tại oán linh phía trên hiện thân ra, lợi mỏ một một đám như có như không hắc khí từ trong miệng hắn phun ra hướng về phía dưới sám vân thẳng bắn đi vừa thấy được cái này sợi hắc khí tiêu phàm chỉ cảm thấy thần hồn vì chi dung chuyển không hề nghi ngờ cái này sợi hắc khí có cực kỳ cường đại ns iota ép hồn hiệu quả cái này lão quái vật cùng ngân cầu vùng tiên tử lúc trước đánh là đồng dạng chủ ý đều mơ tưởng thôn vệ oán linh cùng hôm nay sinh quỷ linh hợp làm một thể một khi thành công dùng bọn hắn ngộ linh kỳ cảnh giới cùng kiến thức tăng thêm oán linh thiên phú thần thông tại đây thế giới dưới lòng đất, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đến lúc đó đem thế giới dưới lòng đất tất cả quỷ vật ma thú hồn phách thôn vệ sạch sẽ, đem trời sinh quỷ linh tất cả thiên phú thần thông đều phát huy ra đến, bài trừ đại trận phong ấn bất quá là chút lòng thành. Đến lúc đó thiên hạ nơi nào không thể đi đắc. Chú ý! Tiêu phàm gấp kêu một tiếng, tay phải vừa nhấc một đạo tinh xảo hồ quang điện hướng về chim đại bàng hư ảnh kích bắn đi. Cùng lúc đó, Sám Vân cũng một hồi cuồn cuộn, ngược thượng mang tất cả đi qua. Chim đại bàng hư ảnh hai cánh mở ra, đảo mắt lại không thấy bóng dáng. Thiên lôi thuật, tiểu tử, trong cơ thể người tại sao có thể có sức thiên lôi? Hơn nữa mang theo như vậy đặc hơn ngân rực lôi bằng khí tức. Lập tức, trong hư không truyền đến biển chim cú vọ kinh ngạc thanh âm. Cái này vô cực môn tiểu tử thật đúng là tà môn rồi, chính là kim đan kỳ tu vi, chẳng những có được thông huyền linh bảo trời sinh quỷ linh như vậy nghịch thiên mấy cái gì đó, rõ ràng còn tinh thông ngân rực lôi bằng bổn mạng thiên lôi. Trời sinh thánh linh bổn mạng thần thông, đúng vậy không có biện pháp truyền thụ cho, trừ phi tiểu tử này thân mình tự có được ngân rực lôi bằng huyết mạch. Nhưng cái kia làm sao có thể? Tiểu tử này rõ ràng là thuần túy nhân tộc, điểm này, chim đại bàng hư ảnh tin tưởng mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nếu tại huyền linh thượng giới, có lẽ còn có loại này con lai nhân tộc xuất hiện, ngân dực lôi bằng cùng nhân loại tương hợp, sinh hạ đến hậu duệ thì có thể mang theo trời sinh thánh linh huyết mạch. Nhưng ở thoi ma giới như vậy hạ giới, cho dù có người muốn cùng ngân dực lôi bằng giao hợp, vậy cũng tuyệt đối làm không được. Về phần tiêu phàm nuốt qua ngân dực lôi bằng nội đan cùng máu huyết loại chuyện này, biển chim cú vọ chính là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới đích, cho dù tiêu phàm chính miệng nói cho hắn nghe, đó cũng là tuyệt đối không tin. Chính là kim đan tu sĩ, nuốt trời sinh thánh linh nội đan, duy nhất kết cục chính là lập tức bảo thể mà vong, tuyệt không có loại thứ hai khả năng. Hơn nữa này nhân loại tiểu tử rõ ràng có thể rất nhanh tự phát hiện tung tích của mình, cũng làm cho biển chim cú vọ trăm mối vẫn không có cách giải. Theo gió dấu hình, là ngân sĩ đại bằng mạnh nhất thiên phú thần thông, không có cùng giai tu vi, hoặc là người mang khám phá ẩn nặc thuật dị bảo, đối mặt loại này thần kỳ độn thuật, quả thực chính là vô kế khả thi, sợ rằng phải chờ tới chính thức vẫn là thời điểm mới có thể thấy rõ sở đối thủ chân diện mục. Chỉ có điều, dưới mắt thật sự không phải nghiên cứu những vấn đề này thời cơ tốt. Chim đại bàng hư ảnh vừa mới thuấn di đến sám vân trái phía trước, một đạo xét đánh đảo mắt tựu bổ tới phụ cận. Tiểu bối, chỉ biết quấy rối. Biển chim cú vọ giận dữ, đen nhánh lông cánh nhẹ nhàng bắn ra, liền đem đạo kia hùng hổ hồ quang điện đánh chúng tứ tán mà diệt, dương giọng gầm lên bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm bắn ra lôi điện, tuy không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng mỗi lần đều cho oán linh chỉ rõ phương hướng, làm cho hắn lớn nhất dựa vào thoáng cái tự mất đi hiệu dụng, trở nên chó chân chói tay. Đương nhiên, nếu như là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, thân thể không hủy, như vậy một vừa mới xuất thế quỷ linh, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, đó cũng là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần phí chuyện gì. Nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại có nguyên thần, hơn nữa chỉ là một đạo cũng không thế nào cường đại tàn hồn, lại ngay phong độn thuật cũng bị nhìn thấu tình thế lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy biển chim cú vọ hai cánh mở ra lần thứ ba thi triển ra phong độn thuật bất quá lúc này đây động tác của hắn trở nên cực kỳ mau lẹ không đợi tiêu phàm tìm được hắn chuẩn xác vị trí một đám hắc khí đã muốn theo sám vân phía bên phải bắn thẳng đến đi vào oán linh vội vàng không kịp chuẩn bị mị mị một tiếng kêu sợ hãi sám vân bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt hướng bên cạnh bắn ra ba bốn trượng xa, kịch liệt mà cuồn cuộn bắt đầu đứng dậy, có vẻ cực kỳ kinh sợ, xem ra vừa rồi cái kia thoáng một tí, đã muốn lại để cho hắn ăn không nhỏ thiệt thòi. Tiêu phàm lập tức vừa sợ vừa giận. Cái này biển chim cú vọ quả nhiên đủ rảo hoạt, lần này vậy mà đem chính mình ẩn nấp đến oán linh một phương khác, lại để cho tiêu phàm nhất thời bán hội rất khó phát hiện chỗ ở của hắn. Trong nháy, chim đại bàng hư ảnh tại cách đó không xa hiện thân ra, táp ba lấy miệng, tấm tắc không ngớt lời mà tán thưởng không thôi, tấm tắc, ăn ngon, ăn ngon thật. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đã muốn dưỡng đắc như vậy béo tốt rồi, thật sự là thập toàn đại bổ A hát. Oán linh cứ việc mới xuất thế không lâu, nhưng ở cái này thế giới dưới lòng đất, xác thực là đại khoái cắn ăn, cắn nuốt không ít âm quỷ lệ phách, trong đó không thiếu nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên thần, những vật này, chẳng những đối với oán linh là đại bổ vật đối với mặt khác quỷ vật cũng đồng dạng đại bổ. Tiểu bối, chờ ta cắn nuốt cái này quỷ linh về sau, nhất định sẽ hảo hảo mời đến ngươi đích. Hắc hắc, năm đó vô cực thiên tôn cái kia lão hỗn đản ỉ vào hắn hạo nhiên chính khí đem lão tử đả thương, ta lại muốn nhìn, hắn đồ tử đồ tôn có phải là còn có cái này năng lực. Biển chim cú vọ bẹp bẹp mà chép miệng, cười lạnh nói. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng. Nói ra, các hạ năm đó là ta tổ sư bại tướng dưới tay, hôm nay cũng mơ tưởng ở chỗ này của ta chiếm được nửa phần tiện nghi. Vô cực môn, Trời sinh tựu là khắc tinh của ngươi. Phải không? Khoác lác cũng không nên tiền vốn. Chim đại bàng hư ảnh khinh thường nói, lập tức chuyển hướng ngoài mấy trượng oán linh, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Tiểu gia hỏa, vừa rồi cái kia thoáng một tí dễ chịu không? Chúng ta lại đến. Hư ảnh lóe lên, lại không thấy bóng dáng. Oán linh, mị mị, vừa gọi, Sám Vân lập tức hướng một phương hướng khác kích bắn đi, không chịu lại lưu tại nguyên chỗ ngay tại sám vân sau lưng cách đó không xa, chim đại bàng hư ảnh tàng hình tại trong hư không, gắt gao nhìn thẳng sám vân, cười lạnh không mất lời. Muốn chạy, chạy đi nơi đâu? Ngay tại chim đại bàng hư ảnh sắp đuổi theo sám vân lập tức, bỗng nhiên một đạo đen nhánh quang mang theo bên cạnh kích xả tới, mang theo tựa là hủy diệt khủng bố khí tức, nặng nề đánh tại chim đại bàng hư ảnh trên người. Thực mắt ánh sáng, chim đại bàng hư ảnh một tiếng thét lên, thân hình một cái lảo đảo, theo trong hư không hiện hình ra, tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Ước chừng mấy trượng bên ngoài, hắc lần cái chán cái kia một nắm ngân sắc bộ lông, vừa mới bình phục xuống dưới, lục oánh oánh mèo trong mắt, lóng lánh lấy mỉa mai thần sắc. Lẽ nào lại như vậy? Biển chim cú vào cơ hồ muốn giận điên lên, nhịn không được ẩm ý gầm hét lên. Quả thực chính là hay nói giỡn. Kia nhân loại tiểu bối, chính là kim đan tu sĩ, cho hắn lộ thủ đoạn thiên lôi thuật, cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi, bỗng nhiên lại chui ra một đầu đại hắc miêu, theo khí tức thượng xem, cũng không quá đáng chính là tương đương với kim đan hậu kỳ cấp thấp yêu thú, đặt tại bình thường, biển chim cú vọ ngay chính mắt cũng không sẽ thêm xem hắc lân thoáng một tí, kết quả lại thình lình cho hắn đi lên một chiêu quỷ nước thánh linh thực mắt hắc kỳ lân bổn mạng thần thông. Thánh linh huyết mạch đại tập hợp sao? Biển chim cú vọ vẫn tại nổi trận lôi đình tức giận, oán linh lại khẽ run lên, lặng yên không một tiếng động mà xoay tròn tới một đoàn sám vân tại chỗ bao phủ mà xuống nhiệt xúc ngay người cái này miệng còn hôi sữa ra hỏa cũng dám đánh lén lão phu biển chim cú vọ gầm thét không tránh không né lợi miệng hơi mở cái kia sợi hắc khí thẳng bắn ra liền hướng sám vân trung tâm vọt tới cái này một đám có ns iota ép hồn ra oai hắc khí đúng vậy biển chim cú vọ linh thân thể không giống người thường chỗ mặt khác bị oán linh thôn vệ âm quỷ lệ phách nhưng đều không có bản lãnh như vậy. Đối với cái này NSU ta ép hồn hắc khí, oán linh tựa hồ có chút sợ hãi, sám vân sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn trở về, xa xa tránh đi. Tiêu phàm thấy thế, hai hàng lông mày kìm lòng không được mà nhăn bắt đầu đứng dậy. Oán linh vốn là đối phó quỷ vật linh thân thể đại sát khí, hôm nay ngược lại khắp nơi bị biển chim cú vọ linh thân thể chỗ chế, đã có thể tương đối phiền toái. Không có sát chiêu a Ah chương 932, cửu âm bạch cốt hoàn. Song phương tranh đấu vẫn còn tiếp tục, giống như tiêu phàm dự đoán cái kia dạng, tình hình càng ngày càng bị động. Giới hạn trong song phương cảnh giới cực lớn tranh lệch, tiêu phàm cùng hắc lân đều chỉ có thể khởi cái sớm báo động trước tác dụng, ngay làm sơ kiềm chế đều tương đối khó khăn. Vô luận là tiêu phàm lôi điện chi lực có lẽ hay là hắc lân thực mắt ánh sáng, cũng khó khăn mà chống đỡ chim đại bàng hư ảnh tạo thành thực chất tính thương tổn, biển chim cú vọ đối với cái này trên căn bản là chẳng thèm mó tới, chỉ là chuyên chú tại đối phó oán linh. Sự tình rõ ràng, một khi biển chim cú vọ linh thân thể nắm bắt oán linh, kết cục thì chú định rồi. Hết lần này tới lần khác chim đại bàng hư ảnh NSU ta ép hồn hắc khí cực kỳ sắc bén, oán linh không dám đối địch, chỉ có thể không ngừng mà né tránh. Tự nhiên, nếu như là đã muốn trưởng thành trời sinh quỷ linh, tức phách thần thông cường đại vô cùng, không chỉ nói một cái biển chim cú vọ linh thân thể, coi như là biển chim cú vọ bản thể lúc này, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, tuyệt không dám cùng chi phóng đúng. Lại đấu một lát, sám vân lần nữa bị NSU ta ép hồn hắc khí đâm chúng, mị mị kêu sợ hãi lấy, xa xa lánh mở đi ra, không ngừng quay cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ lại ăn cái giảm nhiều thiệt thòi lớn. Chủ nhân, ta cần ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian. Liền vào lúc này, tiêu phàm thần trong thức hải, bỗng nhiên vang lên như vậy một thanh âm, lắp bắp, rất không nối liền phảng phất một gã bi bô tập nói tiểu đồng lần đầu tiên mở miệng nói chuyện giống nhau tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ lập tức tại thần niệm trung hỏi ngược lại cái này không có vấn đề muốn như thế nào giúp ngươi không hề nghi ngờ bất thình lình thanh âm lão oán linh đang cùng hắn câu thông ta muốn ngươi đem hắn dẫn đi qua không cần phải luôn như vậy nhìn thẳng ta không tha oán linh nói chuyện như trước lắp bắp đích còn có chút từ không diện ý nhưng mà thần niệm câu thông, thậm chí không cần phải nói chuyện. Tiêu phàm lập tức tự đối với oán linh trong nội tâm suy nghĩ rõ như lòng bàn tay. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, không nói hai lời tự lấy ra hỏa vân cung. Tay phải giữa ngón tay hồng mang lóe lên, một chi ly hỏa mũi tên di động hiện ra. Nhận thức tại cung trên dây, song bằng tỉ thí, lập tức dẫn đầy cường cung, ly hỏa mũi tên tại cung trên dây lóng lánh lấy màu lam nhạt sáng bóng, trực chỉ trong hư không một cái hướng khác trước mắt tiêu phàm chỉ có tinh viêm quyết tu luyện đến tầng thứ ba, toàn lực thi triển, tăng thêm hỏa vân cung uy năng, có thể phát huy ra tương đương với nguyên anh sơ kỳ chiến lực, có lẽ có thể đối với chim đại bàng hư ảnh tạo thành nhất định uy hát yêu ta ép, mặt khác thần thông cũng không đủ xem. Suy, hắc lân thập phần phối hợp, một nhảy dựng lên, cái chán màu ngân bạch bộ lông trong lúc đó phun ra một đạo đen nhánh ánh sáng, thẳng hướng trong hư không một chỗ vào tới, một tiếng liệt bạch loại nhẹ vang lên đi qua theo gió dấu hình chim đại bàng hư ảnh bỗng nhiên tại cách hoán linh gần trong gan tấc mà phương hiển hình ra, trong miệng NSEO ta ép hồn hắc khí cái gì thậm chí đã phun hộp ra nhất thời nữa khác đến. Vèo, tiêu phàm tay phải vừa để xuống, ly hỏa mũi tên tại trong hư không dắt lấy lè lè tỏa sáng đuôi lửa, hướng chim đại bàng hư ảnh bay đi. Tinh viêm chi lực, chim đại bàng hư ảnh thoảng qua cả kinh, nếu như bản thể hắn không việc gì. Loại trình độ này tinh viêm chi lực, tự nhiên nửa điểm cũng không để vào mắt nhưng dưới mắt chỉ là một chiếc cụ cũng không thập phần dày đặc linh thân thể nên cũng không dám quá phận lên mặt hai cánh khẽ vỗ hai đạo phong nhận di động hiện ra đón đầu hướng ly hỏa mũi tên chém tới suy suy hai tiếng nhẹ vang lên màu lam nhạt ly hỏa mũi tên bị phong nhận từ đó cắt vì ba đoạn lập tức hóa thành điểm một chút hồng mang biến mất tại trong hư không tiêu phàm đối với cái này sớm có đoán trước thứ hai rời ra hỏa tiến lại đã rời dây cung ra bắn thẳng đến chim đại bàng hư ảnh ngay sau đó là thứ ba chi thứ tư rời ra hỏa tiến đầu đuôi thương liên kích bắn đi tiêu phàm vậy mà dùng hỏa vân cung thi triển ra hàng loạt mũi tên tuyệt kỹ đây cũng không phải là bình thường cung tiến mà là dùng cửu cấp hỏa vân thường luồng thường luồng vân luyện thành hỏa vân cung mỗi một mũi tên bắn ra cơ hồ đều muốn toàn lực ứng phó đem tinh viêm quyết huy lực phát huy đến mức tận cùng liên tiếp bốn mũi tên, đã đến tiêu phàm cực hạn, cơ hồ đem trong cơ thể hắn hỏa linh lực hấp đắc sạch bong. Hư chút tài mọn, chim đại bàng hư ảnh hai mắt nhíu lại, khinh thường mà khẽ nói. Hai cánh bãi xuống, vô số phong nhận bắn ra, trong chốc lát trong hư không hắc mang loạn tránh, rất kinh người. Tiêu phàm một hơi bắn ra bốn mũi tên về sau, hào không ngừng lại, đem hỏa vân cung vừa thu lại, hai tay nắm chặt viêm linh chi lưới kiếm, Sơ lên cao cao, thả người mà dậy, viêm linh chi lưới kiếm thật dài ngọn gió trực chỉ hướng lên trời, lập tức do đỏ sậm chuyển thành đỏ tươi, lại lại chuyển thành màu lam nhạt, ngọn gió mặt ngoài, thậm chí ẩn ẩn lóng lánh lấy nhạt màu trắng sáng bóng. Vừa mới bắn hết 4 giờ ra hỏa tiến, lập tức liền đem viêm linh chi lưới kiếm vận chuyển tới cực hạn, tiêu phàm cũng là dốc sức liều mạng rồi. Lập tức liền đem toàn thân pháp lực hao tổn cái sạch bong. Tiểu tử, thực muốn phải liều mạng a hát chim đại bàng hư ảnh ngữ khí như trước thập phần khinh thường, nhưng trong hai mắt lại hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên tiêu phàm cái này liều lĩnh một kích toàn lực, quả thật làm cho hắn cảm nhận được nhất định uy hát yêu ta ép, trí dương chi lực nguyên vốn là âm quỷ linh thân thể khắc tinh. Viêm linh chém, tiêu phàm một tiếng quát lớn, không đợi chim đại bàng hư ảnh có gì động tác, hai tay vung lên, toàn lực chém ra. Một đạo dài đến ba trượng lam bạch sắc đao mang, xé rách hư không, hùng hổ về phía lấy chim đại bàng hư ảnh nhanh chém mà đi, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, tựa hồ ngay hư không đều muốn bị đốt lên. Chim đại bàng hư ảnh hư lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên lại tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Đối mặt như vậy bạo ngược tinh viêm chi lực, chim đại bàng hư ảnh cũng không nguyện hao phí hồn lực đón đỡ. Hắn hiện tại loại này linh thân thể trạng thái là không có dễ nước, pháp lực là có hạn đích. Tiêu hao một điểm tự ít một chút, không có khả năng tìm được bất luận cái gì bổ sung tự nhiên không muốn liều mạng liếu tương đương hắc lân tiêu phàm quát khẽ một tiếng mèo hắc lân tung người mà dậy thực mắt ánh sáng bắn ra suy mà một tiếng không gian vặn vẹo một hồi văn nước loại chấn động chim đại bàng hư ảnh tại ngoài mấy trường hiện thân ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tiểu bối lão phu muốn các ngươi đẹp mắt một câu nói còn chưa dứt lời chỉ nghe một tiếng long ngâm thẳng trùng vân tiêu, chim đại bàng hư ảnh đột nhiên cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức dĩ nhiên gần trong gang tấc, nổi giận hô quát kiết nhiên như chỉ, cấp cấp ngẩng đầu trên lên, chỉ thấy đỉnh đầu cách đó không xa, một đầu dài hơn một trượng cốt long dương nhanh múa vuốt, rung đùi đắc ý, lao thẳng tới mà xuống. Thiên âm bạch cốt hoàn. Trong chốc lát, chim đại bàng hư ảnh lại cũng khó có thể bảo trì chấn định, bật thốt lên kinh hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi ý, cũng có chút khó có thể tin đây đã là đệ nhị kiện, thông huyền, linh bảo rồi. Này nhân loại tiểu tử hòa hắn linh sủng, rốt cuộc là đến cỡ nào nghịch thiên. Không những mình có thông huyền, linh bảo, ngay hắn nuôi dưỡng quỷ linh đều có thông huyền, linh bảo, thông huyền, linh bảo, lúc nào thành rau cải trắng, nhân thủ một khỏa. Không đúng, không phải thiên âm bạch cốt hoàn, chỉ là một kiện phỏng chế phẩm, nhưng lại rất thấp kém. Lập tức chim đại bàng hư ảnh liền biết là chính mình nhìn lầm rồi, không khỏi nhẹ nhẹ thở phào một cái nhưng mà, lập tức là hắn biết chính mình cao hứng đắc quá sớm. Quán linh hiện tại tế ra cái này bảo vật tuy không phải trong truyền thuyết quỷ đạo trí bảo, thiên âm bạch cốt hoàn, chỉ là một kiện phỏng chế phẩm, nhưng thiên minh tử tế luyện nhiều năm như vậy, cái này cửu âm bạch cốt hoàn uy lực cũng thật sự không giống tiểu khả. Muốn đối phó trưởng thành biển chim cú vọ bản tôn, tự nhiên là xa xa không đủ, nhưng đối phó với một cụ không trọn vẹn không được đầy đủ linh thân thể, lại dư giả. Chim đại bàng hư ảnh sai lầm lớn nhất ở chỗ, hắn có ngộ linh kỳ đại năng tu sĩ ánh mắt cùng kiến thức, nhưng không có thần thông như vậy. Cùng người lúc đối địch, luôn tự nhiên mà vậy mà đem thực lực của mình phỏng chừng quá cao, quá mức khinh thị đối thủ. Nho nhỏ một gã kim đan kỳ tu sĩ, một đầu cửu cấp linh thú cộng thêm một cái vừa mới xuất thế không bao lâu quỷ linh, được coi là cái gì. Loại này sai lầm, có đôi khi là rất chí mạng đích. Không đợi chim đại bàng hư ảnh áp dụng ứng đối kế sách, cốt long bỗng nhiên lóe lên, tự không thấy bóng dáng vậy mà cũng cho biển chim cú vọ chơi thủ đoạn thuấn di. Chính là một cái phỏng chế phẩm, cũng muốn tác quái. Biển chim cú vọ cười lạnh một tiếng, hai cánh mở ra, muốn theo gió mà đi. Nhưng là sau một khắc, biển chim cú vọ tự biết mình sai rồi, phạm vào một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Hắn vậy mà đã muốn không nhúc nhích được. Một đạo bạch sắc cốt hoàn, chẳng biết lúc nào, ra hiện tại cái hông của hắn, cốt hoàn mặt ngoài, lóng lánh một chút điểm huyết quang cùng ti ti từng sợi hắc khí, có vẻ cực kỳ thần bí. Lớn mật, chim đại bàng hư ảnh hồn hền, nổi giận mà hét lớn bắt đầu đứng dậy, hai cánh huy động, cực lực muốn muốn tránh thoát cốt hoàn giam cầm. Cửu âm bạch cốt hoàn lại không chút sức mẻ. Từng sợi màu xám sương mù, theo cốt hoàn bên trong chậm rãi xuất hiện, một chút hướng về chim đại bàng hư ảnh thẩm thấu mà đi. Tiểu súc xanh, ngươi dám. Chim đại bàng hư ảnh kinh hãi, một tiếng quát lớn, hào quang loạn tránh, đảo mắt liền biến thành một gã thân cao sáu xích, tướng mạo hung ác tuyệt luân nam tử. Cốt hoàn lại đi theo thành lớn, như trước một mực cô tại cái hông của hắn, theo cốt hoàn phía trên thẩm thấu ra tới sám vân, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng là nồng đậm, đã muốn theo hung ác nam tử bên hông chui đi vào. Hung hãn nam tử vừa tức vừa vội, hai tay nắm ở cốt hoàn, hét lớn một tiếng, tựa hồ chính tại thi triển mỗ trùng thần thông, muốn muốn mạnh mẽ dây cốt hoàn giam cầm, thoát thân mà đi. Biển chim cú vọ tiền bối, cái này cửu âm bạch cốt hoàn cũng là một vị đã từng ngộ linh kỳ quỷ tu phỏng chế quỷ đạo chí bảo, vị kia ngộ linh kỳ quỷ tu, năm đó toàn thịnh thời kỳ, thần thông không dưới ngươi. Hôm nay ngươi chỉ còn lại như vậy một cụ linh thân thể, còn trải qua vài ngàn năm tiêu hao, cho rằng còn có thể kiếm được cửu âm bạch cốt hoàn trói buộc sao. Bóng người lóe lên, tiêu phàm đã đến trước mặt hắn cách đó không xa, bình tĩnh mà nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra phi, ngươi nói hưu nói vượn. Biển chim cú vọ chỗ biến ảo nam tử càng thêm bạo giận lên, chừng lớn đôi mắt, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, hận không thể một ngụm đưa hắn nuốt xuống. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, đơn giản hai tay ôm ngực, tự ở một bên, xem náo nhiệt, lại không nói được lời nào. Trên thực tế, biển chim cú vọ cũng đã không có cơ hội gì lại cùng hắn đến đưa khí. Cứ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, đã có không ít sám vân chui vào trong cơ thể của hắn, bởi vì cửu âm bạch cốt hoàn giam cầm, biển chim cú vọ khổ tu nhiều năm NSEO ta ép hồn hắc khí bị gắt gao áp chế, thi triển không xuất ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem oán linh một chút ăn mòn chính mình linh thân thể, không có biện pháp. Thực tế quan trọng hơn chính là, oán linh thôn vệ một khi bắt đầu, sẽ thấy cũng khó có thể nghịch chuyển. Tiểu Hữu chẳng lẽ ngươi không muốn lúc này rời đi thôi sao? Một thời ba khắc, biển chim cú vọ liền liên tục thi triển ba loại bất đồng thần thông, đều đều giống như châu đất xuống biển, lay không nhúc nhích được cửu âm bạch cốt hoàn mảy may, cái này mới ý thức tới thật sự đã muốn đại họa lâm đầu, không khỏi cấp cấp hướng tiêu phàm kêu lên. Mau mau, tiểu hữu tranh thủ thời gian ngăn lại quỷ linh, lão phu có thể đem lúc này rời đi thôi phương pháp xử lý dậy cho ngươi. Một đám nụ cười chế nhạo, dần dần tại tiêu phàm khóe miệng di động hiện ra. chương 933, Hóa huyết trúc linh. Linh thân thể mặc kệ cỡ nào cường đại, một khi bị oán linh cuốn lấy, kết cục phải không biến thành. Ước chừng khắc chung đi qua sám vân bỗng nhiên một hồi quay cuồng, hóa thành ba thước đến cao, trắng trẻo mập mạp tiểu niếp, cứ việc ngũ quan như trước mơ hồ không rõ, trong đôi mắt lại lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Ngộ linh kỳ đại năng người nguyên thần, quả nhiên là thập toàn đại bổ linh đan diệu dược. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở vào một cái, trong lòng vẻ này cực kỳ nguy hiểm trọng áp, bỗng nhiên tiêu trừ oán linh lần này nhưng không có vội vã tránh về linh thú hoàn ở phía trong đi, mà là nhảy lên nhảy lên tiêu phàm đầu vai, nhiều hứng thú mà đánh giá cái kia chiếc cụ khổng lồ như như ngọn núi biển chim cú vọ hài cốt. Hắc lân nhẹ nói nói, làm sao bây giờ? Nói xong, liếc oán linh liếc. Biển chim cú vọ nguyên thần là tiêu diệt hết rồi, uy hát yêu ta ép giải trừ, nhưng biển chim cú vọ cũng là duy vừa tiến vào qua không gian thông đạo người, những kia kinh nghiệm quý báu, theo hắn nguyên thần tán loạn, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian dài vây hãm ở chỗ này, nhưng cũng không phải biện pháp. Tiêu phàm vây quanh cực lớn hài cốt chuyển hai vòng, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói có một biện pháp có thể thử một chút. Biện pháp gì? Hóa huyết trúc linh sao sao? Hóa huyết trúc linh sao sao? Hắc lân chấn động, lục oánh oánh mắt mèo lập tức trừng đắc tròn căng đích. Biện pháp này, nàng ngược lại tại nói chuyện phiếm lúc nghe tiêu phàm nhắc tới qua, là thú tộc đẳng cấp cao tu sĩ thường dùng một loại thu bổ tàn tật tứ chi thủ đoạn, tuy nhiên Tiêu Phàm chính mình không có thử qua, nghe Thương Kỳ nói, không ít thú tộc đẳng cấp cao tu sĩ đều tự mình thao tác qua, thành công tỷ lệ rất cao. Đúng vậy, Hắc Lân nhìn qua lên trước mắt núi nhỏ giống nhau biển chim cú vọ hài cốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn cho như vậy một cỗ hài cốt hóa huyết trúc linh. Nhiều lắm thiếu yêu thú máu huyết mới đủ a hát. Hơn nữa, bình thường mà nói Hóa huyết trúc linh sao sao dùng chính là cùng một loại yêu thú máu huyết gân cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, lại đi đâu tìm tìm ngân xí đại bằng máu huyết. Thực sự như vậy một đầu ngân xí đại bằng đứng ở trước mặt. Tiêu phàm vẫn không thể quay đầu bỏ chạy, nào dám đi đánh người ra chủ ý. hắc lân trong lòng nghi kỵ, tiêu phàm nhất thanh nhị sở, đánh giá hài cốt, nói ra cũng không nhất định cần phải là cùng chủng trồng yêu thú máu huyết. Mặt khác yêu thú máu huyết cũng đồng dạng có thể dùng, chỉ là hiệu quả lược kém mà thôi. Về phần hình thể, đây cũng không phải vấn đề. Tiêu phàm nói xong, tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết đánh vào đến trước mặt cực lớn hài cốt bên trong. Chỉ thấy trắng bệch hài cốt mặt ngoài, nổi lên từng đoàn từng đoàn linh quang, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một lát, liền thu nhỏ lại đến chỉ có 5-6 trượng lớn nhỏ. Đương nhiên, tương đối tiêu phàm loại này người bình thường dáng người mà nói, cái này biển chim cú vọ hài cốt như trước to đến không hợp thói thường nhưng ở trời xanh núi chờ đợi 3-40 năm, các loại khổng lồ yêu thú thấy nhiều hơn, năm sáu trượng lớn nhỏ hài cốt, cũng là tầm thường. Đúng vậy cái kia ba khỏa huyết đan, bị cái kia thiên minh tử đoạt đi rồi. Nhìn thấy một màn này, hắc lân hai mắt sáng tinh tinh đích, lập tức lại có chút ít tức giận phẫn nói. Lúc ấy tình hình hỗn loạn đắc rối tinh rối mù, oán linh miệng hổ đoạt thức ăn. Chẳng những kinh sợ thối lui thiên minh tử, cứu được tiêu phàm, còn theo trên huyết trì không mượn gió bẻ mang cuốn đi cửu âm bạch cốt hoàn, đã là vận khí nghịch thiên. Cái kia ba khỏa huyết đan, nhưng vẫn giữ tại thiên minh tử trong tay, quán linh lá gan lại mập, cũng không dám đi cứng rắn, ngạch đoạt. Nếu không, có cái kia ba khỏa huyết đan tại, trên cơ bản tự có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Không sao, chỗ này của ta còn có chút tồn kho. Tiêu phàm cười cười, ống tay áo run lên, một đống lớn yêu thú thi hài lập tức tại trước mặt cũng xếp thành một tòa núi nhỏ. Đây là hắn tại ngân cầu vùng tiên tử vạn hoa đại trận cái kia, cản đường cướp bóc, đến nick lúc ấy chỉ là muốn lấy cái này rất nhiều đẳng cấp cao yêu thú nội đan máu huyết gân cốt không cần phải lãng phí mất, trước thu lại nói sau, không nghĩ tới ở chỗ này phái lên công dụng. chồng chất tại trên nhất bên cạnh đích, thình lình đúng vậy thiên sơn quân không đầu thi thể. Kỳ thật ngoại trừ thiên sơn quân là hàng thật giá thật thi thể, Mặt khác yêu thú chỉ có thể nói là, cái xác không hồn, chúng nguyên thần bị ngân cầu vòng tiên tử hấp thu không còn, thân thể nhưng vẫn là còn sống đích. Loại tình hình này, tiêu phàm trước kia rất ít gặp được qua. Bất quá dựa theo hiện đại y học tiêu chuẩn, não tử vong đã muốn được công nhận giới định tử vong tiêu chuẩn, những này yêu thú ngay nguyên thần đều không có, lại càng bị chết không thể chết lại liếu tương đương. Hắc lân mắt mèo sáng ngời, hưng phấn mà kêu lên, có nhiều như vậy yêu thú thân thể, xem ra cái này hóa huyết trúc linh sao sao thật là có vài phần hy vọng. Tiêu phàm quan sát thiên sơn quân thi hài, nói ra, đáng tiếc, thiên sơn quân nội đan, ta lại ý định giữ lại cho người đích, hiện tại xem ra, khả năng lưu không được liễu tương đương. Thiếu đi cái này khỏa hóa hình trung kỳ yêu thú nội đan, hóa huyết trúc linh sao sao hiệu quả, chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn muốn sông đích, nhưng lại hung hiểm khó lường không gian thông đạo. Hắc lân tự nhiên cười nói, nói ra cái này không sao lúc này rời đi thôi mới được là đệ nhất yếu vụ yêu thú nội đan về sau luôn có cơ hội đích ừm tiêu phàm nhẹ gật đầu nói ra nếu không thỉnh hoàng tam ca chỉ điểm một chút a à, dù sao hắn từng có kinh nghiệm mắt thấy tiêu phàm bắt đầu bận rộn lấy tiến hành các hạng công tác chuẩn bị hắc lân một bên giúp đỡ vừa nói tiêu phàm lắc đầu nói ra hiện tại không thể gọi tỉnh hắn phải lại để cho hắn nghỉ ngơi Hoàng đường tình hình, đã muốn không xong đến tột đỉnh tình trạng, cho dù tiêu phàm như vậy thần y, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể làm cho hắn sống sót, hôm nay chỉ là miễn cưỡng sâu ở một hơi mà thôi. Lúc này đưa hắn tỉnh lại, tuyệt đối sẽ muốn mạng của hắn. Hắc lân liền không nói thêm lời. Hóa huyết trúc linh sao sao tại thú tộc cũng không phải gì đó che giấu công pháp, rất nhiều đẳng cấp cao yêu thú cũng biết. Nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hóa huyết trúc linh rất đơn giản, trên thực tế, cả quá trình dườm già vô cùng. Thực tế tiêu phàm trước kia không có chính thức thực tế qua, lại càng luống cuống tay chân. Cũng may có hắc lân hiệp trợ, lại để cho tiêu chân nhân đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít thoải mái một chút, giảm đi không ít chuyện. Oán linh một mực chưa có trở về linh thú hoàn đi, cứ như vậy dính tại tiêu phàm đầu vai, nhìn xem hắn và hắc lân bận rộn, một bộ nhiều hứng thú bộ dạng. Dù sao có, đỉnh càn khôn, cùng lôi quang tháp song trọng bảo vệ, tiểu gia hỏa cũng không ý kỵ tại đây phong ấn chi lực. Cũng không biết qua rồi bao nhiêu thời điểm, một cái bát quái đại trận rốt cuộc bố trí thành hình, đem phạm vi tính ra trong vòng 10 trượng đều một mực phòng hộ bắt đầu đứng dậy, một ngụm bốn chân đại đỉnh tại bát quái đại trận chính trung tâm mắc bắt đầu đứng dậy, cái này khẩu đại đỉnh, nhảy vọt có 7-8 trượng, rộng cũng có 5-6 trượng, đã muốn rút nhỏ vô số lần biển chim cú vọ hài cốt, bị tiêu phạm cách không thu hút đến trong đỉnh. Những kia yêu thú thi hài, cũng đều thu hút đến đại trong đỉnh. Bất quá Thiên Sơn Quân thi hài, Tiêu Phàm tạm thời còn ở lại chữ vật vòng tay ở phía trong, cũng không vội vã để vào. Không trung tràn ngập một cổ đặc hơn mùi máu tanh. Một thân áo bào trắng Tiêu chân nhân, tại đại đỉnh trước kia khoanh chân ngồi xuống, miệng hơi mở, một cổ tinh tế đan hỏa phun tới. Này cổ đan hỏa nhìn về phía trên cực kỳ tinh xảo, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến thô, trong khoảnh khắc tựu biến thành một đoàn hừng hực liệt diễm đem chọn cái đại đỉnh cuối cùng đều bao vây lại. Hắc lân ngồi xổm tại tiêu phàm bên cạnh thân, trắng trẻo mập mạp tiểu quỷ em bé lơ lửng tại tiêu phàm đỉnh đầu khác một bên, bốn con mắt đều nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào đại đỉnh, có vẻ tò mò cực kỳ tràn đầy. Suốt bảy ngày thất dạ đi qua, đại trong đỉnh yêu thú hài cốt sớm đã tan ra đắc không còn một mảnh, bị biển chim cú vọ hài cốt hấp thu đi vào. Trắng bạch biển chim cú vọ hài cốt bên trong, dần dần xuất hiện ti ti từng sợi chỉ đỏ, tựa hồ là một ít huyết mạch kinh mạch, đang tại dần dần thành hình. Bất quá những này chỉ đỏ đại đa số thời điểm chỉ là một cái thoáng tức thì, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, hài cốt một lần nữa biến thành trắng bệch nhan sắc. Tiêu phàm trên chán chảy ra lốm đa lốm đốm mồ hôi, sắc mặt nhưng như cũ đỏ ửng. 7 ngày thất giả tế luyện, tựa hồ cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dùng hắn xa so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn hùng hậu nhiều lắm pháp lực, xác thực cũng tận nhưng chi chịu đựng được, nhanh. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, năm ngón tay thay đổi liên tục, đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến lớn trong đỉnh, đồng thời ống tay áo run lên, Thiên Sơn quân khổng lồ thi thể theo chữ vật vòng tay ở phía trong bay nhanh ra, hào không ngừng lại, trực tiếp ngã xuống đến cự trong đỉnh. Không hổ là hóa hình trung kỳ yêu thú, thi hài bên trong ẩn chứa tinh hoa, vượt qua xa bình thường kim đan kỳ yêu thú có thể so sánh. Này là thi hài một luyện hóa, một đạo mắt thường có thể thấy được tơ máu theo biển chim cú vọ hài cốt xương sống uốn lượn trên xuống, bay thẳng biển chim cú vọ trắng hiếu đầu mà đi, rất nhanh liền đem biển chim cú vọ hài cốt đầu lâu nhuộm thành đỏ tươi một mảnh, duy chỉ có hai con mắt có lẽ hay là đen nhánh đích, không có chút nào biến hóa, hai chi sừng nhọn cũng còn giống như trước đây. Tiêu phàm miệng hơi mở, liên tiếp ba ngụm đan hỏa phun ra, bao quanh cự đỉnh liệt diễm, trong khoảnh khắc biến thành màu lam nhạt, trong đỉnh huyết thủy kịch liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy vốn là tại hốc mắt bốn phía băn khoăn không tiến tơ máu, một chút hướng về trong hốc mắt lan tràn mà đi, mà ở biển chim cú vọ hài cốt hai mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ cũng có một chút lân quang sáng lên, cứ việc mông lung, hình như có còn không, tiêu phàm lại mơ hồ cảm ứng được một đường sinh cơ, đang tại theo hài cốt thượng phát ra. Cái này hóa huyết trúc linh sao sao, quả nhiên rất có môn đạo. Nhưng mà loại biến hóa này, nhưng lại không kiên trì quá lâu, tơ máu vừa tiến vào hốc mắt, liền là dần dần biến mất không thấy gì nữa vô luận tơ máu như thế nào liên tục không ngừng mà tiến hành bổ sung đều không thể thay đổi sự thật này biển chim cú vọ hài cốt trên người tản mát ra cái kia một đường như có như không sinh cơ cũng đang dần dần tiêu tán hốc mắt ở chỗ sâu trong cái kia một chút hình như có còn không ma chơi lại càng chậm rãi dập tắt meo hắc lân gấp đến độ hét to một tiếng thân thể một cung đen nhánh tỏa sáng bộ lông bỗng nhiên bị dựng lên chủ nhân nhanh muốn nghĩ biện pháp Tiêu Phàm hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ có chút cầm bất định chú ý, mắt thấy biển chim cú vọ hài cốt trên người phát ra sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục cắn răng một cái, phiêu nhiên nhì khởi, miệng lẩm bẩm, thủ đoạn một phen, trong tay đã muốn nhiều ra tới một trường cổ bình ngọc. Đi vào hài cốt phía trên, Tiêu Phàm mở ra bình ngọc nắp bình, lập tức một cổ đặc hơn đến cực điểm mùi máu tanh, tứ tán tràn ngập ra đến. Cái này trong bình ngọc chứa đích, đúng vậy ngân dược lôi bằng cái kia một ít bình máu huyết theo lý tuyệt không nên tại đây thế giới xuất hiện mấy cái gì đó. Giờ khắc này, cái kia chiếc cụ im lặng thấm tại cự trong đỉnh hài cốt, tựa hồ cũng bỗng nhiên tỏa sáng ra một cổ cùng lúc trước bất đồng khí tức. Tiêu phàm chậm rãi khuynh đảo bình ngọc, đem trong bình đỏ thấm máu huyết, chậm rãi dưới lên nhỏ. Nho nhỏ một giọt máu tươi, nhỏ tại hài cốt đầu lâu ở giữa. Oanh! Một cổ phảng phất đến tự viễn cổ hoang dã bừng bừng sinh cơ, bỗng nhiên bạo phát đi ra mặc dù chỉ là một tiểu giọt máu tươi, cũng tại lập tức đem trọn cỗ hải cốt nhuộm đắc đỏ bừng, hồng diễm diễm đích, chói mắt chói mắt. Chương 934, huyết ma ngẫu. Lại là 7 ngày thất dạ đi qua cự đỉnh chung quanh hừng hực thiêu đốt đan hỏa, rốt cục dập tắt. Một hồi thanh thúy đến cực điểm tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, chỉ thấy cự đỉnh mặt ngoài, bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện vô số đạo vết giạt, như cùng một cái đầu con rết, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra, lập tức ầm ầm sụp xuống, biến thành trên đất mảnh nhỏ cặn, u ám không sáng, linh tính hoàn toàn biến mất. Chỗ ngồi này cự đỉnh, là tiêu phàm y, đỉnh càn khôn, phỏng chế đích, ngày bình thường dùng để luyện đan chế thuốc, có chút thuận buồm xuôi gió, không muốn hủy ở chỗ này. Xem ra cái này hóa huyết trúc linh sao sao quả nhiên nghịch thiên, ngay lô đỉnh đều không chịu nổi. Tiêu phàm như trước khoanh chân ngồi ở chỗ kia, mồ hôi sớm đã ướt đẫm màu trắng nho sinh bào, thân sắc cực kỳ mỏi mệt, Hai mắt khép hờ, đang tại thổ nạp điều tức, khôi phục nguyên khí. Hóa huyết trúc linh sao sao, bình thường chỉ có hóa hình kỳ thú tộc mới có thể năng lực thi triển. Tiêu phàm bất quá kim đan kỳ tu vi, cưỡng ép hát yêu ta ép thi triển, ngay từ đầu khá tốt, đến hiện tại rốt cục khó có thể trèo trống, chỉ bằng lẳng lặng điều tức một phen. Chọn vẹn thổ nạp gần nửa canh giờ, tiêu phàm trên mặt chậm rãi lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, thật dài thở phào một cái, chậm rãi mở hai mắt ra chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có uy mãnh khí tức, đập vào mặt. Hắc lân còn ngồi xổm bên cạnh của hắn thủ hộ, oán linh tắc chính là xa xa lánh mở đi ra, tại ngoài mấy trượng nhiều hứng thú mà đánh giá tiêu phàm trước mặt ngẩng đầu đứng vững biển chim cú vọ hài cốt. Cỗ hài cốt này trắng hiếu đích, nhìn về phía trên tựa hồ cùng từ trước cũng không bao nhiêu khác nhau, duy nhất bất đồng ở chỗ cặp mắt của nó, hốc mắt ở chỗ sâu trong, có hai luồng tươi đẹp ngọn lửa tại lóng lánh, cứ việc chỉ là khung xương, lại làm cho người ta một loại sống sờ sờ cảm giác. Này là khung xương sống. Tiêu Phàm cẩn thận xem xét nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu, thần sắc có chút thỏa mãn. Đây là hắn đầu một hồi thi triển hóa huyết trúc linh sao sao. Một lần liền thành công, vận khí không thể bảo là không tốt. Chỉ là yêu thú máu huyết không nhiều đủ, cũng không đủ tinh thuần, hơn nữa đều đều là tẩu thú. Không phải loài chim bay loại yêu thú máu huyết. Nếu như không có cái kia một ít bình ngân dược lôi bằng máu huyết, tiêu phàm xem chừng, cuối cùng trước mắt chỉ sợ sẽ thất bại trong gan tắc. Cái này bình nhỏ ngân dược lôi bằng máu huyết, có một nửa dùng tại biển chim cú vọ hài cốt phía trên, tiêu phàm còn lưu lại một nửa. Chủ yếu sợ lãng phí, vạn nhất hóa huyết trúc linh sao sao thất bại, đã có thể cả người cả của đều không còn, rồi, đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít còn phải cho mình chừa chút. Dù sao mỗi lần trong lúc nguy cấp luôn dựa vào lấy cưỡng ép hát yêu ta ép trở nên gay gắt lôi bằng biến thân đến diệt sát cường địch, chuyển bại thành thắng. Hiện tại xem ra, ngân xí đại bằng cùng ngân dược lôi bằng trong lúc đó, quả nhiên có cực kỳ thân cận huyết thống quan hệ, biển chim cú vỏ kế thừa ngân dược lôi bằng bộ phận huyết mạch, chính là không tranh giành sự thật. Từ nơi này hài cốt phát ra áp lực đến xem, chỉ ít có lấy nguyên anh kỳ khí tức. Tựa hồ so sánh chi ninh khinh ngữ như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không kịp nhiều lại để cho bất quá dù sao không phải chân tránh nhân loại tu sĩ, cũng không tính là yêu thú. Cụ thể thực lực như thế nào, không có trải qua thực chiến nghiệm chứng, hiện tại cũng không hay kết luận. Nhưng tiêu phàm phỏng chừng này là biển chim cú vọ hài cốt nếu là cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giao chiến. Khẳng định không rơi vào thế hạ phong. Chủ nhân, cái này, đây là cái gì? Hắc lân đỉnh đầu huyễn hóa ra đầy đặn hắc y thiếu nữ, hai mắt nhìn thẳng ngoài mấy trượng cái kia chiếc cụ cực đại hài cốt, có chút giật mình mà hỏi thăm. Thật sự không tốt như thế nào cho thứ này phân loại. Tiêu phàm cũng có chút vò đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, thứ này không phải sinh động tánh mạng. Cũng không phải quỷ vật, tựa hồ cũng không tính là cơ quan khôi lỗi, nên vậy có lẽ hay là ma ngẫu. Phu thuật trong truyền thừa, thì có huyết ma ngẫu loại này cực kỳ thần bí mấy cái gì đó. Dùng hóa huyết trúc linh sao sao một lần nữa giao phó biển chim cú vọ hài cốt tánh mạng, coi như là huyết ma ngỗ một loại bỏ đi. Vậy làm sao điều khiển hắn? Hắc Lân đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt. Thứ này chỉ là nhìn về phía trên sống, lại không thể chính mình hành động, cũng vô pháp tiếp nhận chỉ lệnh. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ma ngỗ nên vậy có một nguyên thần đến điều khiển. Uy linh lão ma. Tiêu Phàm chưa nói xong, Hắc Lân đã muốn kêu lên, ngữ khí có chút hưng phấn lúc trước oán linh bắt uy linh lão ma nguyên thần về sau, đem cảm giác hồn, thiên sung phách cùng linh tuệ phách đều rút đi, chỉ còn lại có không biết không thức hai hồn năm phách, hiện tại rất không vừa vặn có thể phái thượng công dụng sao. Tiêu phàm nhưng có chút trần chờ nói ra, uy linh lão ma nguyên thần, ta là định dùng đến thăng cấp thổ ma ngẫu đích. Chỉ cần sẽ tìm đến một ít đất nguyên tinh hoặc là vô cấu tịnh thổ, tăng thêm mà nguyên trọng thạch, chờ ta bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới về sau, có thể đem thổ ma ngẫu thăng cấp liễu tương đương. Bình thường muốn luyện chế Nguyên Anh cấp ma ngẫu, ít nhất cần một gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nguyên thần, uy linh lão ma là nguyên anh cấp cao thủ, vậy thì càng thêm phù hợp liễu tương đương. Bất quá dưới mắt tình hình này, tự hồ chỉ có thể trước chuyển làm hắn dùng, liễu tương đương. Đáng tiếc, biển chim cú vọ nguyên thần bị muội muội nuốt lấy, nếu không nghe lời, dùng hắn chính mình nguyên thần đến điều khiển cái này huyết ma ngẫu là tốt nhất. Lời còn chưa dứt, oán linh bỗng nhiên lạc tương đương, mà một tiếng nhổ ra một đoàn hắc khí đến, dần dần ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, đúng vậy cái kia chim đại bàng hư ảnh, chỉ là đầu yếu lược nhỏ một chút, không đến một xích 0,33 mét chiều cao, thập phần mỏng manh, mơ hồ không rõ, hơn nữa ngơ ngác đích, tại không có nửa điểm linh tính. Đây là cái gì? Tiêu phàm trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Hắn vạo oán linh tâm ý tương thông, kỳ thật không cần mở miệng cũng đã biết, đây là biển chim cú vọ bị ra khỏi ý thức trí nhớ nguyên thần, cùng uy linh lão ma nguyên thần đồng dạng, chỉ còn lại có hai hồn năm phách, đúng vậy luyện chế ma ngẫu thích hợp nhất mấy cái gì đó. Lại không biết oán linh là sớm chỉ biết tiêu phàm muốn dùng cái này nguyên thần đến điều khiển chim đại bàng hài cốt, đặc dị đem biển chim cú vọ nguyên thần lưu lại một bộ phận đến, có lẽ hay là hắn thân mình thì có loại này đặc thù năng lực, có thể đem cắn nuốt sạch nguyên thần lại phản hồi đi ra, một lần nữa ngưng tụ. Có quan hệ những vật này, tiêu phàm lại thì không cách nào theo oán linh thần trong thức hải tìm được đáp án bất quá tiêu phàm tự sẽ không đi cưỡng cầu. Từ oán linh tại đây thế giới dưới lòng đất ấp trứng suốt thế đến nay, đã muốn giúp hắn rất nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó, cũng càng ngày càng thân cận, càng ngày càng ăn ý. Muội muội, thật là một cái bé ngoan. Tiêu phàm tâm tình thật tốt, cười tán dương nói. Mị mị, oán linh kêu một tiếng, thân thể nhoáng một cái, tự chui vào tiêu phàm trong ngực, không ngừng vặn vẹo, tựa hồ tìm được khích lệ về sau, tâm tình cũng cực kỳ su y gờ sứ gờ. Cùng oán linh thân mật một hồi, Tiêu Phàm cử động tay khẽ vẫy, cái kia ngơ ngác lơ lửng tại giữa không trung chim đại bàng hư ảnh, chậm rãi bay tới, dừng lại tại Tiêu Phàm trước mặt mấy bước bên ngoài, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Phàm cẩn thận đánh giá hư ảnh vài lần, tay phải ngón trỏ hư không vẽ một cái, tính ra giọt máu tươi bắn ra, phân biệt đánh vào chim đại bàng hư ảnh trên đầu, ngược cùng phần bụng, đồng thời tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải không ngừng hướng chim đại bàng hư ảnh hư không gật lia, lia từng đạo pháp quyết đánh cho tiến vào. Cái kia vài giọt máu tươi, dần dần rót vào đến chim đại bàng hư ảnh bên trong, không thấy bóng dáng. Nhanh, tiêu phàm chố mắt hét lớn một tiếng. Vốn là ngơ ngác bất động chim đại bàng hư ảnh bỗng nhiên toàn thân chấn động, hai mắt bộ vị hiện ra hai điểm hồng mang, giống như huyết hồng con mắt giống nhau, nhìn về phía trên cực kỳ yêu dị. Đi thôi, tiêu phàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhu hòa, nhấc tay nhẹ nhàng hướng ngoài mấy trượng chim đại bàng hài cốt một ngón tay, thấp giọng nói ra. Chim đại bàng hư ảnh hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời thanh minh một tiếng, hướng hài cốt kích bắn đi, tại hài cốt đỉnh đầu xoay quanh mấy vòng, liền là hai cánh vừa thu lại, trực tiếp chui vào hài cốt đầu lâu bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hài cốt có lẽ hay là vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai mắt ở chỗ sâu trong ngọn lửa, thoảng qua nhảy lên vài cái. Thu, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, nâng lên phải giơ tay lên. Chỉ thấy biển chim cú vọ hài cốt cực đại thân hình lần nữa gấp gáp thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc tổ biến thành một đạo bạch quang, hướng tiêu phàm trên ngón tay xanh biếc trong giới chỉ bay rồi đi vào. Cái này chiếc nhẫn, vốn là chuyên môn luyện chế đến cất chứa ma ngẫu không gian bảo vật, đảo vừa vặn phái thượng công dụng. Đương nhiên, nếu như không có cái này chiếc nhẫn, tiêu phàm cũng có, đỉnh càn khôn có thể dùng. Đây mới thực sự là không gian trí bảo, thần thông quảng đại thu hồi huyết ma ngỗ tiêu phàm rất hài lòng gật gật đầu suốt cuộc không nghĩ tới hội ở chỗ này tìm được một món đồ như vậy chí bảo chỉ cần có thể rời đi thế giới dưới lòng đất đi ra ngoài bên cạnh cái kia nhưng chỉ có rộng lớn không gian mặc cho ngao du liễu tương đương chỉ là lúc trước biển chim cú vỏ còn có hình thể thời điểm có ngộ linh kỳ tu vi cũng không thể chính thức thông qua không gian thông đạo hôm nay chỉ còn lại có như vậy một cụ pha tạp hỗn tạp không tinh khiết hài cốt tuy vi bất quá chính là nguyên anh kỳ phải chăng có thể bình yên thông qua thật sự là một điểm nắm chắc đều không có một nghĩ đến đây tiêu phàm lại đi bậc thang bên kia nhìn thoáng qua im ắng đích không hề có động tĩnh gì phòng trừng chấn nhạc thần quân bọn người không biết truy đến nơi đây liễu tương đương hơn nữa cho dù bọn hắn truy tới tại không gian thông đạo cự đại uy áp phía dưới tiêu phàm cũng không sợ hãi chút nào hắn có chí bảo hộ thân chỉ có điều tiêu chân nhân hiện tại tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn. Thiên minh tử những người này tuy vô pháp đuổi gờ yêu đến nơi đây, tiêu chân nhân nhưng cũng không dám lại trở lại huyết trong điện đi. Hắc lân, hào hào tính dưỡng vài ngày a. À. Tiêu phàm nói xong, theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra một khỏa cửu cấp yêu thú nội đan, đưa cho Hắc lân. Hắc lân cũng không khách khí, một ngụm nuốt xuống, thích ý mà liếm liếm miệng, mèo ô, một tiếng, nhảy lên tiêu phàm bả vai, ở chỗ sâu trong phấn hồng đầu lưỡi, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng thêm hai cái, liền là cảm thấy mỹ mãn mà thả người nhảy lên, trốn vào linh thú hoàn ở bên trong, chậm rãi luyện hóa yêu đan điều tức chữa thương đi. Tiêu Phàm lại thu hồi oán linh, theo linh dược phiên ở phía trong lấy ra một cây nguyên vẹt, xích viêm thảo, há mồm nuốt vào, lập tức một cổ tràn trề sinh cơ tại hắn toàn thân trong kinh mạch bốn phía chạy, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp vận tức, bắt đầu luyện hóa xích viêm thảo, dược lực sung trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cái này một ngồi xuống điều tức, lại là một hai tháng đi qua. Một ngày này, tiêu phàm rốt cục mở mắt ra, trong đôi mắt, sạch bong trầm tính, sắc mặt trong trắng lộ hồng, toàn thân ẩn ẩn có bảo quang lưu truyền, hiển nhiên tinh khí thần đều đến cực kỳ cảnh giới đỉnh cao, ẩn ẩn đã có nguyên anh kỳ cao thủ khí tức, chỉ kém cuối cùng một bước kia vượt qua là được rồi. Đã muốn sông không gian thông đạo, nhất định phải muốn đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái mới được, tiêu phàm vốn là thậm chí ý định phải ở chỗ này đột phá bình cảnh, đem tu vi của mình cưỡng ép hát yêu ta ép tăng lên tới nguyên anh kỳ cảnh giới nói sau. Nhưng rất nhanh là hắn biết cái kia không có khả năng, tại nơi này do hai kiện trí bảo tạm thời cấu trúc ra tiểu trong thế giới, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự cũng không đủ thiên địa linh khí trợ hắn đột phá. Về phần triệt hồi, đỉnh càn khôn, cùng lôi quang tháp, đem ngoại giới thiên địa linh khí tiến cử đến, cái kia lại càng muốn cũng không muốn muốn. Chỉ cần một lát quang cảnh, hắn cũng sẽ bị đè ép thành thịt nát. Có thể điều tức đến hiện tại cái dạng này, đã muốn rất tốt. Tiêu phàm ngẩng đầu lên, nhìn lên lấy trời xanh đỉnh cực lớn không gian thông đạo, sâu hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm. chương 935, không biết người ở chỗ nào. Tiêu phàm cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trịch đích, mất thật lớn kinh, sức lực mới miễn cưỡng mở ra một đường đến. Một đạo ấm áp ánh mặt trời đập vào mi mắt, làm cho tiêu phàm tinh thần thoảng qua chấn động, phảng phất hoàn toàn đóng băng đầu óc, cũng chậm chậm bắt đầu hòa tan, rốt cục nhớ lại một sự tình. Giống như, đây cũng không phải là tại không gian trong thông đạo liễu tương đương. Đúng rồi, không gian thông đạo. Quá khứ hết thảy, dần dần tại tiêu phàm trong đầu liên tiếp bắt đầu đứng dậy, khóe miệng chưa phát giác ra hiện ra một nụ cười khổ. Quả thật không gian thông đạo là nguy hiểm là lớn nhất đích. Cứ việc có tinh thông phong độn thuật huyết ma ngẫu, lại thêm, đỉnh càn khôn, cùng như ý lôi quang tháp cái này hai kiện dị bảo hộ thể, tại không gian trong thông đạo có lẽ hay là cửu tử nhất sinh, các loại không tưởng được nguy hiểm ùn ùn kéo đến, tiêu phàm pháp bảo ra hết, cũng ngăn cản không nổi. Càng về sau, hắc lân, thổ ma ngẫu, oán linh đều đều trước sau ra tay, vẫn đang không địch lại không gian trong thông đạo các loại quỷ dị lực lượng. Đương làm lại một cổ không gian bão táp tịch cuốn tới thời điểm, tiêu phàm rốt cục hôn mê rồi. Sau đó, tựu đến nơi này. Nơi này là chỗ nào? Tiêu phàm mở ra trầm trọng hai mắt, cố hết sức về phía bốn phía nhìn lại. Ngược lại dương quang minh mị, màu xanh hoa cỏ như đẹp, phong cảnh cái gì mỹ. Cách đó không xa, có một thật sâu đất dương, bùn đất xoay tròn, một mảnh đống bừa bột, đất trong hầm, một cụ năm sáu trượng đại màu trắng hài cốt, lẳng lặng đợi tại đó, đúng vậy dùng biển chim cú vỏ khung xương luyện chế huyết ma ngẫu. Tiêu phàm có thể khẳng định, Chính mình hiện tại cũng không phải bình thường, đáp 100% bị gặp ngoài ý muốn. Tại đây nên vậy cũng không phải không gian thông đạo khác một cái cửa ra, mà là không biết bị không gian bão táp cuốn tới nơi nào. Như vậy kinh nghiệm, thật cũng không là đệ nhất hồi liễu tương đương. Nhưng trước đó lần thứ nhất, theo trung thổ giới bị cuốn vào đến Thoi Ma giới, mình và Trần Dương Đảo là không có bị thương. Tựa hồ vận khí coi như không tệ, lần này, rõ ràng không có vận tốt như vậy, hoặc là nói lần này không gian bão táp xa so sánh với lần tới mãnh liệt. Tiêu phàm nỗ lực giơ cánh tay lên, ngưng tụ ra một tia chân nguyên, trên tay phải màu xanh biếc chiếc nhẫn vầng sáng lóe lên, huyết ma ngẫu gấp gáp thu nhỏ lại, khoảng cách tự bị thu tiến nhẫn chữ vật bên trong. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở phào một cái. Không hề nghi ngờ, huyết ma ngẫu cũng nhận được trọng thương, về phần rốt cuộc bị thương có nhiều trọng, tiêu phàm tạm thời còn chưa kịp kiểm tra. Phỏng chừng nhẹ không được, nhưng chỉ cần thứ này còn có thể thu lại, tự thoáng yên tâm chút ít. Nếu không nghe lời, một khi bị người khác chứng kiến, chính là gây tai họa chi đạo. Gặp được thật tinh mắt tu chân giả, đúng vậy liếc có thể nhìn ra cái này huyết ma ngẫu chân quý. Ngân sĩ đại bằng là cái này thế giới cao nhất gia yêu cầm, hắn hài cốt vốn là luyện chế phong thuộc tính pháp bảo tốt nhất tài liệu, chỉ cần cái này một cụ khung xương, nếu như tại trong phường thị bán ra lời mà nói chính là một số thiên văn sổ tự loại linh thạch vạn nhất có người thấy hơi tiền nổi máu tham dùng tiêu phàm tình hình dưới mắt phiền toái cũng không nhỏ cất kỹ huyết ma ngẫu tiêu phàm bắt đầu kiểm tra thương thế của mình tình không kiểm tra khá tốt vừa mới kiểm tra tiêu chân nhân lập tức liền buồn bực pháp lực toàn bộ không kinh mạch khô kiệt toàn thân không một nơi không tổn thương không một nơi không đau tiêu phàm dưới mắt cơ hồ cùng một cái phế phàm nhân không sai biệt lắm trên người linh lực chấn động nhiều lắm là có luyện khí kỳ 3-4 tầng bộ dạng. Xem chừng các môn các phái mới nhập môn tiểu đệ tử, sợ cũng có không ít tu vi tại tiêu chân nhân phía trên. Nhưng tin tức tốt cũng không phải là không có. Tiêu phàm cứ việc chân nguyên khô kiệt, bị thương kỳ trọng, cảnh giới nhưng lại không ngã xuống. Tiêu phàm có thể thanh sở địa cảm ứng được, chính mình như trước tại kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nói cách khác, chỉ cần có cũng đủ đan dược cùng sung túc thiên địa linh khí, tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian, có thể khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, thần niệm chi lực không có bị hao tổn. Điểm này lại để cho Tiêu Phàm cảm thấy vui mừng. Chỉ cần thần niệm chi lực không tổn hại, có thể trước thời gian xem xét biết nguy hiểm, tình hình tổng còn không tính toán xấu đến nhà. Kiểm tra hết tình hình của mình, Tiêu Phàm lấy ra một cây đại bổ nguyên khí linh dược, trực tiếp dùng sống dưới đi, một bên chờ dược lực hóa mở, một bên kiểm tra linh thú hoàn ở phía trong tình hình hoàng đường vẫn còn trong lúc ngủ say không thấy chút nào thức tỉnh dấu hiệu thậm chí khí tức đã muốn càng ngày càng yếu hắc lân đã ở ngủ say thương thế nghiêm trọng tại không gian trong thông đạo vì trợ giúp hắn chống cự các loại nguy hiểm hắc lân cũng là cạn kiệt toàn lực nhiều lần thi triển thực ánh mắt thông pháp lực nghiêm trọng tiêu hao không có một thời gian ngắn tĩnh dưỡng là rất khó khôi phục quán linh ôm thật trà cửu âm bạch cốt hoàn đối với tiêu phàm quét tới quét lui thần niệm chi lực hào không thèm nhìn tại đây thuần dương chi địa trời sinh quỷ linh bạch thiên nhất loại cũng sẽ không đi ra hoạt động đích đương nhiên quỷ linh không phải bình thường âm quỷ lệ phách đối với ánh mặt trời không phải quá mức sợ hãi nếu có tất yếu ban ngày cũng không phải không thể hiện thân bất quá oán linh vừa mới sinh ra đời không lâu tiêu phàm tự không biết bước hắn bốc lên loại này phong hiểm thổ ma ngẫu cũng hủy hoại đắc rất nghiêm trọng cần hào hào tu bổ một phen lại luyện hóa đại lượng thổ linh thạch bổ sung đủ rồi linh lực mới có thể năng lực lần nữa vận dụng. Cái này đương lúc, tiêu chân nhân thật đúng là đủ suy yếu đích. Luyện khí kỳ đẳng cấp cao đệ tử muốn khi dễ hắn có lẽ chưa đủ lớn dễ dàng, một gã trúc cơ kỳ tu sĩ có thể lại để cho hắn rất đau đầu liếu tương đương. Cũng may tiêu chân nhân tính cách bình thản, không phải gây chuyện sinh sự loại người. Bất quá, giống như cái khác linh thú hoàn trung tựa hồ có điểm động tính. Cái này linh thú hoàn ở phía trong, chứa đều là các loại linh trùng, cái kia cấp 2 lưng sắt con bọ ngựa tổng số thập nhất dài con bọ ngựa một mực đều ở trong lúc ngủ say, trọn vẹn ngủ say 3-40 năm, cơ hồ không hề có động tính gì. Cứ việc tiêu phàm sớm chỉ biết linh trùng tiến dài khó khăn, khó với lên trời, như vậy tiến dài tốc độ, hãy để cho hắn cực kỳ im lặng. Lưng sắt con bọ ngựa vừa mới bắt đầu ngủ say thời điểm, tiêu phàm có lẽ hay là đầy cõi lòng hy vọng, thỉnh thoảng đi xem kỹ một chút động tính, dần dần cũng không có kiên nhẫn, không bao giờ nữa đi để ý tới, tùy ý chúng tại linh thú hoàn ở phía trong ngủ say. Dưới mắt tình hình đại xấu, tiêu phàm lại không khỏi hướng linh thú hoàn ở phía trong quét một chút, lại phát hiện ngủ say lưng sắt con bọ ngựa đã có bắt đầu thoát xác. Mặc dù chỉ là số rất ít vài chỉ ở thoát xác, đại đa số linh trùng kể cả cấp hai con bọ ngựa ở bên trong đều còn không có động tính, như trước lại để cho tiêu phàm tinh thần chấn động. Vô luận như thế nào, xem như chứng kiến hy vọng, lưng sắt con bọ ngựa đã từng biểu hiện ra ngoài kinh người cận chiến năng lực, tại đây thời khắc mấu chốt, nhưng là bảo vệ mình an toàn đòn sát thủ. Nhưng là tiêu chân nhân cảm giác hưng phấn cũng không tiếp tục bao lâu, lập tức đã bị người quấy nhiễu liễu tương đương. Có người đang tại hướng bên này bay tới. Tiêu phàm quay đầu hướng phương đông nhìn lại, trong mắt lục mang lóng lánh, lập tức tổ chứng kiến tại phương đông hơn 10 dặm bên ngoài, một chuyến 4 năm người chính ngự khí bay tới. Nhìn thấy một chuyến này người, Tiêu Phàm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, hắn nhìn thấy là nhân loại, không phải hình thù kỳ quái yêu thú, lại càng không là cô hồn dã quỷ. Cái này đã nói lên, hắn đi vào đích là nhân loại tu sĩ làm chủ quốc gia, cuối cùng không phải quá xấu. Hơn nữa, một chuyến này người phục sức cùng nhạc Tây quốc nhân loại phục sức không sai biệt lắm. Tiêu Phàm trong nội tâm lại là cả kinh. Không cần phải làm hồi lâu chính mình lại bị không gian bão táp quét đến nhạc Tây Quốc đến đi à nha. Lập tức tự nhiên mà vậy ngẩng lên đầu nhìn lên trên đi, quả nhiên gặp được hai cái mặt trời, lập tức giở khóc giở cười. Chẳng lẽ thật sự về tới nhạc Tây Quốc? Một nghĩ đến đây, tiêu phàm lập tức thủ đoạn một phen, lấy suốt thiên trời bẩn, huyễn mặt mang trên mặt. Một hồi vần nước loại chấn động hiện lên, tiêu phàm lập tức biến ảo thành một gã sắc mặt xám trắng nam tử trẻ tuổi, ước chừng 23-24 tuổi khoảng chừng gì đó, tướng mạo giống nhau, khí tức suy yếu, cùng hắn dưới mắt chân thật tình hình, cực kỳ nhất trí. Đồng thời tay trái trùng giữ ở hơn 10 miếng công kích linh phù. Chỉ cần người tới vừa lộ ra bất lợi ý, tiêu phàm liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Theo bọn hắn ngự khí phi hành tốc độ đến xem, một chuyến này người tu vi cũng không cao, hơn 10 dặm mà, bay rồi như vậy một hồi, đều còn chưa tới. Nếu như là Kim Đan Kỳ đã ngoài tu sĩ, gần như vậy khoảng cách, cơ hồ là đảo mắt tức đến. Lại đợi một hồi, một chuyến năm người rốt cục đi tới phụ cận. Tiêu Phàm thần niệm chi lực quét qua, lập tức liền đem năm người này tu vi thấy nhất thanh nhị sở. Một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, bốn gã luyện khí kỳ tu sĩ. Hơn nữa duy nhất cái kia tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không quá đáng chỉ có chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, bốn gã luyện khí kỳ tu sĩ, hai gã có bát cấp khoảng chừng gì đó, hai người khác, tác chính là chỉ có 4 năm cấp bộ dạng, đều hết sức trẻ tuổi hai gã trẻ tuổi nhất luyện khí kỳ tu sĩ, thì 20-21 tuổi, trên mặt ngây thơ không tiêu. Tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ, thì là ba mươi mấy tuổi bộ dáng, ba phiết chuột tu, vóc dáng thon gầy, hình dung hèn mọn bị ổi, thật sự cũng không giống là cái gì có uy nghiêm nhân vật lợi hại. Mấy người kia đều ăn mặc màu xám bảo phục, chỉ có trong đó một gã tuổi trẻ nữ tu, ăn mặc thoáng diễm lệ một ít. Tên kia nữ tu, ngược lại vài tên luyện khí kỳ trong hàng đệ tử tu vi cao nhất đích bất quá rất rõ ràng đoàn người đều dâng tặng vị kia chuột phải chúc cơ kỳ tu sĩ làm chủ quy củ theo sát tại chuột tu nam tử sau lưng theo phục sức của bọn họ thượng xem khả năng ra xuất từ cùng một môn phái đệ tử nhìn thấy như vậy năm người tiêu phàm treo lấy tâm để xuống dù cho hắn hiện tại bản thân bị trọng thương chân nguyên khô kiệt cũng vẫn có vô số thủ đoạn có thể lập tức đem năm người này nắm bắt như vậy tu vi thấp kém năm tên tu sĩ còn không đến mức đối với tiêu phàm tạo thành quá lớn uy hát yêu ta ép. Chỉ là dưới mắt tình hình không rõ, không biết người ở chỗ nào, tiêu phàm tự không biết vô duyên vô cớ đối với người khác đau nhức hạ sát thủ. Sư phụ thỉnh xem, nơi này có một cái hố to. Một gã trẻ tuổi nhất luyện khí kỳ đệ tử mắt sắc, liếc mắt liền thấy được huyết ma ngẫu nện ra tới cái rãnh to kia, vội vàng kêu lên. chuột thu tu sĩ hừ một tiếng, không vui nói, ta nhìn thấy liễu tương đương tựa hồ đối với đồ đệ ngạc nhiên có chút bất mãn lập tức liền mở miệng dạy dỗ nguyên minh ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần rồi người tu tiên muốn trầm ổn thở mạnh không nên hơi một tí tự hô to gọi nhỏ làm sao ngươi luôn không nhớ được chúng ta trường an đường tại kim châu thành đúng vậy nổi danh nhất đại y quán ngươi là trường an đường đệ tử muốn chú ý thân thể mặt rõ chưa cái kia đệ tử trẻ tuổi vội vàng rụt rụt đầu nhỏ giọng nói ra vâng đệ tử minh bạch Đợi đến Chuột Tu Tu sĩ một quay mặt đi, liền lập tức le lưỡi làm cái mặt quỷ, tựa hồ đối với vị này sư phụ cũng không phải thật sự e ngại. Chuột Tu Tu sĩ cũng không lại để ý tới hắn, nhìn về phía nằm tại đó Tiêu Phàm, hai hàng lông mày nhăn lại, nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi là môn phái nào đệ tử? Cũng là đến nơi đây hái thuốc hay sao? Cái này hố to là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không?" Thần thái có chút ngạo nghễ, bất quá ngữ khí cũng không thế nào hung ác. R752. Tái chiến một hồi. Bao lâu không có nghiêm túc cầu qua vé tháng, rơi xuống đều có điểm lạnh nhạt liễu tương đương. Ta hiện tại nhớ rõ rõ ràng nhất đích, chính là năm trước lúc này, thì ra là 2014 năm tháng riêng số một dạng sáng, đại hào môn giàu sang quyền thế sách mới lên khung, một hơi đổi mới năm chương về sau, ta canh giữ ở máy tính trước kia, một bên viết chữ vừa thỉnh thoảng soát bình, chờ sách mới vé tháng kết quả. Sách mới đệ nhất, chư vị bản thân đám tỷ tỷ quả nhiên cho lực, như nguyện đem đại hào môn giàu sang quyền thế trên đỉnh bảng chuyện mới thủ. Rơi xuống rất vui vẻ. Sau đó, viết chữ đến dạng sáng 5 giờ, bắt đầu đột phát tim đau thắt. Lúc ấy không có kinh nghiệm, không biết cái này là tim đau thắt, tưởng rằng hút thuốc rút nhiều hơn, trước đắc phổi đau nhức ăn lung tung hai khỏa thuốc tiêu viêm, có lẽ hay là chịu không được, liền lên giường nghỉ ngơi liếu tương đương. Cái này đương lúc, bánh tẩu rời giường đến xem ta, ta thật cao hứng mà nói cho nàng biết, sách mới đệ nhất. Nàng cũng thật cao hứng. Ngủ, ngủ không được, ngực có lẽ hay là rất đau. Về sau mơ hồ một hồi, đến buổi sáng 10 điểm nhiều, thật sự gánh không được rồi, thượng bệnh viện, cấp tính cơ tim tắc nghẽn, có thể thượng bàn giải phẫu, về sau sự tình, ta đều cùng mọi người báo cáo qua rồi, sẽ không nặng hơn nữa phục. Tại trong bệnh viện nằm 17 ngày, ngạnh xanh xanh dùng tồn cảo bản thảo đã có liều mạng nửa tháng vé tháng, xuất viện về sau tiếp tục ghi, cuối cùng đem cái này sách mới nguyệt khiêng dưới đi. Thiếu khiếm các vị độc giả 68 chương đổi mới, ta tính toán qua đích, bây giờ còn nhớ rõ. Từ đó về sau, một năm, không có hợp lại qua nguyệt phiếu. Sạch phóng hành động, trên đường thay đổi loại hình, vân. Vân từ từ một đống lớn nguyên nhân, lại để cho rơi xuống một mực nơm nấp lo sợ, cẩn thận không dám hợp lại, cũng hợp lại bất động. Nhưng là hiện tại, mới một năm bắt đầu rồi, rơi xuống tự giác coi như cố gắng, đại hào môn giàu sang quyền thế tiên hiệp câu chuyện, chính mình cảm thấy cũng còn đặc sắc đẹp mắt, không có lý do cứ như vậy trầm mặc xuống dưới. Liều đi, bộc phát một lần, không vì cái gì khác đích, tự vì chính mình phần này kiên trì, cũng muốn bộc phát một lần. Tự vì đến hiện tại, còn đối với rơi xuống bất ly bất khí mới các lão bằng hiếu, cũng muốn bộc phát một lần gấp đôi vé tháng trong lúc, mỗi ngày ít nhất 4 chương giữ gốc. Có thể bộc phát bao nhiêu, tự bộc phát bao nhiêu. Ông đám bọn họ, chúng ta còn có thể một trận chiến sao? Còn có thể một trận chiến sao? Cầu cho lực điểm. Cầu một lần nữa cho lực điểm. Audio điện tử võ tấn bền. chương 936, dùng công đời giúp. Tiêu phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đáp, làm phiền tiền bối xin hỏi, tại hạ tiêu nhất hành, không môn không phái, chỉ là một giai tán tu. Tại hạ là đến nơi đây hái thuốc đích, kết quả lại đụng phải yêu thú, bị đả thương. Về phần cái rãnh to này, tại hạ trước khi tới đây, tựu đã có, thật sự không đại thanh sở là chuyện gì xảy ra. Hiện tại không thể xác định tại quốc gia nào cảnh nội, tiêu phàm tất nhiên là không dám lộ ra chính mình chân thật tin tức. Cần biết tiêu phàm cái tên này, tại nhạc Tây Quốc cái kia đã là đại danh đỉnh đỉnh. Phu Linh Cốc không biết treo giải thưởng bao nhiêu linh thạch lấy hắn trên cổ thủ cấp. Vạn nhất tại đây thật sự là nhạc Tây Quốc, tiêu chân nhân đã có thể chịu không nổi. Về phần hái thuốc vân vân, tự nhiên là tiêu phàm nghe được chuột tu tu sĩ tự xưng là y quán loại người, tạm thời biên tạo nên nói dối. Hy vọng người này có thể xem tại đồng hành trên mặt mũi, đối với chính mình khách khí ba phần. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, tiêu phàm cũng không muốn cùng người trở mặt động thủ. Yêu thú cái này vân la trong núi còn có sẽ làm bị thương người yêu thú sao? Ta lại thật là thiếu nghe nói qua. Chuột tu tu sĩ lập tức có chút bán tín bán nghi. Tiêu phàm trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu, đang nghĩ ngợi muốn nói cho hắn biết ra sao chủng chồng yêu thú làm bị thương chính mình. Chuột tu tu sĩ cũng đã phối hợp nói ra, ngươi cũng là đến hái thuốc hay sao? Ngươi là cái nào y quán tiểu nhị? Tiêu phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ lại hắn theo lời Kim Châu Thành ở bên trong, có thật nhiều y quán. Đây chính là ngoài dự đoán mọi người, theo tiêu phàm biết, vô luận là y quán có lẽ hay là lang chung, tại tu chân giới đều rất hiếm thấy, chẳng lẽ ở chỗ này quy tắc hội trở nên không giống nhau sao? Tiên bối, tại hạ không phải cái nào tiệm thuốc tiểu nhị, chính là nhất giai tán tu. Tiêu phàm lần nữa cường điệu chính mình tán tu thân phật, tránh khỏi cái này chuột tu tu sĩ không ngừng bảo căn cứu để. Tiêu chân nhân nhưng không am hiểu nói dối cũng không biết là tiêu phàm cái này sách lược hết sức chính xác có lẽ hay là chuột tu tu sĩ hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đưa hắn chính là một gã luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp để vào mắt quả nhiên không hề truy vấn hắn sư thừa lai lịch ánh mắt vung mạnh nhíu mày nói ra người trẻ tuổi xem ra thương thế của ngươi đắc không nhẹ a hát đến ta cho ngươi trần bắt mạch nói xong cũng không đợi tiêu phàm có gì lời nói tiến lên tự cầm tiêu phàm cổ tay đem ba ngón tay khoác lên tiêu phàm mạch trên cổ tay. Tiêu phàm lập tức thay đổi trong cơ thể còn sót lại chân nguyên pháp lực, bảo vệ chú ý mạch. Cứ việc cái này chùa tu tu sĩ nhìn về phía trên cũng không có gì ác ý, nhưng cái này đương lúc tiêu phàm không thể không đặc biệt tiểu tâm cẩn thận chút ít. Nếu thật là bị người chế trụ mạch môn, cũng rất phiền toái. Ừm, khá tốt, so với ta trong dữ liệu tốt hơn, bất quá cũng có lẽ hay là cần hảo hảo điều trị một phen. Cho tiêu phàm trần lấy mạch, chuột tu tu sĩ dùng đùi đắc y nói. Tiêu phạm âm thầm buồn cười. Tự chính mình tình hình, rõ ràng, khá tốt. Cứ việc chính mình tận lực che giấu thương thế của mình, cái này chuột tu tu sĩ mạch pháp, cũng thức sự quá tầm thường. Nói hắn là lang băm, có lẽ còn quá mức võ đoán, nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối chưa nói tới là lương y. Tiêu đạo hiếu, hôm nay đụng phải ta lão hồ, coi như ngươi vận khí. Ngươi nếu là kẻ bên này tán tu, Kim Châu thành trường an đường. Người khẳng định nghe nói qua A, à, đó là Kim Châu Thành ở bên trong sắp xếp thượng thứ tự đại y quán. Ta hồ thành là trường an đường Bách Thảo viên chấp sự. Nơi này có khỏa chữa thương đan dược, tặng tặng cho người A. À. Chuột tu tu sĩ hay là không đi để ý tới tiêu phàm mình là một ý kiến gì, phối hợp móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một khỏa đỏ tươi đan dược đến, đưa cho tiêu phàm. Cứ việc người này diện mục khả tăng, tác phong làm việc tựa hồ có chút phách đạo động tác này lại làm cho tiêu phàm đối với hắn có chút hảo cảm. Thầy thuốc nhân tâm, Hồ Thành có thể tặng hắn đan dược, bất kể thế nào nói, đều là một mảnh hảo tâm. Cảm ơn tiền bối tặng dược. Tiêu phàm cảm ơn một tiếng, hai tay tiếp nhận, lược hơi đánh giá, liền há miệng, đem dược hoàn ăn xong xuống dưới. Dùng hắn tại y học thượng cao thâm tạo nghệ, tự nhiên liếc có thể nhìn ra được, viên đan dược kia tuy không có gì quá lớn tác dụng, cũng không phải độc dược, Đối với chữa thương chữa bệnh tóm lại Vẫn còn có chút chỗ tốt đích Thấy tiêu phàm không nói hai lời Đang tại hắn mặt liền đem dược hoàn nuốt xuống Hồ Thành cũng cảm thấy hài lòng Thân thủ vuốt vuốt ba phiết chuột tu Nhẹ gật đầu, nói ra Ừm, um, trẻ con là dễ dậy Tiêu đạo hiếu ta đã nói với ngươi Thương thế của ngươi không nhẹ Chỉ cần cái này một khỏa dược hoàn Cái kia là xa xa không đủ đích Muốn trị tốt thương thế của ngươi Ít nhất còn phải phục nhiều cái nguyệt dược Hắc hắc ta xem người tu vi không cao, lại là tán tu, chỉ sợ thân gia cũng không phong phú, trong túi có chút ngượng ngùng a. À. Tiêu Phàm không khỏi hơi sững sờ, không ngờ như thế vị này chẳng những là Lang Trung, có lẽ hay là thầy tướng, liếc thấy đi ra hắn là cái nghèo kiết xác. Bất quá Tiêu Phàm lập tức liền cố nén vui vẻ, gật đầu đồng ý, nói ra tiền bối tuệ nhãn như đuốc, nói được lại đối với cũng không có, dưới mắt cũng không phải là khoe của thời cơ tốt uống chi tiêu chân nhân làm người trước sau như một điệu thấp, không có khoe của thói quen. Hồ được không do nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút, nói ra cũng thế, ai kêu người đụng với ta đâu này. Ta đây mềm tâm địa hát, như vậy đi, người theo ta trở về. Vừa vặn ta bách thảo viên mấy ngày này nhân thủ có chút nhanh, ta xem người coi như trung thực bản phật, hãy cùng ta trở về, hỗ trợ nhìn xem dược viên tử, đánh trợ thủ, quyền cho là giao dược mất. Người thương thế trên người, ta phụ trách cho người chữa cho tốt. Cái này tiêu phàm thật sự có chút sướng sờ. Tại sao lại muốn, bắt lính, sao? Cũng may lúc này bắt lính tựa hồ không có gì nguy hiểm, cái này hồ thành nhìn về phía trên cũng không giống là gian trá chi đồ, nói ra cũng xác thực là kế có thể thành, có chút dùng công đời giúp, y tứ. Nói ngắn gọn, người giúp nhân gia làm việc, người ta quản ngươi cơm ăn, trả lại cho chữa bệnh, cũng xem là tốt liếu tương đương mặt khác vài tên luyện khí kỳ đệ tử vừa nghe hồ thành nói như vậy cũng có chút kinh ngạc tên kia luyện khí kỳ bát cấp nữ tu trần trở nói nói sư phụ cái này không được tốt a à? tuy nói chúng ta bách thảo viên dưới mắt là thiếu nhân thủ đúng vậy cũng không cần phải như vậy qua loa a hát vừa nói vừa cao thấp dò xét tiêu phàm cái kia ngụ ý rất rõ ràng là một cái như vậy có vẻ bệnh ra hỏa không suốt ngày nằm làm cho người ta hầu hạ cũng đã rất tốt còn có thể làm gì sống cái này không phiền lụy chuế sao? Hồ Thành sắc mặt trầm xuống, nói ra, người biết cái gì? Ta muốn không tự mình giải quyết nhân thủ vấn đề, không chuẩn bên trên lại cho chúng ta phái người đến. Các ngươi rất thích ý cùng mặt khác sư huynh đệ cộng sự sao? Vừa nghe lời này, bốn gã luyện khí kỳ đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu cuốn quyết. Cái này là được rồi, tiền viện những người kia, một cái so một cái ngạo khí. Làm cho bọn họ đến dược viên đến hỗ trợ, cái kia không phải đến làm việc hay sao? Cả chính là chút hít lão ra, sư phụ lời nói của ta, bọn hắn đều yêu có nghe hay không, chớ đừng nói chi là các người cái này mấy tiểu tử kia liễu tương đương. Đến lúc đó, còn không phải các ngươi làm việc, bọn hắn lĩnh thưởng. Êm đẹp đích, dựa vào cái gì làm cho bọn họ chiếm dễ dàng như vậy? Hồ cách nói sẵn có lấy, hơi có chút tức giận phẫn đích. Vài tên luyện khí kỳ đệ tử lập tức liên tục gật đầu, đồng loạt tán thưởng sư phụ anh Minh, Thế nào, tiêu đạo hiếu, ý của ngươi như? Tiền bối, ta muốn là đi theo ngươi, muốn bái sư sao? Tiêu phàm rất cẩn thận mà hỏi thăm. Bái sư, hồ thành, á hả, một tiếng khiển trách, chừng to mắt nhìn qua hắn, chuột dễ trùm căn bản vỉnh lên bắt đầu đứng dậy, như là nghe được nào đó đặc biệt buồn cười chê cười giống nhau. Hậu sinh, người nghĩ đến thật đúng là Mỹ A Hát, đứng đắn sống không có làm thượng một thiên, trước tự tận nghĩ đến chuyện tốt liếu tương đương muốn bái sư cũng không phải không được, nhưng người tổng muốn xuất ra điểm bổn sự đến cho ta xem xem, ta muốn cảm thấy người thật sự là nhưng tạo chi tài, nói không chừng trong nội tâm một cao hứng, tự thu hạ ngươi. Nhìn hồ thành cái kia vinh váo tự đắc bộ dạng, tựa hồ có không ít người khóc hồ muốn bái tại môn hạ của hắn. Lại nói tiếp, một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tại tu chân giới tuy không coi vào đâu, nhưng ở phàm trong mắt người, thì phải là khó lường siêu cấp lớn cao thủ, bị vô số người quỳ bái, chính là đương nhiên nghe nói không cần bái sư tiêu phàm ám ám nhẹ nhàng thở ra đàn ông dưới đầu gối là vàng tiêu phàm cũng không muốn không hiểu thấu mà cho một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hành lễ dập đầu bất quá trên mặt lại giả vờ ra có chút vẻ mặt thất vọng miễn cho chính mình biểu hiện được rất cao hứng vô cùng đả kích hồ thành lòng tự trọng liếu tương đương thế nào hậu sinh người quyết định không có hồ thành kiên nhẫn tựa hồ có chút khiếm khuyết thấy tiêu phàm mè nheo đích Lập tức liền nôn nóng bắt đầu đứng dậy. Tiêu Phàm nỗ lực liền ôm quyền, nói ra, cảm giác tạ tiền bối thịnh tình, tại hạ hết thảy bằng tiền bối phân phó là xong. Tiêu Phàm việc cấp bách là tìm một chỗ mau chóng khôi phục thương thế, cùng với tại đây chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc sơn gian dã ngoại đi tìm linh khí nồng đậm chỗ mở động phủ, còn không bằng đi theo Hồ Thành đi trong miệng hắn nói Kim Châu thành y quán nhìn xem. Nếu như có thể mượn nhờ Trường An đường y quán chiêu bài cung cấp một cái bảo vệ, đó là không còn gì tốt hơn nhất tại sơn gian giã ngoại một mình chữa thương, hệ số an toàn thật sự không cao. Cuống hồ linh khí nồng đậm linh mạch, khẳng định sớm đã bị các tu sĩ khác chia cắt xong rồi, muốn tìm cũng chỉ có thể tìm những kia không được tốt lắm linh mạch, nhưng bởi như vậy, không khỏi trì hoãn thương thế. Vì vậy tiêu phàm trong khoảng khắc liền làm quyết định. Hồ Thành vừa nghe, lập tức nhếch môi ha ha nở nụ cười, nói ra, hảo hảo, người quả nhiên đủ thông minh, biết rõ cái dạng gì quyết đoán mới được là chính xác đích đến tại đây còn có ba khỏa đan dược người trước cầm mỗi ngày phục một khỏa quyền cho là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt nói xong đơn giản đem cái kia bình ngọc một tia ý thức nhét vào tiêu phàm trong tay cũng là có vẻ tâm ý cái gì thành tiêu phàm tạ ơn nhận lấy trên mặt thích hợp mà lộ ra lòng cảm kích đối với cái này hồ thành cũng rất hài lòng lại lần nữa cho tiêu phàm trần bắt mạch nói ra xem ra ngươi là không có khí lực chính mình ngự khí rồi có lẽ hay là ta mang ngươi một đoạn a theo bên hông hái kế tiếp đỏ thấm hồ lô, vẹt ra nút lọ, một cổ đặc hơn mùi rượu xông vào mũi, hồ thành ngẩng cổ, rầm rầm đã uống vài ngụm, bay sượt miệng, không ngớt lời tán thưởng, hảo tử. Lập tức đem đỏ thấm hồ lô rượu hướng không chung ném đi, hóa thành lớn gần trượng nhỏ. Hồ thành nhấc tay vừa nhấc, tiêu phàm chỉ cảm thấy thân thể thoáng một tí tựu trở nên bay bổng đích, bị đưa đến đỏ thấm hồ lô phía trên, hồ thành chính mình dưới chân nhẹ nhẹ một chút, cũng lên hồ lô, phía trước bên cạnh đứng, hai tay ôm ngực, miệng lẩm bẩm vèo, mà một tiếng, đỏ thấm hồ lô liền hướng về phương đông bay đi. Vài tên luyện khí kỳ đệ tử, ào ào ngựa khí theo đi lên. Tốc độ tự nhiên chậm vô cùng. Tiêu phàm cũng không đi so đo những này, nghiêng nghiêng dựa vào hồ lô thượng, vận công luyện hóa dược lực. Tự nhiên, chủ yếu luyện hóa còn là mình dùng sống xuống dưới một cây linh dược, hồ thành cho cái kia khỏa đan dược, tối đa cũng tự khởi cái phụ trợ tác dụng có chút ít còn hơn không mà thôi. chương 937, Kim Châu Thành Kim Châu Thành là một tòa rất lớn thành trì. Chọn vẹn ngự khí phi hành tính ra canh giờ lâu, mới rốt cục xa xa gặp được Kim Châu Thành hình dáng. Kim Châu Thành chia làm trong thành cùng bên ngoài thành, cái gọi là bên ngoài thành, nhưng thật ra là phàm nhân khu quần cư, rậm rạp chẳng chịt công trình xây dựng, một vòng một vòng mà kéo dài mở đi ra, tung tính toán thân ở trên không, cũng là liếc trông không đến cuối cùng. May mắn tiêu phàm đã muốn được chứng kiến nhạc Tây Quốc Đại Thành, thấy vậy cũng không bằng gì giật mình. Bất quá cái này tòa thành trì như thế quảng đại, quy mô không tại sân thượng dưới thành, chính mình lại chưa từng nghe nói qua, có thể khẳng định chính là, tại đây tuyệt đối không phải nhạc Tây Quốc. Nếu không như vậy một tòa đại thành, tổng có thể tại địa đồ cùng trong biển tịch nhìn thấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiêu phàm trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bức bản đồ đến. Kim Châu Thành đây không phải Nam Châu Đại Lục Hoắc Sơn Quốc một tòa châu thành sao. Tại Vu Linh Cốc Tàng Kinh Các, Tiêu Phàm đã từng duyệt xem qua một quyển tập bản đồ, trong đó chẳng những kể cả Nhạc Tây Khu Địa Đồ, cũng có Nam Châu Đại Lục Bộ Phận Địa Đồ. Chỉ là xa không bằng Nhạc Tây Khu như vậy thanh sở minh thích. Dù sao đối với tại Nhạc Tây Khu mà nói, Nam Châu Đại Lục thật sự vô cùng xa xôi, cũng vô cùng quảng đại. Tung xem như Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đạp biến Nam Châu đại lục mỗi một chỗ đại thành, chớ đừng nói chi là những kia trung tiểu thành thị thậm chí thôn trấn liễu tương đương. Bởi vậy Nam Châu đại lục địa đồ tương đối muốn đơn sơ nhiều lắm. Nhưng mà Nam Châu đại lục mấy chục trên trăm quốc gia cùng đại khái qua loa chút ít châu thành, trên bản đồ đa số vẫn có chỗ ghi lại đích. Hoắc Sơn quốc cùng Kim Châu thành, đang tại Tiêu Phàm đã từng duyệt xem qua tập bản đồ bên trong. Chỉnh thể mà nói, Hoắc Sơn quốc tại Nam Châu đại lục mấy chục trên trăm quốc gia bên trong, nhiều nhất có thể tính toán là Trung Đảng quốc gia, vô luận là môn phái tu chân thực lực có lẽ hay là phàm tục thế giới thực lực, đều xếp hạng chung xuống nước chuẩn. Nhưng mà đây cũng chỉ là tương đối mà nói đích. Nếu như Nhạc Tây quốc tới so sánh với, vậy thì hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Trên thực tế, Nhạc Tây quốc toàn bộ thực lực, chỉ sợ gần kề chỉ là cùng Hoắc Sơn quốc một hai cái châu quận tương đương. Kim Châu thì là Hoắc Sơn Quốc một cái đại châu. Tập bản đồ thượng tương quan giới thiệu, cũng cứ như vậy nhiều hơn, đơn giản làm cho người khác sờ không được ý nghĩ. Chẳng lẽ, không gian bão táp đem chính mình ném ra? Đến Nam Châu Đại Lục đến rồi. Quả thật như thế, chẳng phải là thoáng cái vượt qua nghìn vạn dặm xa. Hoắc Sơn Quốc tuy nhiên tại Nam Châu Đại Lục Tây Nam Bộ tương đối vắng vẻ vị trí, nhưng cùng nhạc Tây Quốc đã muốn cách xa nhau thượng nghìn vạn dặm, xa hơn Tây đi, chính là một ít càng thêm nhỏ yếu cùng vắng vẻ quốc gia, cùng lệ thú dãy núi phía đông giáp giới chỗ. Còn có thật nhiều càng nhiều rộng lớn dãy núi cùng cánh đồng hoang vu, thuộc về nguyên thủy hoang dã chỗ. Cái này một mảnh hoang dã chi địa rộng lớn, cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng đích, khoảng chừng tính ra trăm vạn dặm. Trong đó sinh hoạt các loại yêu thú, ma thú cùng kỳ kỳ quái quái sinh vật, đối với bất luận cái gì một gã nhân tộc tu chân chi sĩ mà nói, cái kia trong cơ bản đều được coi là là cấm khu, đơn giản không thể giao thiệp với. Chỉ có những kia thân oai thù thiên phú cùng bản lĩnh gia hỏa, mới dám xâm nhập dãy núi cánh đồng hoang vu. Đi săn bắt yêu thú ma thú, đạt được nội đan gân cốt cùng mặt khác các loại tài liệu, để một đêm phất nhanh. Này cũng cùng nhạc Tây Quốc tình hình có chút cùng loại. Chỉ có điều lệ thú dãy núi yêu thú cùng nhạc Tây khu nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ ký kết qua hiệp nghị, lẫn nhau trong lúc đó không cho phép báo thù lại không biết Nam Châu Đại Lục bên này nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ. Phải chăng cũng cùng hoang dã khu đẳng cấp cao yêu thú mà thú ký kết qua cùng loại hiệp nghị. Đương nhiên, trước mắt cái này Kim Châu Thành, có phải là Nam Châu Đại Lục Hoác Sơn Quốc Kim Châu Thành? Tiêu Phàm cũng không thể khẳng định. Chuyện như vậy, nhưng lại không tiện mở miệng xin hỏi đích. Hắn tự xưng là phụ cận tán tu, ngay vấn đề như vậy đều còn muốn hỏi lời mà nói, không phải lập tức làm lộ không thể tiêu phàm thật cũng không gấp, chờ đến Kim Châu Thành ở bên trong, dàn xếp xuống, những sự tình này tổng có thể điều tra cái nguyên cớ đích. Việc cấp bách là chữa thương chữa bệnh. Kim Châu Thành trong thành mới thật sự là thành trì. Tương đối bên ngoài thành mà nói, trong thành quy mô muốn không lớn lắm, nhưng đường kính cũng có trên trăm ở phía trong, đặt trên địa cầu, chỉ cần một tòa trong thành cũng đã là toàn thế giới lớn nhất thành thị. Cái này thoi ma giới quảng đại, vượt qua xa địa cầu có thể đánh đồng đích từ không trung nhìn xuống, Kim Châu Thành trong thành, so bên ngoài thành địa thế muốn cao hơn nhiều, tường thành cao tới trăm trượng, khí thế hùng vĩ. Mà cái gọi là bên ngoài thành, kỳ thật chính là cái khu quần cư, các loại kiến trúc kéo dài không dứt bên ngoài cũng không. Nữa tường thành thủ hộ, ngược lại có không ít nho nhỏ thành trì giải trong đó. Những kia thành trì, cũng có tường thành quay chung quanh, đại phạm vi hơn 10 dặm, tiểu đúng là cái đất lũy làng, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt tiêu phàm xem chừng, vậy cũng có thể đều là phàm nhân thế giới tương đối có quyền thế gia tộc hoặc là môn phái tụ cư chỗ. Tiêu nhất hành, người đã từng xảy ra Kim Châu Thành sao? Đứng ở hồ lô đằng trước hồ thành, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trên đường đi, hồ thành cũng không lúc cùng tiêu phàm nói chuyện, lẫn nhau trong lúc đó, đảo coi như là tương đối quen thuộc liễu tương đương. Tiền bối, rất xấu hổ, tại hạ trước kia chưa từng xảy ra Kim Châu Thành. Hắc hắc, nhìn ngươi cái kia đất đầu đất não bộ dạng ta chỉ biết ngươi chưa từng gặp qua quen mặt được rồi bổn tòa hôm nay tâm tình tốt tự hàn huyên với ngươi trò chuyện dùng thiên luyến mặt che đẩy tướng mạo sẵn có tiêu chân nhân nhìn về phía trên xác thực tầm thường được ngay nói hắn đất đầu đất não một điểm không tính oan uổng tiêu phàm trong nội tâm âm thầm buồn cười trong miệng nhưng lại ngay cả ngay đồng ý có thể theo hồ thành trong miệng nhiều hơn giải một ít tình huống luôn tốt Hồ Thành rất đắc ý mà nói cho Tiêu Phàm, Kim Châu Thành sở dĩ ở chỗ này xây thành, cũng là bởi vì Kim Châu Thành dưới mặt đất có phạm vi mấy vạn dặm trong trên nhất giai linh mạch. Vừa bắt đầu, tại đây gần kề chỉ là một chút ít tu sĩ tụ tập nơi tu luyện, dần dần tu sĩ càng tụ càng nhiều, liền có thành thị quy mô khí tượng, vài ngàn năm phát triển xuống, thành tựu hôm nay Kim Châu Thành quy mô, cũng thành Kim Châu Châu Trị. Kim Châu Thành tại Hoắc Sơn Quốc Châu quận bên trong, quy mô được coi là trung thượng. Nghe xong đoạn văn này, tiêu phàm trong nội tâm vừa động. Xem ra cùng Hồ Thành cùng một chỗ vào thành, thật là quyết đoán chính xác, tại đây quả nhiên là linh mạch tốt nhất khu vực. Trong thành tìm một nơi dàn xếp xuống, so tại hoang giao giã ngoại tìm động phủ an thân muốn mạnh hơn nhiều. Bên ngoài thành trên cơ bản toàn bộ là phàm nhân, chỉ có số rất ít cấp thấp tu luyện giả hỗn tạp trong đó. Những này cấp thấp tu luyện giả, tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ lục cấp phía dưới, tự giác tại trên việc tu luyện lại cũng không có cái gì đột phá cơ hội, liền đơn giản buông tha cho trường sinh tưởng tượng, xen lẫn trong trong phàm nhân, lấy vợ sinh con, qua cái loại này cẩm y ngọc thực người thượng nhân cuộc sống. Chỉ cần bọn hắn chẳng qua ở lấy mạnh hát yêu ta ép yếu, can thiệp phàm nhân thế giới vận tác, những kia đẳng cấp cao tu sĩ, ai cũng sẽ không đi để ý tới đích, tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt. Trong thành cũng có không ít phàm nhân, tu sĩ chỉ là số ít dù sao cùng phổ người bình thường tương đối tu sĩ số lượng vạn chung không một cái này cũng không phải tiêu phàm chú ý đích chính thức lại để cho tiêu phàm để bụng chính là hồ thành giới thiệu nói kim châu thành là cả nam châu đại lục tây nam bộ lớn nhất dược phẩm nơi tập kết hàng cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu kim châu thành liền y quán thịnh hành các loại tiệm thuốc lại càng như nấm mọc sau mưa măng giống nhau xông ra hôm nay kim châu thành ở bên trong phường thị hơn phân nửa cửa hàng đều là mua bán dược liệu đích mặt khác cửa hàng chỉ là với tư cách bổ sung, làm đẹp trong đó. Thì ra là thế. Tiêu phàm âm thầm gật đầu, khó trách tại địa phương khác rất hiếm thấy y quán cùng lang chung, tại Kim Châu Thành như thế tập trung. Đồng thời tiêu phàm cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cuối cùng từ Hồ Thành trong miệng tìm được xác nhận, hắn đã muốn rời đi lệ thú dãy núi, đi tới Nam Châu Đại Lục, cũng không phải lại lo lắng nhạc Tây Quốc ma đạo tông môn đối với chính mình tiến hành truy sát đơn giản tán gẫu qua Kim Châu Thành tình hình về sau, Hồ Thành lại bắt đầu hướng tiêu phàm nói khoác, Trường Xuân Đường tại Kim Châu Thành là bực nào nổi danh, là bực nào danh vọng hiển hách, trong mỗi ngày không hiểu đến đây cần y chữa bệnh tu sĩ, núi liền không dứt, chính mình bề bộn đều bận không qua nổi. Tiêu phàm kinh ngạc hỏi, tiền bối không phải chấp trưởng Bách Thảo Viên sao? Cứ việc tiêu phàm không đại thanh sở cái này trường xuân đường bên trong phân công tình huống, nhưng nghĩ đến cái gọi là bách thảo viên, nên vậy chính là y quán phụ trách tải bồi các loại dược liệu dược viên tử vị này hồ thành thân phận chân thật hẳn là cái người làm vườn như thế nào cũng phụ trách xem bệnh hồ thành trừng mắt liếc hắn một cái khinh thường nói người biết cái gì ta mặc dù là chấp trưởng bách thảo viên nhưng cũng là một gã lang chung thường xuyên làm cho người ta xem bệnh người bình thường các loại ta còn không để cho hắn xem nhì tiêu phàm lại gật đầu đồng ý hắn được chứng kiến hồ thành mạch pháp xem trường tìm vị này hồ lang trung xem bệnh tu sĩ cũng tuyệt đối không phải là tài trí hơn người gia hỏa tu chân chi sĩ muốn luyện đan chế thuốc bình thường cũng tinh thông y lý lý thuyết y học dược lý tầm thường chứng bệnh hoặc là thương thế chính mình hiểu được trị liệu hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không cần phải tìm lang trung một khi chính mình không có cách cần tìm lang trung trị liệu cái kia chứng bệnh liền tuyệt không tầm thường giống nhau tu sĩ thật đúng là không có tư cách đương làm lang trung Bất quá Hồ Thành ưa thích ở trước mặt hắn nói khoác một phen, tiêu phàm tự cũng sẽ không đi vạch trần hắn. Làm người muốn phúc hậu. Một chuyến sáu người ngự khí phi hành, nghênh ngang mà theo bên ngoài trên thành không vừa bay mà qua. Phía dưới phàm nhân thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, lộ ra cực độ hâm mộ cùng sùng bái thần sắc. Những này đi tới đi lui tiên sư đại nhân, tại phàm trong mắt người, tuyệt đối là thần thông quảng đại đại danh từ. Hồ Thành nói cho tiêu phàm, trong trên thành không là có cấm bay cấm chế đích, bất luận kẻ nào, không phải Nguyên Anh Kỳ đã ngoài tiền bối cao nhân, tuyệt đối cấm chế ở bên trong thành không chung phi đột. Lướt đất phi hành vẫn là có thể đích, dù sao thành trì như thế quảng đại, đơn thuần dựa vào hai cái đùi đi đường lời mà nói, theo thành đông đi đến thành tây, tối thiểu cần một hai ngày, vậy cũng quá chỉ hoãn thời gian. Cứ việc hồ thành đem trường an đường thổi chúng ba hoa trích chòe tựa hồ quả nhiên là kim châu thành ở bên trong số một số hai đại y quán, Đến trong thành, có lẽ hay là ngoan ngoãn mà thu hồi đỏ thấm hồ lô rượu, ở cửa thành ngoại giao nghiệm vào thành lệnh bài, lại tìm hai khối cấp thấp linh thạch, theo cửa thành vệ sĩ chỗ đó vì tiêu phàm nhận được một khối tạm thời xuất nhập lệnh bài, nói cho tiêu phàm, dựa vào cái này tấm lệnh bài, trong vòng nửa năm có thể tự do xuất nhập kim châu thành. Nửa năm sau, muốn cái khác thay mới lệnh bài liếu tương đương. Hai khối cấp thấp linh thạch có thể đổi lấy nửa năm tự do xuất nhập, tiêu phàm cảm thấy rất tiện nghi đích bất quá vẫn là móc ra hai khối linh thạch, hai tay dâng tặng cho Hồ Thành. Không thân chẳng quen đích, không có lý do lại để cho Hồ Thành vì chính mình tốn kém. Hồ Thành tuy nhiên ưa thích nói khoác, lại cũng không là keo kiệt a à a à ra hỏa, hất lên ống tay áo, ngông nghênh nói, được rồi, một chút như vậy linh thạch, còn không để tại bổn tỏa trong mắt, ngươi thu lấy a. À. Ngày sau làm việc ra sức điểm coi như là báo đáp ta. Tiểu tử ngươi không biết sao, hồ đại gia là lang trung, tượng đẳng nhân. chương 938, Quy tắc Trường An đường ở bên trong thành Tây Bộ, tới gần bên ngoài thành khu vực, vào thành không lâu, đã đến. Chỉ cần dựa vào điểm này, tiêu phàm tự kết luận, Trường An đường tại Kim Châu thành tuyệt đối sắp xếp không được tên cửa hiệu. Bởi vì Hồ Thành vừa rồi đã muốn cho Tiêu Phàm nói qua, Kim Châu Thành dưới mặt đất linh mạch là vòng tròn đích, từng vòng ra bên ngoài mở rộng, nói cách khác, càng đi trong trong thành khu vực, linh khí càng đông đúc, càng thích hợp tu luyện. Không hề nghi ngờ, có thể chiếm cứ những này khu vực đích, đều là thế lực lớn. Hồ Thành bất quá là chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tuy nhiên không phải trường an đường lão đại, nhưng chấp trường bách thảo viên, coi như là, ngành thủ trưởng có thể thấy được trường an đường mặt khác chấp sự, tu vi cũng sẽ không rất cao. Nhưng tiêu phàm thực sự không nghĩ tới, trường an đường vậy mà sẽ như thế, nghèo túng, chỉ có thể ở kẻ tường thành cách đó không xa an thân. Tại đây linh khí cùng trong thành so sánh với tự nhiên là thiên xoa địa viễn tiêu phàm lại cố ý hỏi hồ tiền bối người không phải nói trong trong thành khu vực linh khí càng thêm nồng đậm sao vì cái gì chúng ta không ngừng đi nơi nào ở đến trong thành đi hồ thành lập tức quái kêu lên mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm giống như đang nhìn một đầu quái dị đích tiểu tử người thật đúng là cảm tưởng a ah tựu như người vậy đích cũng muốn ở đến trong thành đi Người biết đều là những người nào ở tại đó sao? Đều là nguyên anh kỳ tổ sư gia, ít nhất cũng phải là kim đan kỳ tiền bối. Bằng ngươi, cái này bối tử đô biệt đừng làm loại này mộng đẹp rồi. Trừ phi ngươi là bảy đại tông môn đệ tử. Bảy đại tông môn, tiêu phàm trong nội tâm dùng mình, từ trải qua nhạc Tây Quốc sự tình về sau, tiêu phàm đối với cái gọi là vài đại tông môn xưng hô tương đối mẫn cảm. Cảm giác, đều là chút ít người mạnh là vô rừng cây logic thấy tiêu phàm phạm chố mắt, Hồ Thành có chút không kiên nhẫn mà vung tay lên, nói ra, người thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Được rồi, được rồi, những vật này, về sau người chậm rãi tựu đều sẽ biết đích. Trước dàn xếp xuống nói sau, Minh Ngọc, người dẫn tiêu nhất hành đi xương phòng bên kia an trí xuống. Lại để cho hắn nghỉ ngơi trước mấy ngày, dưỡng dưỡng thương thế, mấy ngày nữa ta một lần nữa cho hắn an bài chút ít chuyện làm tên kia có luyện khí kỳ bắt cấp khoảng chừng gì đó tu vi nam đệ tử liền là khẽ khom người nói ra đồ nhi tuân mệnh tiêu đạo hiếu đi theo ta đa tạ minh ngọc sư huynh tiêu phàm liền ôm quyền nói ra có chút khách khí minh ngọc liếc nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói ra tiêu đạo hiếu cái này sư huynh cũng không phải là tùy tiện gọi đích ngươi lại không phải chúng ta trường an đường đệ tử sư phụ thu lưu ngươi đang ở đây chúng ta tại đây dưỡng thương đó là sư phụ Bồ Tát tâm địa, từ bi vì nghi ngờ, người cũng không nên được một tắc lại muốn tiến một thước. Người phải nhớ kỹ, người không phải trường an đường người, chỉ là chúng ta muốn làm giúp mà thôi. Đối ngoại, người cũng quyết không nhưng tự xưng là trường an đường đệ tử, càng không thể dùng trường an đường danh nghĩa đi gây chuyện thị phi. Nếu không, không cần chờ người ta giáo huấn ngươi, chúng ta trường an đường trước không thể tha cho ngươi. Hiểu chưa? Tiêu chân nhân, người hiện tại tựu một, tạm thời công, làm việc có phần, xảy ra chuyện. Nhưng cùng chúng ta trường an đường không quan hệ. Tiêu phàm không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra vô luận ở nơi nào, đều sẽ phát sinh cùng loại tình hình. Minh Ngọc một bên giáo huấn tiêu phàm, một bên nhìn trộm hướng Hồ Thành bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Hồ Thành loát ba phiết chuột tu, có chút dương dương tự đắc. Tựa hồ đối với Minh Ngọc lời nói này thập phần nhận đồng. Minh Ngọc liền càng thêm vinh váo tự đắc bắt đầu đứng dậy đã quyết định đã đến từ tác chính là An Chi chủ ý, tiêu phàm tử cũng sẽ không cùng như vậy miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi đi so đo. Chỉ là gật đầu đồng ý, một bộ theo lệnh mà làm trung thực bộ dáng. Đi theo ta, Minh Ngọc phân phó một tiếng, bước đi đi ra cửa. Bọn hắn không có từ trường An đường ban ngày tiến vào, mà là trực tiếp đi cửa sau. Tuy nhiên trường An đường tại Kim Châu Thành sắp xếp không được tên cửa hiệu, nhưng chiếm diện tích quy mô cũng không coi là nhỏ, có một sâu sắc sân nhỏ, trọn vẹn mấy chục mẫu thổ địa. Điểm này, tiêu phàm ngược lại có thể giải thích, không phải còn có cái, bách thảo viên, sao? Đoán chừng là chính mình trùng trồng, dược liệu, cái này chiếm diện tích, tự nhiên nhỏ không được. Quả nhiên theo Hồ Thành ở gian phòng đi ra không lâu, liền gặp được một cái sâu sắc dược viên, điền huề gian tài bồi lấy các loại dược liệu, cỏ cây phù tô, mùi thơm ngát di người. Tiêu phàm lập tức tinh thần chấn động, cẩn thận bắt đầu đánh giá, cái này trường an đường bất quá là gian tiểu y quán, dược viên bên trong tự nhiên không có quá chân quý dược liệu, đều là chút ít thông thường dược vật, tiêu phàm linh dược viên ở phía trong, trên cơ bản đồng dạng đều không có. Như vậy thông thường dược vật, tự nhiên không có khả năng chiếm dụng linh dược viên trong kia dạng chân quý không gian. Minh Ngọc lạnh lùng nói ra, tiêu đạo hiếu, cái này là bách thảo viên, quy sư phụ ta trưởng quản. Người đã đã là chúng ta trường an đường mướn làm giúp, ta đây sẽ không quản người có thương tích không có tổn thương. bắt đầu từ ngày mai, người phải làm việc. cụ thể làm những thứ gì, ta sẽ phân phó người đích. chúng ta trường an đường rất không dưỡng ăn uống không người. người này nhìn về phía trên tướng mạo coi như đoan chính, không ngờ làm người cực kỳ cay nghiệt, đối với sư phụ phân phó, vậy mà cũng bằng mặt không bằng lòng. bất quá tu vi của hắn là bốn gã luyện khí kỳ trong hàng đệ tử cao nhất đích, đoán chừng là đại sư huynh các loại, nói chuyện ngữ khí cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến, không ai bị nổi. Tiêu phàm cười cười, thủ đoạn một phen, lấy ra 10 khỏa cấp thấp linh thạch, đưa cho Minh Ngọc, mỉm cười nói, Minh Ngọc sư huynh, tiểu đệ mới đến, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, kính xin Minh Ngọc sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Minh Ngọc không nghĩ tới tiêu phàm rõ ràng hội hối lộ hắn, không khỏi sững sờ. Trong mắt hắn, tiêu phàm chính là cái đất đầu đất não tán tu tiểu bối, cũng không biết ở nơi nào tìm được một cái công pháp truyền thừa, bước vào tu tiên chi môn, có một chút đáng thương chân nguyên pháp lực, thuộc về, vẫn là cùng phàm nhân không sai biệt lắm, Minh Ngọc nhất chướng mắt loại này cái gọi là tu chân giả, liễu tương đương. Loại người này, cuối cùng nhất đều chính mình ngoan ngoãn đi bên ngoài thành, tại một đám phàm nhân túm tụng phía dưới, làm mưa làm gió đi. Ai ngờ cái này tiêu phàm lại không giống người thường. Minh Ngọc sướng sờ về sau, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, không chút khách khí mà nhận lấy linh thạch, trên mặt đã muốn thay đổi dáng tươi cười, vỗ tiêu phàm bả vai nói ra ha ha tiêu huynh đệ sư huynh ta vừa rồi chính là với ngươi hay nói dẫn đích ngươi yên tâm về sau ngươi đang ở đây trường an đường sư huynh ta sẽ chiếu cố ngươi đích chỉ cần ngươi hảo hảo cố gắng đến lúc đó ta đi cấp sư phụ nói lại để cho hắn đem ngươi thu làm môn hạ chúng ta chính là sư huynh đệ rồi tiêu phàm vừa cười vừa nói đa tạ minh ngọc sư huynh minh sư huynh tiểu đệ thương thế tương đối trầm trọng khả năng cần hảo hảo tính dưỡng một thời gian ngắn, kính xin Minh Sư Huynh chiếu cố nhiều hơn. Minh Ngọc cười nói, cái này không có vấn đề, tiêu huynh đệ cứ việc nghỉ ngơi, 10 ngày nửa tháng trong, đều không sẽ có người tới đã quấy dày tiêu huynh đệ đích. Đã tiêu phàm như vậy hiểu chuyện, tự nhiên mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đối với Minh Ngọc loại người này, tiêu phàm nơi nào sẽ thật sự để mắt, chỉ là dưới mắt xác thực rất phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo dưỡng thương tiểu tử này nếu là mỗi thiên đô chạy tới tiếng huyên náo lời mà nói tiêu chân nhân cũng là không thắng hắn phiền. Chính là vài khỏa linh thạch, tự vì chính mình tranh thủ đến 10 ngày nửa tháng thời gian, thật sự là rất có lợi. Kỳ thật Minh Ngọc tuy không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng loại người này chỉ cần được chỗ tốt, làm việc cũng là còn lưu manh. Lúc này cười tủm tỉm đem tiêu phàm dẫn tới dược trong vườn bên cạnh một ít sắp xếp nhà chết trước kia, vừa cười vừa nói tiêu huynh đệ, người trong khoảng thời gian này trước hết ở chỗ này ở. Dưới mắt hàng này phòng ở, đều không có ở người, người có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Yên tâm, phòng ở là sạch sẽ đích, ngày bình thường đều có nha hoàn vú giả quét dọn vệ sinh. Người ở lại về sau, ta sẽ an bài hai gã nha hoàn tới nghe dùng. Đều là phàm nhân, chỉ có thể làm chút ít thô thiển tạp dịch. Những thuốc kia thảo, cũng không thể làm cho các nàng đi đón sờ. Điểm này, người nhưng phải nhớ kỹ liễu tương đương. Vâng, nhiều tạ minh sư huynh chỉ điểm. Tiêu phàm trong miệng đáp lời, trong đầu âm thầm kinh ngạc. Như thế nào chính mình chính là hình thức làm giúp, rõ ràng cũng còn có nha hoàn phục thị sao. Cái này đãi ngộ có phải là có chút vượt chỉ tiêu rồi. Thấy tiêu phàm kinh ngạc, minh ngọc trong nội tâm âm thầm khinh bỉ, thổ báo tử chính là thổ báo tử, thực chưa thấy qua quen mặt, trong miệng lại nói tiêu huynh đệ, người phải nhớ kỹ, chúng ta đều là người tu tiên, đối với những kia phổ thông phàm nhân mà nói chúng ta đều là cao cao tại thượng tiên sư đại nhân phàm nhân có thể phục thị chúng ta cái kia là phúc khí của bọn hắn ngươi nhưng ngàn vạn không cần phải đối với các nàng quá khách khí có cái gì thô thiển tạp dịch chỉ cần phân phó các nàng đi cứ duy trì như vậy là được liếu tương đương nếu thật là cảm thấy các nàng không tệ thu ấm giường cũng không sao hết thảy đều tùy ngươi ý tiêu phàm không khỏi có chút im lặng xem ra tại đây kim châu thành Tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa khác nhau, thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Tại Minh Ngọc trong mắt, hắn chính là cái chuyện gì không hiểu thổ báo tử, Trường An Đường tạm thời thuê làm giúp, tại tu tiên giả bên trong, loại này thân phận hẳn là thấp nhất liếu tương đương. Đối với phổ người bình thường mà nói, nhưng như cũng là cao cao tại thượng tiên sư đại nhân, có thể tùy ý nô dịch các nàng. Nghe Minh Ngọc ý trong lời nói, cái này giống như có lẽ đã là mọi người công nhận quy tắc. Chẳng những tu tiên giả nhận đồng, phàm nhân cũng đồng dạng nhận đồng. Có chút quy tắc một khi hình thành, mặc kệ hợp không hợp lý, đều rất khó thay đổi. minh Ngọc lại phân phó tiêu phàm vài câu, liền cười tùm tìm đích, cảm thấy mỹ mãn mà đi. Tiêu phàm lúc này mới tính hạ tâm lai, hảo hảo đánh giá thoáng một tí quanh thân hoàn cảnh. Cái này một ít sắp xếp nhà trệt, xây tại dược viên tử hơi nghiêng, xem xét cũng biết là người làm vườn chỗ ở trên đường đi tiêu phàm cũng nhìn thấy vài sắp xếp như vậy nhà trệt xem chừng ở ở bên trong đều là cùng hắn không sai biệt lắm thân phận tạm thời công hồ thành cùng hắn vài tên đệ tử nên vậy chính là kẻ quản lý tiêu phàm đẩy ra một tòa nhà trệt cửa phòng đi vào xác thực như minh ngọc nói cũng là sạch sẽ suốt khiết khiết xem xét tựu thường xuyên có người quét dọn thực tế lại để cho tiêu phàm thỏa mãn chính là tại đây linh khí không tệ tuy nhiên chưa nói tới đặc biệt nồng đậm hằng ngày thổ nạp điều tức nhưng lại vậy là đủ rồi nói sau tiêu phàm còn có đại lượng linh thạch nơi tay lúc cần thiết còn có thể dùng linh thạch với tư cách bổ sung tiêu phàm run lên ống tay áo trận kỳ trận bàn bắn ra tại nhà trệt bốn phía bảy ra hoa đào ảo trận lại tiến hành rồi một ít mặt khác bố trí mặc dù chỉ là cái tạm thời nơi ở nên làm công tác hay là muốn làm được vị không lâu về sau quả nhiên có hai gã tuổi trẻ nha hoàn lượn lờ na na mà đã đi tới hướng Tiêu phàm quỳ xuống dập đầu, nói là phụng mệnh đến đây hầu hạ Tiêu tiên sinh. Tiêu phàm liền nhàn nhạt, nhạt mà phân phó các nàng vài câu, bàn giao đơn giản một chút việc nhà cho các nàng đi làm. Đã có nha hoàn vú già phục thị, là quy củ của nơi này, Tiêu phàm cũng không muốn phá lệ, tránh khỏi khiến cho người khác chú ý. Dù sao hai gã phàm nhân nha hoàn, cũng xấu hắn không được sự tình. Cái này đương lúc, càng thấp điều càng tốt. Chương 939, hàng lậu Tiêu Phàm trước thả ra thổ ma ngẫu, đem vài khỏa trung giai thổ linh thạch giao cho hắn trong tay, lại để cho hắn tự hành luyện hóa linh lực. Tại không gian trong thông đạo, thổ ma ngẫu cũng nhận được có chút nghiêm trọng tổn thương, nhất thời bán hội, Tiêu Phàm là không rảnh đi chữa trị nó. Dưới mắt trước đem linh lực bổ đầy nói sau, chỉ cần bổ sung cũng đủ linh lực, địch ở một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khẳng định không thành vấn đề. Miễn cưỡng cũng có thể hộ thân. Về phần huyết ma ngẫu, Chữa trị lại càng không có đơn giản như vậy, tiêu phàm dưới mắt căn bản không có khả năng lại làm một lần hóa huyết trúc linh. Từng bước một đến đây đi, làm xong đây hết thảy, tiêu phàm liền bắt đầu thổ nạp điều tức, an tâm luyện hóa dược lực. Mặc kệ ngàn đầu vạn tử, cuối cùng, hay là muốn trước dưỡng tốt thương thế của mình, đây là một cắt trụ cột. Đối với dưỡng thương chữa bệnh, tiêu phàm những năm này có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Vì gia tộc nghịch thiên cải mệnh đại thiên kiếp như trước vẫn còn xa chưa từng đi qua đây cũng là hắn nhiều năm trước tới nay, mạo hiểm không ngừng nguyên nhân. Dần dần cũng thành thói quen, mỗi kinh nghiệm một lần kiếp nạn, tự tiêu trừ một phần nghiệp báo, đại thiên kiếp luôn luôn chấm dứt cái kia thiên. Cái này vừa nhập định, chính là một thiên nhất ban đêm, cuối cùng trước mặt đem một cây linh dược dược lực luyện hóa. Trên thực tế, thành phẩm đan dược hiệu quả khẳng định so đơn cây linh dược tốt hơn, chỉ là dưới mắt, phương pháp lực tiêu hao quá mức, ngay luyện đan khí lực đều không có. Về phần mời người luyện đan, tại đây Kim Châu Thành ở bên trong y quán phần đông, cũng không phải tìm không thấy luyện đan tông sư, mấu chốt hắn hiện tại tu vi quá thấp, hai tay bưng lấy như vậy hiếm có ngàn năm linh dược nghênh ngang đến thăm đi tìm người luyện đan, đây tuyệt đối là tự tìm phiền toái. 10 phần 78 đan dược không có luyện thành, mạng nhỏ trước không có. Vô kế khả thi phía dưới, chỉ có thể nuốt cả quả táo, đem một cây cây ngàn năm linh dược cứ như vậy nuốt vào dùng thân thể của mình vì đỉnh lô, chậm rãi luyện hóa. Cũng may linh dược viên ở phía trong linh thảo linh dược. Đều đều là thượng phẩm, năm cũng đủ. Nhiều như vậy ngoại giới khó gặp linh dược liên tiếp mà dùng sống xuống dưới, hiệu quả cũng có lẽ hay là rất rõ rệt. Tung tính toán tại Kim Châu Thành ở bên trong, chỉ sợ cũng không còn người có tiêu chân nhân như vậy hào phóng, ngàn năm linh dược đương làm cơm ăn. Minh Ngọc ngược lại rất coi trọng chữ tín, thu linh thạch về sau, quả nhiên liên tiếp bảy thiên đều không có tới quấy dậy hắn. Thẳng đến ngày thứ tám thượng, mới gấp hừng hực mà chạy tới, nói là sư phụ triệu kiến, muốn cho hắn an bài việc làm. Tiêu phàm lại cho hắn đút vài khỏa linh thạch. Cũng không phải tiêu phàm keo kiệt, không nỡ cho nhiều vài khỏa cấp thấp linh thạch, mấu chốt việc này cũng chú ý cái kỹ xảo, cũng không phải ngươi hối lộ càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Dùng tiêu phàm hiện tại sắm vai như vậy cái cấp thấp tán tu, trên người có vài khỏa linh thạch cũng đã rất hiếm thấy, nếu duy nhất một lần kín đáo đưa cho Minh Ngọc mấy chục trên trăm khỏa linh thạch, cái kia cũng không phải là tại hối lộ, mà là đang bới móc liếu tương đương. Tung tính toán như thế, Minh Ngọc cũng đã dậy rồi lòng nghi ngờ. Cười tủm tỉm mà nhận lấy linh thạch, hỏi do tiêu đạo hiếu, người có phải hay không có cái gì gạt ta à? Minh Sư Huynh nói đùa, tại hạ nào dám đối với Sư Huynh giấu giếm cái gì? Tiêu phàm mỉm cười, bất động thanh sắc nói. Hắc hắc, tiêu đạo hiếu ra tay hào phóng, nhìn xem không giống lắm là bình thường tán tu hẳn là tiêu đạo hữu là xuất thân từ nào đó đại tông môn tiêu phàm cười nói minh sư huynh không cần hoài nghi tại hạ trước kia thường xuyên lên núi hái thuốc ngẫu nhiên cũng có thể có chỗ thu hoạch cho nên tồn tại rơi xuống vài khỏa linh thạch minh sư huynh đối với tại hạ rất chiếu cố trong nội tâm cảm tạ đảo không có ý tứ gì khác phải không nói như vậy ngược lại ta đa tâm tiêu đạo hữu trời sinh tính hào sảng làm người trưởng nghĩa, mình nào đó rất nguyện ý giao người cái này người bằng hiếu. Ha ha, Minh Ngọc đập vào ha ha, vỗ vỗ tiêu phàm bả vai, vẻ mặt tươi cười, cười, lại không biết hắn là thật không nữa tin tưởng tiêu phàm cái này giải thích. Tiêu phàm cũng không phải rất để ý Minh Ngọc thái độ. Tung tính toán hắn bản thân bị trọng thương, xa xa chưa từng khôi phục, muốn bắt hạ Minh Ngọc như vậy một gã luyện khí kỳ bát cấp đệ tử cấp thấp, đó cũng là dễ như trở bàn tay, cũng không sợ hắn lửa gạt hoa gì dạng hắn chính là một gã luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù có thể tìm tới bằng hữu giúp đỡ, cũng không quá đáng đồng dạng là luyện khí kỳ đệ tử mà thôi. Tiêu phàm cũng không để trong lòng. Lập tức hai người tới hồ thành nhà tinh xá, hồ thành cao thấp đánh giá tiêu phàm một hồi, lại cho hắn số xem mạch, hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, nói ra như thế nào nuôi bảy ngày, có lẽ hay là không hề khởi sắc. Chẳng lẽ ta đưa cho ngươi đan dược không đúng chứng? Tiêu Phàm nói ra, tiền bối cho đan dược rất đúng chứng, là tại hạ thương thế quá nặng, nhất thời bán hội khó gặp hiệu quả. Hồ Thành nhẹ gật đầu, nói ra, ta xem cũng là như thế. Ta vài ngày hoán ngươi tới, tự là muốn nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải phụ trách trông nom một chỗ dược viên liễu tương đương. Đại sư Huynh hôm qua nói với ta, có mấy thứ dược liệu kế tiếp trong vòng một năm, nhu cầu lượng rất lớn. Ta xem, người tự phụ trách trông giữ chữ tê số dược viên, cái kia thất tinh trà, long cốt thảo cùng thiên tâm quả cái này ba dạng dược liệu, thích ứng lực tương đối mạnh, rất tốt sướng, liền từ ngươi đi chiếu khán. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể phớt lờ, phải chú ý để ý. Muốn là đã ra cảm bẫy, đại sư huynh trách tội xuống, ta cũng không giữ được ngươi. Nói càng về sau, Hồ Thành đã muốn thanh sắc đều lệ. Hồ Thành nói chứ tê số dược viên, chính là Tiêu Phàm ở lại nhà chết chỗ địa phương, vài mẫu trong đất, cũng chỉ trồng thất tinh trà long cốt thảo cùng thiên tâm quả. Cái này ba dạng dược liệu tuy nhiên bình thường, lại dùng lượng thật lớn, rất nhiều phương thuốc đơn thuốc dân gian ở phía trong đều biết dùng đến. Từng y quán dò xét xeo trồng, rất là bình thường. Tiêu phàm nghe nói Hồ Thành cho hắn an bài cái nhiệm vụ như vậy, ngược lại yên lòng. Công việc này độ khó thật sự không lớn, chỉ cần đúng hạn cho dược liệu tưới nước bón phân, mùi tên sát trùng là được. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói qua vài câu về sau, hồ thành lại đưa cho hắn một cái bình ngọc hòa hoãn thoáng một tí ngữ khí nói ra cái này vài khỏa đan dược ngươi cầm lấy đi dùng nên vậy đối với thương thế của ngươi có lợi thật lớn chỉ cần ngươi dụng tâm trông nom dược viên tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt ngày bình thường có chuyện gì có thể tìm minh ngọc nói hắn có cái gì phân phó cũng muốn vâng theo hiểu chưa minh bạch tiêu phàm nhẹ gật đầu tiếp nhận bình ngọc cái này hồ thành cho đan dược tuy đối với thương thế của hắn tác dụng không lớn nhưng cũng không phải giả dược. Dù sao cho luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp chữa thương cùng cho kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ chữa thương là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ tiêu hao tài nguyên, chỉ sợ hàng trăm hàng ngàn tên luyện khí kỳ đệ tử gia tăng cùng một chỗ cũng so ra kém. Theo Hồ Thành trong tinh xá cáo tử đi ra, Minh Ngọc Thần Thái lại tự bất đồng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhiễm nhiên một bộ thủ trưởng bộ dáng. Hồ Thành đã muốn chính miệng đả thông báo, hắn chỉ lệnh tiêu phàm cũng phải chấp hành, trên thực tế cũng đã xác định bọn hắn ở giữa, lệ thuộc quan hệ. Đi vào chữ T số dược viên, Minh Ngọc giao cho hắn một mảnh thẻ tre, nói ra, tiêu đạo hiếu, có quan hệ dược liệu tài bồi các loại tri thức, cái này trên thẻ trúc ghi lại đắc có, tiêu đạo hiếu hảo hảo nghiên tập một phen, nếu có không rõ chỗ, có thể hỏi ta, ta sẽ dạy bảo ngươi đích. Tiêu phàm lại tiếp nhận thẻ tre, mỉm cười đồng ý. Mặt khác, chỗ này của ta còn có chút dược liệu trùng trồng từ hòa cây non, tiêu đạo hữu cũng thu lấy a. nói xong, đem một cái loại nhỏ chữ vật vòng tay giao cho tiêu phàm. tiêu phàm tiếp nhận đi, thần niệm chi lực đi đến bên trong quét qua, có chút kinh ngạc nói ra, minh sư huynh, cái này giống như không phải hồ tiền bối yêu cầu trồng cái kia ba loại dược liệu. minh ngọc liếc nhìn hắn, cười cười, nói ra, nhìn không ra, người còn có chút ánh mắt chứ sao? Cái này đương nhiên không phải sư phụ yêu cầu trồng ba loại dược liệu, là ta giao đưa cho ngươi, hiểu chưa? Thấy tiêu phàm một bộ bất minh sở dĩ bộ dạng, Minh Ngọc liền khoảng chừng gì đó xem xét, xác định không người ở bên, rồi mới lên tiếng tiêu đạo hiếu, ngươi không nên hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta, đem bả những dược liệu này cũng trùng tại dược viên ở phía trong là được rồi, đợi cho thành thục tiết, ta thì sẽ đến thu hoạch. Chỉ cần ngươi tài bồi đắc tốt, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu ngươi một phần chỗ tốt cái này ngươi đã hiểu sao lời nói nói đến đây cái phân thưởng tiêu phàm ở đâu còn có bất minh bạch đích cái này minh ngọc rõ ràng là bí mật mang theo hàng lậu lợi dụng trường an đường dược viên tử hòa nhân thủ vì chính mình trồng dược liệu lại nói tiếp vậy cũng là hiện tượng bình thường ai không vì mình làm nhiều ý định bất quá tiêu phàm vẫn còn có chút nghi vấn nói ra minh sư huynh ngọc này nhuốm máu đào cùng mà gỗ dầu nhưng không hợp thích lắm cùng thất tinh trà, thiên tâm quả cùng một chỗ tài bồi. Sẽ ảnh hưởng thất tinh trà cùng thiên tâm quả dược tính. Nói tóm lại, ngọc đái hoa cùng mà gỗ dầu tương đối phách đạo, cùng thất tinh trà thiên tâm quả trồng cùng một chỗ, chẳng những hội cướp đoạt cái này hai chủng dược liệu chất dinh dưỡng, còn sẽ trực tiếp hấp thu thất tinh trà cùng thiên tâm quả bộ phận dược tính, lại để cho thất tinh trà cùng thiên tâm quả trở thành ngọc đái hoa cùng mà gỗ dầu, lô đình. Làm như vậy nhưng cũng không phải là lấy việc công làm việc tư, mà là tổn hại công mập giải quyết riêng. Tiêu phàm cũng không phải là trường an đường đệ tử, vốn không có cái này nghĩa vụ giữ gìn trường an đường lợi ích, nhưng hắn còn đánh tính toán tại trường an đường đợi một thời gian ngắn, vạn nhất không có hoàn thành hồ thành giao cho nhiệm vụ, không khỏi muốn dẫn suốt chút ít phiền toái đến. Vì một gã chính là luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp mà dẫn suốt phiền toái như vậy, tiêu phàm nhưng không biết là Minh Ngọc thực sự lớn như vậy thể diện. Minh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, sắc mặt lại mãnh liệt trầm xuống, ôn hòa nói, không nghĩ tới tiêu đạo hữu rất tinh thông dược lý nha, ngay như vậy cấm kỵ cũng tinh tường. Tiêu đạo hữu cũng không nên quên, đây là đang trường an đường. Ngươi nếu không muốn giúp ta làm việc, cái kia cho ngươi rời đi, bất quá là một câu sự tình. Tiêu đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, có phải thật vậy hay không muốn theo ta đối nghịch. Nói đến đây, Minh Ngọc ngữ khí đã muốn rất là bất thiện, trên người uy áp khí tức hết sức phóng xuất, tựa hồ một lời không hợp, tự muốn động thủ. Tiêu phàm giờ phút này biểu hiện ra ngoài tu vi, bất quá là luyện khí kỳ 4 năm cấp bộ dạng, còn bản thân bị trọng thương, thật sao giao thủ, tự nhiên tuyệt không phải minh ngọc người này bắt cấp, cao thủ, chi địch. Cuống hồ tiêu phàm bất quá là tên tán tu, ngay cái đứng đắn sư không có cửa đâu cưng, thực phải ở chỗ này bị minh ngọc giáo huấn một trận, tuyệt đối không có địa phương phân rõ phải trái đi. Về phần hướng hồ thành cáo trạng, nói rõ tình huống, lại càng muốn cũng không muốn muốn. Một cái là của mình đệ tử truyền, một người là theo bên ngoài, nhặt về đến, tán tu, cái gì nhẹ cái gì nặng, hồ thành đúng vậy được chia rất rõ ràng. Tiêu phàm cười cười, thủ đoạn một phen, đem chữ vật vòng tay thu vào, lạnh nhạt nói ra, Minh Sư Huynh làm gì tức giận, tại hạ chỉ là vừa nói như vậy mà thôi. Đã Minh Sư Huynh có phân phó, tại hạ tự nhiên làm theo. Minh Ngọc cái này mới một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói ra cái này là được rồi, tiêu đạo hữu thật sự là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt A Hát. Có lẽ hay là câu nói kia, chỉ cần tiêu đạo hữu tài bồi tốt rồi những dược liệu này, đến lúc đó được chỗ tốt, không thể thiếu ngươi một phần. chương 940, lén giao dịch. Tiêu chân nhân thật sự cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ biến thành trông giữ dược viên tạp dịch gã sai vặt, thậm chí còn là tạm thời công, ngay, chính thức công, biên chế đều không có. Cũng may ngoại trừ rong dài phiền toái một điểm, cái này việc cũng là thoải mái. Tiêu phàm ban ngày ngồi xuống điều tức, chữa bệnh chữa thương, buổi tối quản lý chính mình phụ trách chữ T số dược viên. Hoàng đường đưa cho hắn quản lý động phủ cái kia hai đầu cấp thấp vượn tuyết, một mực đều bị hắn đặt ở, nam cực tiên ông linh dược viên, trong nuôi, vốn là cái kia linh dược viên một linh khí quá mức tinh thuần, cũng không thích hợp huyết nhục chi thân thể linh thú sinh trưởng vượn tuyết thú lại không giống người thường, loại này linh thú là trời sinh một thuộc tính yêu thú, cứ việc đồng lứa tử đô rất khó đột phá lục cấp đã ngoài, nhưng nhưng có thể tại, nam cực tiên ông linh dược viên, ở phía trong trường kỳ sinh tồn. Mấy chục năm thời gian trôi qua, vốn là chỉ có 3 cấp yêu thú tiêu chuẩn hai đầu vượn tuyết, đã tại chút bất trì bất giác tiến cấp tới tứ cấp. Mỗi đến tối, tiêu phàm liền đem hai đầu vượn tuyết theo linh dược viên ở phía trong triệu hoán đi ra, khiến chúng nó quản lý chữ T số dược viên hai đầu vượn tuyết linh trí cực cao, không tại nhân loại phía dưới, lại đang linh dược viên như vậy tiên gia trí bảo bên trong sinh sống mấy chục năm, ngày đêm cùng nam cực tiên ông thần niệm chi lực lộ ra hóa thổ địa công liên hệ, đối với trông non linh thảo linh dược, đã sớm nghiệm phong phú vô cùng. Chính là một cái chữ tê số dược viên, bất quá gieo nhiều loại bình thường dược thảo, đối với chúng mà nói, thật sự vô cùng đơn giản, dễ dàng tựu chăm sóc đắc thập phần đúng chỗ. Chữ tê số dược viên bên trong vài loại dược liệu, đều đều mọc tươi tốt, xanh um tươi tốt. Ngoại trừ Minh Ngọc ngẫu nhiên sẽ đi qua nhìn một cái, cũng chỉ có hai gã nha hoàn làm bạn tiêu phàm sống. Hồ Thành tựa hồ quên hết hắn một người như vậy, từ đầu đến cuối đều chưa từng đến chữ tê số dược viên đến đi dạo qua. Tiêu phàm tự nhiên mừng rỡ thanh tính. Cứ theo đàn này, tiếp qua một thời gian ngắn, hắn có thể khai lò luyện đan liễu tương đương, có liên tục không ngừng đan dược cung ứng, cảnh giới khôi phục tốc độ sẽ sâu sắc nhanh hơn. Đương nhiên, chính thức đại lượng luyện chế đan dược, còn phải đợi hắn toàn diện khôi phục. Mới có đầy đủ chân nguyên pháp lực trèo chống. Một ngày này buổi chiều, tiêu phàm đã xong thổ nạp điều tức, chậm rãi đứng dậy, hoạt động một phen gân cốt, liền là chậm rãi đi ra nhà trệt, đem hai đầu vượn tuyết thú triệu hoán đi ra, khiến chúng nó đi quản lý dược viên, chính mình ngay tại Điền Huệ trong lúc đó chậm rãi cất bước, quyền đương làm buông lỏng. Con đường tu chân nhưng thật ra là tương đương cô quạnh nhàm chán đích một ngồi xuống điều tức, động một chút thì là 10 ngày nửa tháng, một khi bế quan, thì là mấy năm nhiều hơn 10 năm. Đợi bế quan sau khi đi ra, ngoại giới sớm đã người và vật không còn. Vì vậy tu chân giới chính thức khổ tu chi sĩ cũng không nhiều, có không ít tu sĩ thường cách một đoạn thời gian sẽ buông tu luyện, truy cầu thanh sắc khuyển mã giải trí. Đương nhiên, loại này giải trí thời gian bình thường đều có một chút hạn chế, không biết không hề tiết chế mà một mực trầm mê trong đó, thật sao làm trễ nãi tu hành đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiêu phàm dưới mắt đảo còn không có nghĩ như vậy, nhưng luôn hội kìm lòng không được mà vang lên tân lâm, nhớ tới cơ lụa mỏng, uyển thiên thiên đợi hồng nhan. Không gian báo tắp về sau, liền là mất đi tin tức của các nàng, ngoại trừ Trần Dương cùng Adelina bên ngoài. Không biết ba người khác hiện nay đều ở nơi nào, trôi qua thế nào. Tiêu phàm tin tưởng, các nàng mỗi người đều qua rất khá, tuyệt sẽ không có vấn đề gì đích về phần những thứ khác xấu kết quả tiêu phàm muốn đều không muốn suy nghĩ vô luận tân lâm có lẽ hay là cơ lụa mỏng huyền thiên thiên cũng không phải hồng nhan bạc mệnh chi tương điểm này tiêu phàm là có nắm chắc đích chỉ có điều cái này mấy chục năm gian chính hắn cũng là từng bước khó đi khắp nơi gian nan một mực đều ở không ngừng chống lại bên trong thật sự là rút không suốt ra thời gian đi tìm tung tích của các nàng hơn nữa một điểm manh mối đều không có năm đó trận kia không gian bão táp không biết đem các nàng đều vứt đi nơi nào Thôi ma giới như thế quảng đại thực phải tìm vài người quả thực tựu giống như mò kim đáy biển giống nhau thật sự là quá khó khăn chỉ có thể đánh cuộc một keo vận khí của bọn hắn cùng duyên phận liếu tương đương chỉ cần có duyên tối tăm trung tự sẽ an bài tiêu phàm cùng các nàng gặp lại đích nghĩ như vậy tâm sự tiêu phàm khe khẽ thở dài liền vào lúc này hai cái cãi lộn thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn Cao Sư Huynh, cái này không đúng a à? chúng ta đúng vậy đã nói rồi, 30 khỏa linh thạch. Như thế nào thoáng một tí biến thành 25 khỏa rồi. Tiêu Phàm lập tức nghe được, đây là Minh Ngọc Thanh Âm, tựa hồ có chút bất mãn. Hắc hắc, Minh Sư Huynh, người còn nói sao? Lần trước người cho cái kia phê dược liệu, trong đó bao nhiêu lần phẩm. Người ta người mua bên kia, một hơi cho ta khấu trừ rơi ba thành linh thạch, ta có thể cho ngươi 25 khỏa, đã muốn rất có hại chịu thiệt liễu tương đương. Đây là xem tại chúng ta hợp tác nhiều năm phân thượng, nếu không, người cho rằng ta là coi tiền như rác sao. Cái khác trầm thấp giọng nam âm hiểm nói, làm cho người ta vừa nghe tựu khắp cả người phát lạnh, rất không thoải mái. Nghe đi lên, bọn hắn tựa hồ ngay tại cách đó không xa cái lột, hơn nữa không chút nào thu liếm, phảng phất chút nào cũng không lo lắng bị biệt đừng người biết được. Bất quá tiêu phàm lập tức liền giật mình, hắn dưới mắt thương thế xa không khỏi hẳn, thực lực giảm lớn, nhưng thần niệm chi lực không chút nào chưa từng bị hao tổn, dùng hắn không tại nguyên anh kỳ tu sĩ phía dưới cường đại thần niệm, cả bách thảo viên bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi thần trí của hắn. Nguyên Ngọc cùng cái kia cái gì cao sư huynh, lại nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này bách thảo viên ở phía trong, còn có như vậy một gã siêu cấp lớn cao thủ. Bọn hắn trốn ở chỗ không người, giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện, tại tiêu phàm trong tai, Thật giống như tại trên đường cái cao giọng kêu to giống nhau, nói đó có nửa điểm che giấu đáng nói. Nghe đi lên, bọn hắn hình như là đang tiến hành nào đó lén giao dịch. Tiêu Phàm trong nội tâm vừa động, dưới chân vừa chợt, hướng bên kia phiêu đi đi qua. Minh Ngọc cả giận nói, "Cao sư huynh, lời nói không phải nói như vậy. Bọn hắn ra chính là cái kia giá cả, vốn cũng rất thấp. Như vậy giá tiền, ở đâu khả năng mua được thượng đẳng phẩm?" tự nhiên chỉ có thể là thứ phẩm rồi. Đây là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đã nói 30 khỏa linh thạch, một khỏa cũng không thể thiếu. Ngữ khí rất mạnh cứng rắn, ngạnh. Cao sư huynh cười lạnh nói, Minh sư huynh, người đây là đang áp chế ta sao? Người đừng quên rồi, không có ta đáp cầu rắt mối, người có thể tìm tới như vậy người mua. Ta biết rõ người sư phụ ngươi trông coi dược viên tử, có thể lấy việc công làm việc tư làm điểm linh thạch, nhưng người cũng chớ quên, không có ta, người vẫn còn tiểu đả tiểu nháo, quanh năm suốt tháng, có thể kiếm được vài khỏa linh thạch. Tiêu phàm mặc dù trọng thương chưa lành, như vậy điểm khoảng cách, cũng là trước mắt là tới, ngay tại cách đó không xa nhàn nhạt mà nhìn xem. Chỉ thấy cái kia cao sư huynh là một gã ba mươi mấy tuổi nam tử, thân mặc hắc y, bóng đêm cứ việc lờ mờ, tiêu phàm cũng có thể thấy minh bạch, người này hình dung hèn mọn bị ổi, xem xét tự không phải là cái gì phúc hậu loại người, trên người nhưng lại có luyện khí kỳ cửu cấp linh lực chấn động, đã muốn đạt đến tại luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, tùy thời cũng có thể bước vào trúc cơ kỳ. Tu vi tại phía xa Minh Ngọc phía trên, khó trách nói chuyện kiên cường, có can đảm hất rơi Minh Ngọc năm khỏa linh thạch. Minh Ngọc lại cũng không phải dễ khi dễ đích, hầm hầm nói, cao sư huynh, người muốn là cái dạng này không coi trọng chữ tín, sẽ không sợ cái này sinh ý làm không đi xuống sao. Đến lúc đó náo bắt đầu đứng dậy, bị ngươi rực rỡ đường các trưởng bối biết rõ, đối với ngươi không có gì hay nơi a. À. Cao sư huynh nhướng mày, lạnh cười rộ lên, nói ra, như thế nào, mình sư huynh uy hát yêu ta ép ta. Ta và ngươi làm những này hoạt động, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đích. Nào bắt đầu đứng dậy ta cao mỗ tuy không có quả ngon để ăn, các ngươi trường an đường trưởng bối, sợ cũng cho không dưới ngươi đi. Chúng ta có lẽ hay là đại ca không nói nhị ca tốt. Ai ngờ Minh Ngọc nhưng bây giờ là tham tiền, hừ một tiếng, nói ra, cao sư huynh, ta mặc kệ làm sao ngươi nói, dù sao lúc trước đáp ứng 30 khỏa linh thạch, một khỏa cũng không thể thiếu. Nếu không, cũng đừng trách ta náo bắt đầu đứng dậy. Cao sư huynh thấy thế, cũng thật là bất đắc dĩ. Người này chỉ cần liên quan đến đến tiền tài, lập tức tự trở nên cực kỳ cố chấp, thậm chí là ngu dốt không chịu nổi, muốn tại chỗ của hắn chiếm chút tiện nghi, thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tình nguyện náo bắt đầu đứng dậy, mọi người gà bay trứng vỡ cũng sẽ không tiếc. Tốt, tính toán ta sợ ngươi. 28 khỏa, nhiều hơn nữa một khỏa đều không được. Người yêu muốn muốn, không cần phải lời mà nói, ta xoay người rời đi, người thích làm sao náo như thế nào náo, cao mỗ phụng bồi rốt cuộc. Tiêu phàm ở một bên nghe, không khỏi sờ lên cái cằm, mười phần im lặng. Hai người này thật đúng là trời sinh một đôi mà thiết một đôi, quả thực tính toán chi ly đến cực hạn. Khó tự trách mình cho Minh Ngọc hơn 10 khỏa linh thạch, Minh Ngọc thái độ lập tức đến 180 độ đại chuyển biến. 28 khỏa tửu 28 khỏa, lấy ra. minh Ngọc một chút trần chờ liền nặng nề nhẹ gật đầu, lão đại không khách khí về phía Cao Sư Huynh vươn tay ra. Cao Sư Huynh rất không tình nguyện mà lại móc ra ba khỏa cấp thấp linh thạch, ném đến trong tay hắn, nhìn trên mặt cái kia thần sắc, quả thực thịt thương yêu không dứt minh Ngọc tiếp nhận ba khỏa linh thạch, lập tức tươi cười rạng rỡ trở tay thu vào chữ vật vòng tay, vừa cười vừa nói cái này là được rồi, việc buôn bán nên già trẻ không gạt. Cao sư huynh, chỗ này của ta còn có một phê dược liệu, thế nào, muốn nhìn hàng sao? Xem ra người này thuộc tắc kè hoa đích, mới vừa rồi còn thanh sắc đều lệ, một bộ cùng với người tử dập đầu bộ dạng, cái này vừa được đến ba khỏa linh thạch, lập tức liền sắc mặt đại biến, cười má lúm đồng tiền như hoa liễu tương đương. Có lẽ đây mới là hắn sinh tồn chi đạo. Cao sư huynh lại tựa hồ như cơn giận còn sót lại không tiêu, cười lạnh nói, có lẽ hay là được rồi, minh sư huynh như vậy hội việc buôn bán, một bước cũng không nhường, cao mỗ sợ ngươi. Chúng ta dừng ở đây a à, cáo từ. Nói xong vừa chắp tay, muốn phẩy tay áo bỏ đi. Minh Ngọc cũng không tức giận, mỉm cười nói, cao sư huynh, thật sự không lo lắng nữa thoáng một tí sao. Đã như vậy, vậy tiểu đệ tiểu đi tìm tìm thất xảo đường lý sư huynh, nhìn hắn phải trang đối với ngọc đái hoa mà gỗ dầu các loại. Dược liệu cảm thấy hứng thú. A à hát, Minh sư huynh đỉnh đầu có ngọc đái hoa cùng mà gỗ dầu. Lời này quả nhiên hữu hiệu, cao sư huynh tựu không đi, cấp cấp hỏi. Minh Ngọc cười cười, nói ra, bây giờ là không có bao nhiêu, đợi lát nữa cái hai ba tháng, có thể có một nhóm lớn thực phẩm tươi sống liễu tương đương. Trung thực nói cho ngươi, cao sư huynh, nhóm này hàng đúng vậy cùng với thất tinh trà cùng thiên tâm quả cùng một chỗ trùng trồng đích, phẩm chất phương diện, người tuyệt đối không cần phải hoài nghi. Cái gì, cùng với thất tinh trà cùng thiên tâm quả cùng một chỗ trùng trồng hay sao? Minh sư huynh, người lá gan thật đúng là không nhỏ a hát. Cái này nếu để cho các người Trường An đường các trưởng bối biết rồi, nhưng đủ người được đích. Cao sư huynh lắp bắp kinh hãi, có chút không tin tưởng lắm nói. Cái này cũng không cần Cao sư huynh quan tâm, ta liền cho hỏi một câu, Cao sư huynh có thể ra cái dạng gì giá cả? Chỉ cần thật sự là cùng với thất tinh trà cùng thiên tâm quả cùng một chỗ trùng trồng đích, phương diện giá tiền tốt thương lượng, tuyệt đối sẽ làm cho Minh sư huynh thỏa mãn. Cao sư huynh đảo mắt cũng thay đổi sắc mặt, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hai người thấp giọng thương nghị rất nhiều, rốt cục đạt thành nhất trí. "Tốt, quyết định như vậy, đến lúc đó ta tới lấy hàng, thủ đoạn giao linh thạch, thủ đoạn giao dược liệu." Cao sư huynh cười tủm tỉm nói, hướng Minh Ngọc chắp tay, vừa nghiêng đầu gian, bỗng nhiên thần sắc đại biến. "Ngươi là ai?" Audio điện tử võ tấn bền. Chương 941, tiền bối Tiêu Nhất Hành. Minh Ngọc cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức thở vào một cái, sắc mặt thoáng một tí trầm xuống. Hơn nửa đêm đích, người tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm cười cười, nói ra, hai vị còn không phải như vậy không có nghỉ ngơi sao? Minh Sư Huynh, đây là đâu vị? Cao Sư Huynh kinh ngạc hỏi, dưới chân lại lặng lẽ di động, đến Tiêu Phàm bên trái phương hướng, cùng Minh Ngọc một trái một phải, ẩn ẩn đối với Tiêu Phàm tạo thành vây kín xu thế người này kinh nghiệm giang hồ, xem xét tựu so Minh Ngọc muốn phong phú nhiều lắm. Bất quá tiêu phàm đã hiện thân ra, làm cho bọn họ thấy được chính mình, đương nhiên trong nội tâm sớm có tính toán trước, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Minh Ngọc đáp, đây là tiêu đạo hiếu, sư phụ ta tạm thời tìm làm giúp, ở chỗ này hỗ trợ chiếu khán một ít dược liệu. Ngữ khí có chút không đếm xỉa tới. Cao sư huynh vừa nghe, trong nội tâm cuối cùng một điểm băn khoăn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc trước còn tưởng rằng tiêu phàm cũng là trường xuân đường đệ tử, cứ việc tu vi thấp, thực sự có vài phần khó giải quyết, đã chỉ là làm giúp, cái kia cũng không sao thật lo lắng cho liễu tương đương. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, hai vị gạt sư môn làm cái kia lén giao dịch, sẽ không sợ sự tình bại lộ, phiền toái đến thăm sao. Người nói hưu nói vượn cái gì? Minh Ngọc biến sắc, cả giận nói. Cao sư huynh ha ha cười một tiếng, nói ra, Minh sư huynh, ngươi còn không có nhìn ra sao, vị này tiêu đạo hiếu là ở uy ta ép ngươi. Xem chừng muốn điểm chỗ tốt, tiêu đạo hiếu, ta không có đoán sai a à. Ngữ khí thoải mái đến cực điểm, ẩn tại bào trong tay áo tay phải, cũng đã cầm phi kiếm. Đây chính là bổn mạng của hắn pháp khí, không biết trận chiến chỉ đánh bại bao nhiêu cường địch, đối mặt tiêu phàm như vậy một gã luyện khí kỳ 4 năm cấp đệ tử cấp thấp, đã muốn xem như gợi yêu ta gà dùng đao mổ châu liếu tương đương. Dù sao đây là đang trường an đường hậu viện, vừa động thủ nhất định phải muốn gọn gàng mà giải quyết vấn đề, nếu không. Nếu kinh động những người khác, không khỏi phiền toái. Tiêu phàm nhìn hắn một cái, bình thản nói cao đạo hữu là muốn gợi yêu ta ít người diệt khẩu sao. Tiểu bối, đầu óc ngươi không có xấu chứ sao. Đã như vậy, tội gì muốn can thiệp vào đi tìm cái chết đâu này. Cao sư huynh giữ tợn cười một tiếng, lộ ra bổn tướng, thấy Minh Ngọc tựa hồ vẫn còn do dự, liền có chút không vui nói, Minh sư huynh, vẫn còn trần chờ cái gì. Người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Minh Ngọc Trừng ở tiêu phàm, sắc mặt biến ảo, rốt cục hung dữ nói, họ tiêu đích, ta vốn là nhìn ngươi coi như hiểu chuyện, không có muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ai ngờ ngươi như vậy không cẩn thận, đó thật là không được ta. Tiêu phàm nhẹ nhàng lay động đầu, nói ra, Minh Ngọc, có cái này một lát trần chờ, chứng minh lương tâm của ngươi còn không có hoàn toàn mất đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết khẩu khí thật lớn. Đi chết đi. Cao sư huynh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chấn động ống tay áo, một đạo trói mắt ánh sáng bắn ra, ánh sáng bên trong, chỉ thấy một thanh dài hơn thước ống ánh phi kiếm, bắn thẳng đến tiêu phàm mặt, rốt cuộc quả nhiên vừa nhanh vừa ngoan. Không chỉ nói tiêu phàm như vậy chỉ có luyện khí kỳ 4 năm cấp tiểu tu sĩ, coi như là luyện khí kỳ 7-8 cấp cao thủ. Cũng không dám đón đỡ. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, không tránh không né, phải giơ tay lên. Năm ngón tay như cái móc, một bà liền đem chuôi phi kiếm chảo trong tay. Cái gì? Cao sư huynh chính làm lấy một kích gờ yêu ta ết chết mộng đẹp, bỗng nhiên trong lúc đó, bổn mạng phi kiếm đã đến trong tay người khác đầu, lập tức tụ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết cái này ảo thuật là như thế nào biến thành. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, tiêu phàm năm ngón tay siết chặt, vốn là cực lực dễ dụa phi kiếm lập tức gào thét một tiếng, thoáng cái trở nên hào quang ảm đạm. Phốc, cao sư huynh lập tức sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể nhoáng một cái. Thiếu chút nữa đứng không vững. Này, ngươi làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Ngọc cũng có chút trở lại thẫn thờ, không biết xảy ra chuyện gì biến cố, vẫn hướng về phía tiêu phàm giảm thấp xuống thanh âm gọi, thanh sắc đều lệ. Hào tiểu tử, người giả heo ăn thịt hổ, nguyên lai là một cao thủ cao sư huynh dùng sức đứng thẳng người, sắc mặt trở nên đỏ thấm như máu, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, thủ đoạn một phen, lại móc ra một kiện pháp khí đến. Chỉ có điều kiện pháp khí này so sánh với cái kia lưỡi phi kiếm, uy lực muốn kém xa rồi, trong lúc này, cũng bất chấp quá nhiều, chỉ có thể dốc sức liều mạng liễu tương đương. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, cánh tay vừa nhấc một màu ngà sữa bàn tay lớn bỗng nhiên tại cao sư huynh đỉnh đầu di động hiện ra, không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng đã một trưởng vỗ xuống dưới. Cao sư huynh hàng đô bất hàng một tiếng, phốc mà sụp đổ, không tiếp tục nửa phần động tính. Người gờ yêu ta hắn. Minh Ngọc mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, lộ ra tuyệt đối khó có thể tin thần sắc, nguyên vốn đã dơ lên lên cánh tay, như vậy dừng tại giữ không chung bên trong, một cử động cũng không dám liễu tương đương. Nguyên lai tưởng rằng đối phó như vậy một gã luyện khí kỳ 4 năm cấp nho nhỏ tán tu, Cao Sư Huynh tất nhiên là dễ như trở bàn tay, không ngờ trong nháy, Cao Sư Huynh chính mình tự gục ở chỗ này, sinh tử không biết. Minh Ngọc quả thực muốn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Tiêu Phàm nghiêng đầu lại, nhìn phía hắn. Cùng lúc đó, một cổ kinh người khí thế, theo Tiêu Phàm trên người bộc phát ra. Chúc cơ kỳ, không không, không phải chúc cơ kỳ, phải. Minh Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải, thần tình trên mặt kinh hãi gần chết dùng hắn chính là luyện khí kỳ bát cấp tu vi, nhiều nhất cũng là có thể cảm giác đến trúc cơ kỳ linh lực chấn động, muốn cảm giác trúc cơ hậu kỳ linh lực chấn động cũng đã thập phần khó khăn. Tiêu phàm trên người bạo phát đi ra khí tức, rõ ràng so với hắn ngày bình thường tiếp xúc qua trúc cơ kỳ tu sĩ còn phải cường đại hơn nhiều. Rốt cuộc là cái gì cảnh giới, nếu không phải hắn chỗ có thể biết được liễu tương đương. Tiền bối, tiền bối tha mạng. Không đợi tiêu phàm mở miệng, Minh Ngọc hai đầu gối mềm nhũn, tự quỳ xuống, bất chấp tất cả, hướng phía tiêu phàm liền cuống quyết dập đầu, cái chán cúi tại đá xanh trên sàn nhà, bang bang rung động, trong chốc lát cái chán tự một mảnh ô thanh. Ừm, phàm một chút vuốt cằm. Minh Ngọc liền ngẩng đầu lên, buồn bã buồn bã mà nhìn xem hắn, chờ hắn bảo cho biết. Cái này cao mỗ là cái gì địa vị? Tiêu phàm lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm tiền bối, hắn, hắn là cách đó không xa mặt khác một nhà y quán rực rỡ đường đệ tử, hoa, cùng vãn bối đồng giảng, cũng là phụ trách chiếu khán linh thảo linh dược đích. Cái này rực rỡ đường quy mô như thế nào? So trường an đường đại sao? Minh Ngọc vội vàng đáp, thì tầm thường được ngay, cùng chúng ta trường an đường không tương bá trọng, đều. Đều là không nhập lưu y quán. Vị này so với hắn tên kia ưa thích khoác lát sư phụ cần phải thật sự nhiều lắm liễu tương đương. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, theo Minh Ngọc đối đãi cái kia cao sư huynh, kiên cường, thái độ bên trong, cũng có thể phán đoán được đi ra, rực rỡ đường không phải là cái gì không được đại y quán. Nếu không, Cao Sư Huynh biểu hiện cũng sẽ không như vậy không phóng khoáng. Như vậy lén giao dịch, các người thường xuyên làm A. À. Minh Ngọc toàn thân run lên, vội vàng nói tiền bối hiểu lầm, hiểu lầm, vãn bối là đầu một hồi làm loại sự tình này, vãn bối biết rõ sai rồi, biết rõ sai rồi, tiền bối tha mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Ngọc thậm chí đem tiêu phàm trở thành là sư môn trưởng bối mời đến điều tra bọn hắn quân cờ ẩn. Cũng không muốn muốn, bằng cái kia chút ít chút cơ kỳ sư môn trưởng bối, dựa vào cái gì sai sự tiêu phàm cao thủ như vậy. Chỉ có điều tại loại tình hình này phía dưới, trong đầu hắn đã sớm loạn cả một đoàn, ở đâu còn có thể bình thường tư duy. Tiêu phàm ngón tay bắn ra, nhất trương phù lục bay rồi đi ra ngoài, hóa làm một người chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, trực tiếp bay đến Minh Ngọc trước mặt lóe lên liền từ chán của hắn gian chui đi vào minh ngọc lập tức sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài đặt mông ngồi ngay đó sắc mặt tái nhợt như tờ giấy miệng đại trương lấy vù vù mà thở dốc cho là mình lập tức sẽ khí tuyệt bỏ mình liền vào lúc này tiêu phàm nhàn nhạt thanh âm lại truyền vào trong tai của hắn minh ngọc ta đã tại trong cơ thể ngươi rơi xuống cấm chế chính ngươi điều tra thoáng một tí nhìn xem trong thân thể có cái gì không ổn a hát tiền bối tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Minh Ngọc thật sự làm không rõ ràng tiêu phàm con đường, cho dù cầu xin tha thứ cũng tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nói lấy tha mạng, lời nói. Âm thầm đem chân nguyên trong người lưu chuyển, quả nhiên lập tức liền đã nhận ra tiêu phàm gieo xuống cấm chế, thần diệu phi thường. Không gì hơn cái này thứ nhất, Minh Ngọc trong đầu ngược lại thoáng an tâm chút ít. Đã tiêu phàm nguyện ý cho hắn gieo xuống cấm chế, cái kia đã nói lên nhất thời bán hội không đến mức lấy tính mệnh của hắn liễu tương đương. Bất quá những này tiền bối cao thủ trong nội tâm rốt cuộc nghĩ như thế nào đích, ai có thể lấy được chuẩn đâu này. Nhiều hơn cầu khẩn tha mạng, tổng chắc là không biết sai đích. Bắt đầu đứng dậy, đem bả cái này khỏa dược hoàn, cho hắn uy xuống dưới. Tiêu phàm nói xong, đưa cho Minh Ngọc một cái bình ngọc. Là, Minh Ngọc không nói hai lời, tranh thủ thời gian tiếp nhận bình ngọc, đi qua cạnh mở cao sư huynh miệng, ngạnh xanh xanh đem một quả màu trắng vàng đan dược cho cho ăn. Xuống dưới, nguyên lai tưởng rằng Cao Sư Huynh đã bị tiêu phàm đánh gục, lại còn có một khẩu khí tại. Bất quá Minh Ngọc có chút làm không rõ ràng, tiêu phàm tại sao phải làm như vậy? Người đi theo ta. Chờ Minh Ngọc làm xong đây hết thảy, tiêu phàm có chút vuốt cằm, nhẹ nói nói. Là, Minh Ngọc lại là gật đầu cuống quyết, nhắm mắt theo đuôi, đi theo tiêu phàm sau lưng, hướng chữ T số dược viên bên kia đi đến, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Cao Sư Huynh 78 trở lại. Quy qua đan dược về sau, Cao Sư Huynh như trước gục ở chỗ này, không hề có động tĩnh gì. Đúng vậy, vạn nhất bị người phát hiện rồi, việc này chẳng phải là toàn bộ lộ hãm đến sao. Rực rỡ đường đệ tử, té xỉu ở trường an đường hậu viện, liên lụy bắt đầu đứng dậy, đúng vậy phiền toái không nhỏ. Tiêu phàm tựa hồ biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, thuận miệng nói ra, không cần lo lắng, một lát nữa chính hắn hồi tỉnh đến rời đi đích. Nguyên Ngọc nghĩ nghĩ, cường tráng khởi lá gan hỏi tiền bối cái này hắn sẽ như thế nào? Không sẽ như thế nào? Hắn chỉ là sẽ đem khuya hôm nay chuyện phát sinh quên đắc sạch bong, đem bà trước kia chuyện phát sinh cũng toàn bộ quên. Tiêu Phàm rất bình tĩnh nói: cái này cao sư huynh ăn cây táo, rào cây sung, phản bội sư môn, lại vừa thấy được Tiêu Phàm liền là muốn gợi yêu ta ít người diệt khẩu, khắp nơi đều chứng minh người này thật sự chưa tính là người tốt tiêu phàm cho dù thật sự một trưởng g i ta được hắn, cũng hào không đủ. Chỉ là g i hắn dễ dàng, lại cũng khó tránh khỏi phiền toái. Vạn nhất rực rỡ đường sư trưởng đám bọn họ nhất định phải truy cứu, chỉ sợ rất dễ dàng tra được minh ngọc trên đầu. Trong khoảng thời gian này, tiêu phàm còn cần có người vì hắn chân chạy, mật báo các loại, cái này minh ngọc ngược lại cái chọn người thích hợp. Là, minh ngọc nhẹ nhẹ thở vào một cái, đưa tay lau đem bả mồ hôi lạnh đã tiêu phàm ngay cao sư huynh đều có thể buông tha một con ngựa, xem ra là thật sự sẽ không gợi yêu ta ít hắn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có thể làm cho vị tiền bối này cảm thấy thỏa mãn. Nếu không, hết thảy đều rất khó nói. chương 942, Bảy Đại Tông Môn Theo Minh Ngọc trong miệng, tiêu phàm rốt cuộc biết hoắc Sơn Quốc cùng Kim Châu Thành rất nhiều tình huống. Kim Châu Thành tuy nhiên chưa nói tới là hoắc Sơn Quốc lớn nhất thành thị, cũng tuyệt đối là cả Nam Châu Đại Lục Tây Nam khu lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng tòa thành thị này mỗi thiên cũng không biết muốn sinh ra bao nhiêu lợi nhuận một ít dược liệu đại thương nhân cùng đại y quán trưởng môn giàu có quả thực lệnh người không thể tưởng tượng như vậy một cái cửa đại tụ bảo bồn tự nhiên không có khả năng do cái đó một môn phái độc bá bất kỳ môn phái nào chỉ cần có ý nghĩ như vậy lập tức sẽ trở thành hoắc sơn quốc thậm chí cả Nam Châu Đại Lục Tây Nam khu môn phái tu chân công địch trên thực tế Tại Kim Châu Thành giữ lấy nhỏ nhoi tất cả thế lực lớn nhỏ, có vài chục gia nhiều. Bất quá bên ngoài, Kim Châu Thành do bảy đại tông môn cộng đồng trưởng quản. Cái này bảy đại tông môn là Kim Châu Thành tay anh chị đầu sỏ, trước kia đều ở Kim Châu Thành phụ cận khai tông lập phái, chỉ phái người chú trong thành, quản lý tiệm thuốc y quán sự vụ ngày thường. Theo Kim Châu Thành dược liệu sinh ý quy mô tiếp tục mở rộng, bảy đại tông môn dần dần đem tổng đàn rời vào thành ở bên trong, trước kia sơn môn, đảo thành biệt viện hôm nay Kim Châu Thành ở bên trong bất luận cái gì một nhà y quán cùng tiệm thuốc, đều phải trên danh nghĩa tại bảy đại tông môn phía dưới, hàng năm giao nạp nhất định linh thạch, nếu không, vô luận là ai, đều mơ tưởng tại Kim Châu Thành làm hai thứ này nghề nghiệp. Ví dụ như Trường An đường nhỏ như vậy y quán, cũng trên danh nghĩa tại bảy đại tông môn trăm hùng phía dưới. Kim Châu Thành ở bên trong lớn nhất y quán cùng tiệm thuốc, trên cơ bản đều là cái này bảy đại tông môn trực tiếp kinh doanh đích, rất nhiều tông môn trưởng giáo, trực tiếp chính là y quán thủ tịch Đại Lang Trung. Như thế rất dễ lý giải. Tại Kim Châu Thành khai tông lập phái, không hiểu được y thuật dược lý, gì kẻ dưới phục tùng. Bởi vì Kim Châu Thành y quán tiệm thuốc cùng Lang Trung rất có tên, ngay nhìn vạn dặm bên ngoài tu chân giả có khi cũng sẽ mộ danh đến đây tìm y xem bệnh. Trung quanh mấy chục thượng trăm vạn dặm trong môn phái tu chân đệ tử, một khi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, Kim Châu Thành là nhất định phải du lịch địa phương. Đến một lần muốn tới Kim Châu Thành thu thập các loại chữa thương chữa bệnh linh đan diệu dược, thứ hai kết bạn có bản lĩnh lang chung. Giang hồ hiểm ác, tu chân giả trong lúc đó lại càng thường có tranh đấu. Ai cũng không thể cam đoan mình là thường thắng tướng quân, bị thương hoặc là chúng độc là chuyện thường xảy ra. Mà luyện công trong quá trình, một cái sơ sẩy cũng có khả năng tổ hỏa nhập ma. Mọi việc như thế, nguy hiểm nhiều hơn, có thể kết bạn một gã có bản lĩnh lang chung, chẳng khác nào cho mình bỏ thêm đạo bảo hiểm cớ sao mà không làm. Bởi vậy, Kim Châu Thành Lang Trung tuy nhiều, lại mỗi một vị đều rất đoạt tay. Tung xem như những kia thân mình tu vi không cao Lang Trung. Mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ thấy, cũng khách khách khí khí đích, đơn giản không biết đắc tội bọn hắn. Thứ này, nói không chừng lúc nào tự cầu đến người ta trên đầu. Tượng trường an đường loại này tiểu y quán, thủ tịch Lang Trung, thì ra là Hồ Thành Đại Sư Huynh, luận tu vi cũng không quá đáng là chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Lại cùng không ít kim đan tu sĩ đều ngang hàng luận giao, bình khởi bình tọa. Khó trách Hồ Thành mình cảm giác như vậy hài lòng, quả nhiên là có lý do đích. Thậm chí ngay Minh Ngọc mình cảm giác đều một mực rất hài lòng. Bất kể là ai, một mực bị người bưng lấy kính người, tự nhiên mà vậy đều dưỡng thành loại này tốt đẹp chính là cảm giác. Tuyên bố rõ ràng chân quân đã sớm cùng Tiêu Phàm nói qua tu chân giới lang trung rất nổi tiếng. Cũng là bởi vì nghiên cứu y lý, lý thuyết y học dược lý, làm chế nãi không ít thời gian tu luyện, kéo chậm chính mình tiến giai tốc độ. Cho nên loại này, quên mình vì người, sự tình, ít có người làm. Vật dùng hiếm là quý. Cái này ngành sản xuất người làm thiếu, đối với người khác lại trọng yếu như vậy, nổi tiếng cũng rất bình thường. Chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể tại Kim Châu Thành ở bên trong khai tông lập phái, cung cấp nuôi dưỡng một nhóm lớn đồng môn tu luyện, ngoại trừ lang chung bên ngoài. Mặt khác cùng giai tu sĩ là tuyệt đối làm không được. Tiêu phàm nhíu mày nói ra, mặc dù nói chữa bệnh chữa thương, đa số thời điểm là dựa vào dược vật chi lực. Nhưng thầy thuốc bản thân tu vi quá thấp, rất nhiều bệnh căn bản là phát giác không được, cho dù phát hiện cũng vô pháp trị liệu. Bất kể thế nào nói, bản thân tu vi cao chút ít, tổng tương đối khá. Minh Ngọc vừa nghe, bề bộn tức gật đầu cuống quyết, luôn miệng nói tiền bối nói đúng, cho nên bảy đại tông môn thủ tịch Đại lang ở bên trong đều đều là nguyên anh kỳ tiền bối cao nhân. Đa số có lẽ hay là nguyên anh trung kỳ đã ngoài tiền bối, đúng vậy, đúng vậy rất rất giỏi đích. Nói xong, không ngừng mà liếc qua tiêu phàm, tựa hồ muốn làm tinh tường, tiêu phàm rốt cuộc là kim đan tu sĩ có lẽ hay là nguyên anh tu sĩ. Dùng hắn dưới mắt điểm ấy tu vi, chúc cơ hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, hắn tự hoàn toàn phân biệt không được liễu tương đương tiêu phàm có chút vuốt cầm, thầm giật mình. Minh Ngọc nói không sai, thân là lang trung, còn có thể đem bản thân tu vi tiến dai đến nguyên anh trung kỳ đã ngoài, cái kia là thật không dậy nổi, cả đám đều có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nếu như không phải tại tu chân tư chất thượng cùng y đạo tư chất thượng đều nổi tiếng, quả quyết khó có thể chiếu cố. Cái này bảy đại tông môn tình hình, cùng nhạc Tây Quốc bất đồng. Nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn, đều đều là ma tu, đem chính đạo tông môn cùng tu sĩ hết thảy đuổi đến đi ra ngoài, nhất thống Giang Sơn. Kim Châu thành bảy đại tông môn, chính tà đều có. Bất quá theo Minh Ngọc giới thiệu đến xem, cái này cái gọi là chính tà, nhưng thật ra là một loại rất cổ xưa phân chia pháp rồi, là dựa theo tu luyện công pháp đến phân loại đích. Từ bảy đại tông môn tại Kim Châu Thành đạt thành hiệp nghị về sau, lẫn nhau trong lúc đó chưa bao giờ phát sinh quá lớn tranh đấu báo thù. Đương nhiên, tiểu đà tiểu nháo là khẳng định có đích bảy đại tông môn cái kia chút ít đại nhân vật, ai cũng sẽ không để ý. Người nói, bảy đại tông môn không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn. Hồi bẩm tiền bối, cái này thật không có. Chúng ta hoắc sơn quốc, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có, nhưng Kim Châu Thành còn chưa nghe nói qua vị tiền bối nào đột phá đến nguyên anh hậu kỳ đại cảnh giới. Minh Ngọc nói được thập phần khẳng định. Chuyện khác, hắn chính là một gã luyện khí kỳ đệ tử, chưa hẳn tự có thể biết được đắc như vậy kỹ càng nhưng mà loại sự tình này nhưng lại nhân sở cộng chi đích, Kim Châu Thành nếu thật là xuất hiện một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đã sớm huyên náo toàn thành đều biết, loại sự tình này đúng vậy giấu giếm không ngừng đích. Huống hồ mà lại, cần gì phải giấu giếm? Đã như vậy, bảy đại tông môn thật có thể đủ đồng tâm hiệp lực. Tiêu phàm có chút không tin tưởng lắm. Tại hắn xem ra, tưởng Kim Châu Thành loại tình hình này, muốn duy trì tương đối yên ổn, nhất định phải có một cường hữu lực người cầm đầu bảy đại tông môn đại đa số đều có nguyên anh trung kỳ tu sĩ tỏa chấn, nhưng không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến tỏa chấn phối hợp, nếu lẫn nhau tranh đấu bắt đầu đứng dậy, ai có thể hành động trọng tài người. Loại bang phái này ở giữa đánh nhau chết sống, cũng không giống như là bình thường tu chân giả cá nhân ở giữa mâu thuẫn ân hoán, một khi chọn lấy bắt đầu đứng dậy, chính là đại diện tích tử tổn thương, loại này thù, đúng vậy cũng đủ nhớ một đời đích. Bọn hắn có hiệp nghị. Minh Ngọc vội vàng đáp. Nghe nói, rất sớm trước kia, bảy đại tông môn cùng mặt khác tông môn liền cộng đồng ký hiệp nghị, thì phải là nhất trí đối ngoại. Bảy đại tông môn lẫn nhau trong lúc đó ngày bình thường tranh đấu đến độ rất lợi hại, lợi ích tương quan a AH. hát. Nhưng đa số tranh đấu đều từ một nơi bí mật gần đó, sẽ không theo liền làm rõ đến làm. Nếu như đụng phải kẻ thù bên ngoài, vậy thì thật tốt, phải nhất trí đối ngoại. Chẳng những bảy đại tông môn là như thế này, mặt khác nhỏ bé tông môn cùng thế lực, cũng giống như vậy đích nếu ai ăn cây táo, rào cây sung, hoặc là đương làm rùa đen rút đầu, sau đã có thể xui xẻo, bảy đại tông môn hội cùng một chỗ chế ước hắn. Thậm chí trực tiếp đem cái này phái thế lực đuổi ra Kim Châu Thành, chọn đời không chính xác rồi trở về. Đối xử như nhau, mọi người trong đầu liền đều chịu phục liễu tương đương. Bởi vậy dưới mặt bàn tranh đấu khó mà tránh khỏi, cũng rất ít bắt được trên mặt bàn đến. Nhiều năm như vậy, vãn bối nghe nói, cũng không phải là không có bên ngoài tông môn đánh Kim Châu thành chủ ý, muốn mạnh bạo đích, đem bảy đại tông môn đều đuổi đi ra. Kết quả mỗi lần đều bị bảy đại tông môn liên thủ đánh cho đại bại mà chạy. Dân ra, bảy đại tông môn tại Kim Châu thành địa vị tự triệt để vững chắc, lại cũng không có người có thể dung chuyển. Một nói đến đây, Minh Ngọc liền có chút ít kích động, phảng phất bảy đại tông môn triệt để vững chắc địa vị, đối với hắn có chỗ tốt gì tựa như. Kỳ thật không chỉ nói hắn, coi như là cả trường an đường, cũng chỉ là trên danh nghĩa tại trăm hùng phía dưới, trăm hùng những kia cao tầng đại nhân vật, ai cũng sẽ không con mắt nhìn chúng cái này tiểu y quán liếc. Trăm hùng là kim châu thành lớn nhất tông môn sao? Tiêu phàm theo miệng hỏi. Minh Ngọc liên tục khoát tay, nói ra trăm hùng mặc dù là bảy đại tông môn một trong, nhưng muốn nói là lớn nhất tông môn, cái kia còn không đủ trình độ. Công nhận đệ nhất đại tông môn, chính là hạnh lâm lại bị trở thành kim châu. Đơn nghe danh tự, cũng biết cái này Kim Châu khó lường, vậy mà ngông nghênh mà dùng Kim Châu vì danh. Theo Minh Ngọc nói, Kim Châu là chân chính bản địa dân bản xứ, thật lâu trước đây thật lâu, Kim Châu thành còn không bằng hôm nay như vậy nổi danh thời điểm, Kim Châu cũng đã trong thành đứng vững vàng gót chân, từ nay về sau một đường phát triển lớn mạnh, cho đến hôm nay, sớm đã trở thành Kim Châu thành đệ nhất đại tông môn. Tương đối mà nói, trăm hùng tại bảy đại tông môn bên trong, có thể xếp hạng trung đẳng trình độ. Dĩ nhiên đối với tại mặt khác tiểu thế lực mà nói, trăm hùng tuyệt đối là cần cực độ nhìn lên quái vật khổng lồ. Thông qua cùng Minh Ngọc nói chuyện với nhau, tiêu phàm lại hiểu rõ đến bảy đại tông môn cùng nhạc Tây Quốc chín đại ma tông không giống nhau địa phương. Trong đó nhiều cái tông môn, kỳ thật cũng không có mình truyền thừa, mà là thật sự giang hồ bang phái. Cái đó và tông môn truyền thừa thật là không đồng dạng như vậy. Tu chân tông môn, bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, tông môn bên trong mỗi người, đều có thầy trò quan hệ, công pháp đại đại truyền thừa, đoàn người là người một nhà. Giang hồ bang phái tự không hề cùng dạng rồi, cũng không phải là dựa vào vãi lúa truyền thừa công pháp cùng thầy trò quan hệ để ước thúc giáo chúng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cũng có thể chủ động gia nhập vào bang phái khác bên trong đi. Đối với mấy cái này có thực người có bản lĩnh, giang hồ bang phái đều là hoàn toàn hoan nghênh, hơn nữ hội không chút nào tiếc rẻ mà cho rất cao địa vị. Đương nhiên, bang phái bên trong vẫn có rất nhiều thầy trò quan hệ đích, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi biến bang phái bản chất. Kim Châu trăm hùng đều là như vậy giang hồ bang phái. Đối với điểm này, Tiêu Phàm ngược lại có phần có thể hiểu được. Loại này giang hồ bang phái, hắn tại trung thổ giới thấy nhiều hơn. "Tốt, người nói." Tiêu Phàm khoát tay áo, nói ra. "Cái này minh ngọc tu vi tuy thấp, biết đến gì đó còn thật không ít, được coi là là mật thám." đối với nhu cầu cấp bách hiểu rõ Kim Châu thành toàn diện tình huống tiêu phàm mà nói, cái này rất trọng yếu. Chọn vẹn tính ra cái thời thần trôi qua, thiên đã muốn tảng sáng rồi, Minh Ngọc mới từ tiêu phàm chỗ ở chậm rãi rời đi, mang trên mặt lo được lo mất sáng tươi cười, nhưng cũng không thập phần uể oải Kết quả này, cùng hắn lúc trước dự đoán thật đúng là không giống với, vốn sợ tới mức quá sức, ai ngờ hiện tại chẳng những bảo vệ tánh mạng, tiêu phàm còn thân hơn khẩu đồng ý, chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ bề bộn xử lý chút ít sự tình, đến lúc đó còn có thể cho hắn không ít chỗ tốt. Lần này bị tiêu phàm, đánh vỡ chuyện tốt, rốt cuộc là hỏa hay phúc, thật sao có chút nói không rõ ràng. chương 943, y hoạn tranh cãi. Thu phục chiếm được Minh Ngọc về sau, tiêu phàm tại trường an đường thời gian, mới xem như thật sự an ổn lại. Rất nhiều sự tình, tiêu phàm cũng có thể phân phó Minh Ngọc đi làm, ví dụ như thu mua một ít phụ trợ dược vật, Tài liệu các loại, Tiêu Phàm sẽ không lãng phí thời gian của mình liếu tương đương. Đang ở Kim Châu Thành như vậy dược liệu nơi tập kết hàng, đối với hắn chữa thương khôi phục có lẽ hay là rất mới có lợi đích. Hắn linh dược viên ở phía trong, đều đều là quý báu dược liệu, một ít thường dùng bình thường dược liệu, không có khả năng dùng linh dược viên đến tài bồi. Mà chút ít bình thường dược liệu, lại là luyện chế đan dược không thể thiếu đích. Bất luận cái gì phương thuốc đều chú ý cái chủ thần hỗ trợ văn võ tương tế, cái loại này độc nhất vị phương thuốc, dù sao chỉ là số rất ít. Tiêu phàm không có khả năng đem những này thường dùng bình thường dược liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ mang theo trên người, hôm nay có Minh Ngọc chân chạy, tự an nhàn nhiều lắm liếu tương đương. Đã Minh Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, tiêu phàm thì thỉnh thoảng cho hắn một ít chỗ tốt, thậm chí còn tại trên việc tu luyện ngẫu nhiên chỉ điểm hắn vài câu, lại để cho Minh Ngọc có hiểu ra cảm giác. Sư phụ của hắn, cũng không quá đáng là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, ngày bình thường cái đó có cơ hội nghe một gã kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới tu sĩ giảng giải tu luyện tâm đắc. Tiêu phàm cũng biết, dùng minh ngọc tâm tính, không đại khả có thể thật sao khăng khăng một mực đi theo chính mình, chính mình cũng khó có thể lại để cho loại người này trường kỳ theo bên người. Chỉ là đặc thù thời kỳ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiếp qua một thời gian ngắn, chính hắn thương thế triệt để khỏi hẳn, tu bổ đất tốt ma ngẫu cùng huyết ma ngẫu, Hắc Lân cũng có thể tổn thương càng xuất quan, hơn nữa tiến giai hoàn thành mấy chục con bọ ngựa, không chỉ nói có thể tung hoành cả Hoắc Sơn Quốc, ít nhất đối mặt Nguyên Anh tu sĩ cũng có năng lực tự bảo vệ mình, lại không cần phải hết thảy đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí liễu tương đương. Thời gian lén lút đi qua hơn 2 tháng, Tiêu Phàm thương thế đã muốn khỏi hẳn 6 7 thành. Vài nhất giai con bọ ngựa đã muốn hoàn thành lột ra, tiến hóa đến cấp 2. Những thứ khác nhất giai con bọ ngựa cũng ảo ảo bắt đầu lột ra. Chỉ có cấp 2 con bọ ngựa vẫn còn ngủ say, bất quá tiêu phàm cũng có thể phát giác được, cái này cấp 2 con bọ ngựa lột ra thời gian cũng sẽ không quá xa liếu tương đương. Đợi mấy chục nhất dài con bọ ngựa toàn bộ tiến giai xong, chỉ cần nghĩ đến mấy chục cấp 2 con bọ ngựa đồng thời xuất động cái chủng loại kia. Khủng bố cận chiến uy lực, tiêu phàm mình cũng có chút khẩn trương. Một ngày này, tiêu phàm tại bên ngoài đi dạo một vòng, từ cửa sau trở lại bách thảo viên. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm cũng bắt đầu đi ra ngoài đi bộ, cũng không phải một mặt ngồi xuống điều tức. Đã còn muốn tại Kim Châu thành nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhiều như vậy làm quen một chút trong thành tình hình, tự nhiên rất có tất yếu. Hơn nữa bởi vì Tiêu Phàm thân mình tựu là một vị lương y, đối với như vậy một cái dược liệu nơi tập kết hàng cùng y quán phần đông thành trì phi thường có cảm giác. Bất quá vì thận trọng để, Tiêu Phàm còn không có trong thành y quán tiệm thuốc đại quy mô thu mua linh thảo linh dược chỉ là bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng có chút vụn vặt mở ám. Làm cho là như thế, thập sư thiên ở phía trong, hắn cũng có lẽ hay là thu thập đến ba bốn chủng trồng, hiếm thấy linh dược hạt giống, đúng lúc là linh dược viên ở phía trong không có đích, ngoài ra còn thu thập đến hai chủng chân quý mặt khác không phải cỏ cây thuộc dược liệu, có thể nói thu hoạch tương đối khá, tiêu phàm trong nội tâm phi thường hài lòng. Xem ra hôm nay bắt đầu, có thể khai lò luyện đan liễu tương đương nếu không luyện vài lô đan dược đi ra hoàng đường bệnh tình chỉ sợ sẽ càng thêm chuyển biến xấu làm không tốt phải ra khỏi vấn đề lớn vừa vừa về tới bách thảo viên tự đụng phải hồ thành đang tại dược trong vườn dò xét tiêu phàm mỉm cười cùng hắn đánh cho cái bắt chuyện hồ thành nhăn lại lông mày trần chờ một chút mới nhớ tới người như vậy đến có chút kinh ngạc nói ra là ngươi ngươi là tiêu thương thế của ngươi đã muốn khỏi hẳn rồi thật sự những ngày này Hồ Thành đâu chưa thấy qua tiêu phàm mặt, nghe tiêu nhất hành danh tự đều không thế nào nhớ rõ liễu tương đương. Nhưng cuối cùng còn nhớ rõ thương thế của mình, tiêu phàm cười cười, ôm quyền nói ra, đa tạ tiền bối lo lắng, thương thế của ta đã muốn khỏi hẳn liễu tương đương. Hồ Thành nhẹ gật đầu, nói ra, người trong khoảng thời gian này làm việc rất ra sức, Minh Ngọc đều nói với ta. Cái này cũng rất tốt, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm ngươi một ít tu luyện bí quyết. Tiêu Phàm mỉm cười nói tạ. Mắt thấy Tiêu Phàm một bộ cũng không cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, Hồ Thành nhướng mày, muốn mở miệng giáo huấn, một cái bạo lôi cũng tựa như thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Hồ Thành, cái này hét lớn một tiếng, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Hồ Thành liền là sắc mặt đại biến, cấp cấp hướng cửa ra vào nhìn qua tới, chỉ thấy một đầu hùng dũng ngoài vệ đại hán, đi nhanh đi đến. Cái này đầu đại hán, thân cao sáu xích, võ sư cách ăn mặc, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, toàn thân gân đột, cường tráng vô cùng. Bất quá giờ phút này thần tình trên mặt rồi lại là bi thương tổn thương lại là phẫn nộ, còn mang theo rõ ràng vẻ tuyệt vọng. Hạ huynh, hồ thành trên mặt miến cứng hiện lên mỉm cười, hai tay ôm quyền, nhú nhún, trong hai mắt, lại tràn đầy cảnh giác ý. Con bà nó chứ hồ thành, người lại lừa gạt lão tử, lão tử bà nương đều muốn chết. Cường tráng đại hán lại một điểm bất hòa, không cùng hắn khách khí, nổi giận mà hét lớn bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm đã sớm chú ý tới, đại hán sau lưng, đi theo đỉnh đầu giản dị cố kiệu, có điểm giống là hắn từng tại hoa hạ quốc nào đó tỉnh bái kiến, cán tre, hay gã luyện khí kỳ ngũ lục cấp đệ tử cấp thấp mang cái kia đỉnh cố kiệu, lộ thiên trong ghế ngồi một gã ước chừng hai mươi mấy tuổi nữ tử, nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, hai mắt không ánh sáng, cực kỳ tiêu tụy tung tính toán như thế, như trước có thể nhìn ra được, cô gái này ngũ quan thập phần tinh xảo, tướng mạo có chút xinh đẹp. Nếu như thân thể không có bệnh, hảo hảo ăn diện bắt đầu đứng dậy, có thể nói là mỹ nữ. Theo trên người linh lực chấn động để phán đoán, cường tráng đại hán có chút cơ hậu kỳ đại thành tu vi, đã đến giả đan cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào kim đan kỳ. Tự cái kia có vẻ bệnh nữ tử, cũng có chút cơ trung kỳ tu vi, chỉ là trên người linh lực chấn động như có như không, cho thấy nhiễm bệnh thế cực kỳ trầm trọng, tùy thời cũng có thể một hơi thở gấp không được, như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn đứng lại. Mắt thấy Cường Tráng Đại Hán bước nhanh đến phía trước, vén lên tay áo chuẩn bị động võ, Hồ Thành lại càng kinh hoàng, nhịn không được quát to một tiếng. Khoan hãy nói, cái này hét lớn một tiếng quả thật có hiệu, thoáng cái đem Cường Tráng Đại Hán theo cực kỳ kích động cảm xúc bên trong bừng tỉnh, mãnh liệt dừng bước chỉ có điều như trước hung dữ mà nhìn thẳng Hồ Thành, một bộ tùy thời đều nhắm người mà phệ bộ dạng. Hạ Huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu, nơi này chính là y quán. Người phải ở chỗ này nháo sự, bị chấp pháp đội biết rồi, có hậu quả gì không, cũng không cần ta nhiều lời a. À. Hồ Thành lạnh lùng nói, có quan hệ Kim Châu thành những này quy tắc, tiêu phàm mấy ngày này hiểu rõ đắc không ít. Tổng thể mà nói, Kim Châu Thành trật tự được coi là hài lòng, so sánh với nhạc Tây Quốc, các loại quy tắc muốn hoàn thiện nhiều lắm. Vì bảo đảm Kim Châu Thành bình thường trật tự, bảy đại tông môn liên thủ định ra rất nhiều quy tắc, phàm là tại Kim Châu Thành ở bên trong tu sĩ, bất kể là thường ở cũng tốt, vận chuyển qua cũng tốt, đều phải tuân thủ những này quy tắc. Trong đó là tối trọng yếu nhất quy tắc, tự nhiên là vì duy trì y quán cùng tiệm thuốc trật tự. Bảy đại tông môn chuyên môn thành lập chấp pháp đội, phàm là có có can đảm tại y quán cùng tiệm thuốc nháo sự tu sĩ, chỉ cần bị chấp pháp đội truy tầm, lập tức tự sẽ phải chịu trọng phạt. Khách hàng cùng tiệm thuốc trong lúc đó, người bệnh cùng y quán trong lúc đó, nếu có cái gì tranh chấp lời mà nói, tự nhưng bẩm báo chấp pháp đội, giao do phán xét. Nháo sự là tuyệt đối bị cấm chế đích. Nếu không, cả Kim Châu Thành cũng sẽ bị huyên náo chướng khí mù mịt, y quán cùng tiệm thuốc đều không pháp chính thường vận chuyển buôn bán liễu tương đương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là quan trên mặt quy tắc, một ít loại nhỏ tiểu nhân tranh chấp thậm chí tranh đấu cuối cùng khó mà tránh khỏi. Kim Châu Thành y quán cùng tiệm thuốc thật sự quá nhiều, khách hàng cùng người bệnh chỉ có càng nhiều, tung xem như chấp pháp đội, cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đến từng cái trông nom Đối với cái này, tiêu phàm rất hài lòng. Đi vào thoi ma giới 3-40 năm, tiêu phàm đến nay chưa hoàn toàn thích ứng cái này giới diện luật rừng, hoặc là nói, hắn hành động thượng đã muốn thích ứng, trong nội tâm lại thủy chung khó có thể nhận đồng. Tuy nhiên cản đường ăn cướp, Gỡ iota ép người đoạt bảo, lấy mạnh hát iota ép yếu loại tình hình này, tại Kim Châu Thành cũng thường xuyên sẽ có phát sinh, nhưng dù sao không phải như vậy công khai, mà là lén lút mà tiến hành. Cái này sau công khai luật dừng muốn mạnh hơn nhiều. Cường tráng đại hán tu vi tại phía xa hồ thành phía trên, nếu thật là dưới tình thế cấp bách cho hắn đi lên một gia hỏa, cũng đủ hắn được đích. Cho dù cuối cùng nhất chấp pháp đội có thể cho hắn một cách nói, cái này thiệt thòi trước mắt đúng vậy đoán chừng liễu tương đương. Hồ tiên sinh, ngươi nhìn ta lão bà cái dạng này. Ngươi không phải nói với ta, cam đoan có thể chỉ tốt thương thế của nàng sao? Ngươi bây giờ nhìn xem, nàng dạng như vậy, xem như xong chưa? Cường Tráng đại hán cứ việc cố nén không có vung hồ thành mấy cái bàn tay, giọng nói kia như trước thập phần bất thiện. Thật sự vợ hắn tình hình, thật sự phi thường không tốt. Hồ Thành sắc mặt cũng là trầm xuống, rất không vui mừng nói, "Hạ huynh, lời nói không phải nói như vậy." lúc trước phu nhân người bản thân bị trọng thương, người đi những kia đại y quán đều xem qua, người ta mới mở miệng chính là thượng vạn linh thạch dược phí, người giao được tốt hay sao hả? Người trả không nổi, cái này mới tìm đến nơi này của ta đích. Ta lúc nào cho người đánh qua cam đoan, ta chỉ nói là làm hết sức, hiện tại phu nhân người cái dạng này cũng không phải ta nguyện ý nhìn qua. Ta đã tận lực, tự ngươi trả điểm này linh thạch, ta đều đổi thành đan dược, chính mình một khỏa linh thạch đều không lợi nhuận ngươi đích. Người hiện tại tốt hơn, nén giận khởi ta tới rồi. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Cường tráng đại hán giận tím mặt, kêu lên, người mới nói hưu nói vượt. Lúc trước là ai nói với ta, những kia đại y quán đều là muội lương tâm đích, vô cùng đơn giản vài tề đan dược, tự dám thu mấy ngàn linh thạch. Các ngươi tại đây quy mô tuy nhỏ, lại bằng lương tâm xem bệnh, ta đây mới tin ngươi, đem bảo vợ của ta giao cho ngươi tới khám và chữa bệnh. Kết quả phản nhiều lần phục thời gian dài như vậy, Linh Thạch tìm cái ngọn nguồn chỉ lên trời, bệnh tình của nàng lại thủy chung không thấy khỏi hẳn. Người đây không phải lừa đảo là cái gì, nhân mạng quan thiên, có người như vậy lợi nhuận trái lương tâm tiền sao? Hồ Thành lại hào không hổ thẹn, lạnh cười nói, hạ vũ, người hiện tại nói như vậy. Lúc trước ta đã sớm nói qua cho ngươi, phu nhân ngươi thương thế trầm trọng, ai cũng không dám đánh cược. Ngươi ra không dậy nổi giá tiền, ta chỉ có thể cho ngươi dùng tầm thường đan dược trị liệu. Thiên huyền đan, thất xảo tán những này linh đan rượu dược, hiệu quả là tốt, người mua được tốt hay sao hả? Người không nỡ xuất tiền, lại muốn muốn hiệu quả tốt, trên đời không có đạo lý này. Người, cường tráng đại hán tức giận đến cứng họng, thân thủ chỉ vào hồ thành, hồi lâu nói không ra lời, khuôn mặt khí thành tím xanh nhan sắc. Tại đây như vậy ồn ào, lập tức tụ tập nhiều người, xa xa đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tiêu phàm thờ ơ lạnh nhạt, coi như là minh bạch, không ngờ như thế là cùng một chỗ. chương 944, Lang Băm. Nhưng cái này khởi y hoạn tranh cãi, thật đúng là gây ra to như vậy động tính. Rất nhanh, chẳng những bách thảo viên đệ tử cấp thấp đám bọn họ tụ tập sang đây xem náo nhiệt, thậm chí ngay trường an đường Đại lang Trung cũng kinh động liếu tương đương. Đại lang Trung tại Kim Châu Thành, không đơn thuần là một loại tôn sưng, cũng là một loại chức vụ. Nói như vậy, y quán trưởng quầy đã bị tôn sưng vì Đại lang Trung nếu như là quy mô thật lớn y quán, người ký tên đầu tiên trong văn kiện người tức thì bị tôn xưng cầm đầu tịch đại lang trung. Bảy đại tông môn trưởng giáo, tự có mấy cái kiêm nhiệm lấy y quán cùng tiệm thuốc thủ tịch đại lang trung. Đã uy chấn một phương hào hùng, cũng là danh chấn hạnh lâm thần y. Trường An đường đại lang ở bên trong, là hồ thành đại sư huynh, một gã 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nho sinh, ba tròm dâu dài, tướng mạo gầy gò, giống như là tên uyên bác chi sĩ. Tại Kim Châu thành cái y quán hơn nữa kiên trì xuống, xác thực cần một ít bản lĩnh thật sự. Trung niên nho sinh cũng họ hồ, đại danh hồ bân. Tiêu phàm nghe Minh Ngọc nhắc tới qua hắn, nhưng vẫn duyên khan một mặt. Hồ bân ngày bình thường đều ở ngoại đường, ngồi trần, muốn không phải là tại mật thất đả tỏa thổ nạp, rất ít đặt chân hậu viện. Bách thảo viên trên cơ bản đều giao cho hồ thành quản lý. Qua nhiều năm như vậy, hồ thành đô đem dược viên tử quản lý đắc ngay ngắn rõ ràng, Hồ Bân liền càng thêm tín nhiệm vị sư đệ này. Tuy nhiên cũng có người hướng hắn bẩm báo nói, Hồ Thành có chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng mở ám, còn tại hậu viện tự tiện tiếp đãi người bệnh, làm cho người ta chữa thương chữa bệnh, thu chỗ tốt. Hồ Bân cũng không để ý tới. Chuyện như vậy, tại các y quán tiệm thuốc đều là khó mà tránh khỏi đích, hơn nữa Hồ Thành phẩm thân cũng xác thực là cái lang chung, làm cho người ta xem bệnh chính là đương nhiên. Chỉ cần bách thảo viên quản lý đắc tốt, đại thể không thiếu thiệt thòi, hồ bân tự có thể dung nhẫn. Nhưng người bệnh chạy đến trường an đường đến nháo sự, hồ bân không thể ngồi yên không lý đến rồi, tại hai gã đệ tử túm tụm hạ đã đi tới, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm. Hồ thành kiến đến đại sư huynh bỗng nhiên lộ diện, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thấp giọng nói ra, đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Người tại đây đều nhao nhao lật trời, ta vẫn không thể không đến sao. Hồ Bân trầm mặt, lạnh lùng nói ra. Là, Hồ Thành lại càng xấu hổ, cúi đầu. Hừ, Hồ Bân chừng mắt liếc hắn một cái, liền là hướng hạ vũ chắp tay. Vị đạo hữu này, tại hạ Hồ Bân, trường an đường Đại lang Trung. hữu lễ, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, còn hơi điểm ngạo nghễ. Cứ việc hạ vũ tu vi so với hắn càng mạnh vài phần, nhưng thân là lang Trung, đang tìm thường tu sĩ trước mặt, đều có chút ít cảm giác về sự ưu việt. Coi như là kim đan kỳ tu sĩ, dù ngoạn sơn thủy trường an đường đại môn thời điểm, đối với hắn cũng là khách khách khí khí đích. Hạ vũ cứ việc tức giận bừng bừng phấn chấn, thực sự có lẽ hay là hướng hồ bân ôm quyền hoàn lễ, nói ra, nguyên lai là hồ trưởng môn, tại hạ hạ vũ. Hạ đạo Hữu hồ mỗ có một chuyện không rõ, không biết hạ đạo Hữu vì sao đến ta trường an đường ồn ào. Chẳng lẽ không sợ chấp pháp đội biết được sao? Hồ Bân sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói ra, ẩn ẩn mang lên chất vấn ý. Như thế y quán đã từng dùng thủ pháp, không hỏi mọi việc, đi lên tựu khấu trừ một cái tội danh nói sau, bởi như vậy, thường thường kẻ nháo sự trước tựu cây yêu ta ép đảm ba phần. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra bất kể là ở nơi nào, ở đâu cái giới diện, những này chiêu số đều là thông dụng đích. Ai ngờ Hồ Bân lần này lại dùng sai rồi đối tượng, Hạ Vũ vừa nghe lời này lập tức tự nổi trận lôi đình, giận dữ hết tốt, vậy chúng ta tự đi tìm chấp pháp đội. Ta lại muốn hỏi một chút, các người trường an đường chính là như vậy lừa gạt người bệnh hay sao? Ta thề từ lúc trước chúng, lòng nước miếng độc là các người vị này hồ lang trung chính miệng hứa hẹn, nhất định có thể cho chữa cho tốt, ta mới nghe xong hắn mà nói, ở lại các người trường an đường trị liệu đích. Hôm nay phản nhiều lần phục làm mấy tháng, Hồ Thành chỉ để ý đòi tiền, vậy cũng không có gì, lão tử táng ra bại sản mà ứng phó là được. Nhưng người bây giờ nhìn xem, vợ của ta cái dạng này, là chị sao? Long nước miếng độc, Hồ Bân vừa nghe, lập tức lắp bắp kinh hãi. Không tệ chính là long nước miếng độc. Hồ Bân âm nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, đã bên trong là long nước miếng độc, vậy tại sao không đi đại y quán khám và chữa bệnh? Tiêu phàm cũng âm thầm gật đầu. Long nước miếng độc là cực kỳ nổi danh độc vật, tuy nhiên sắp xếp không được, thất tuyệt độc, thập tuyệt độc, các loại, tại tất cả độc vật bên trong, cũng đứng đầu trong danh sách. Nam cực sách thuốc bên trên, đối với, lòng nước miếng độc có thập phần kỹ càng miêu tả, về phần giải độc phương pháp, Nam cực y kinh thượng cũng có minh xác ghi lại, các loại giải độc đan phương ghi chép nhiều cái. Chúng như vậy can trường độc dược, tự nhiên là đi đại y quán khám và chữa bệnh càng thêm bảo hiểm chút ít. Một ít cực kỳ quý báu thuốc giải độc vật, đại y quán đều có hàng tồn, tiểu y quán đã có thể rất khó nói liễu tương đương. Hơn nữa bình thường mà nói, đại y quán lang trung, tu vi rất cao, y thuật cũng càng thêm cao minh. Những thứ không nói khác, đơn tựu thọ năm mà nói, kim đan kỳ tu sĩ thọ nguyên tựu tại phía xa trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên phía trên, nhiều hơn dài như vậy thọ nguyên, tự nhiên có thể học được nhiều thứ hơn, bái kiến càng nhiều là phức tạp bệnh tình, lâm sàng kinh nghiệm càng thêm phong phú. Cho dù trước kia ở địa cầu thời điểm, phàm nhân thế giới bệnh viện, cũng là lão chuyên gia lão giáo sư làm cho người ta cảm giác càng thêm đáng tin cậy. Hạ vũ bi phẫn mà cười một tiếng, kêu lên, nếu có thể đi đại y quán để mắt bệnh, ta còn hội tới tìm các người trường an đường, tìm Hồ Thành cái này một tên lường gạt lang băm. Hồ Thành khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Hồ Bân không vui nói, hạ đạo Hữu không cần phải ăn nói bữa bãi, hồ sư đệ là ta trường an đường lang chung, làm nghề y nhiều năm, sớm đã tìm được hạnh lâm đồng đạo công nhận, làm sao lại biến thành lừa đảo lang băm rồi. Long nước miếng độc tuy nhiên phách đạo, cũng không không có thuốc nào cứu được. Ta trước cho tôn phu nhân trần bắt mạch rồi nói sau. Tốt, hồ đạo hữu thỉnh. Chỉ cần ngươi có thể cho ta thê tử chữa cho tốt cái này long nước miếng độc, ta lập tức tự cho các ngươi trường an đường chịu nhận lỗi, dù cho để cho ta dập đầu bồi tội, ta cũng vậy nhận biết. Vừa nghe Hồ Bân nói như vậy, hạ vũ trong nội tâm lập tức dâng lên một đường hy vọng, lớn tiếng nói hồ bân mặt âm trầm chậm rãi đi vào cáng tre trước kia xem xét thiếu phụ kia sắc mặt liền là hơi sững sờ trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên vẻ lo âu vẻ sau đó mới duỗi ra tay phải ba chỉ khoác lên thiếu phụ mạch trên cổ tay hai hàng lông mày cao lại cẩn thận chẩn đoán bệnh bắt đầu đứng dậy thiếu phụ nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế từ đầu đến cuối không nói được lời nào tựa hồ ngay mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có thế nào hồ đạo hiếu còn có hy vọng sao Hạ Vũ gắt gao nhìn thẳng Hồ Bân, mặt mũi tràn đầy lo được lo mất chi tình. Có. Thật lâu, Hồ Bân chậm rãi giơ tay lên chỉ, phi thường khẳng định nói. A à hát, ngươi nói mau ngươi nói mau, nên làm cái gì bây giờ? Hạ Vũ lập tức vui mừng quá đỗi, một chồng thanh âm mà kêu lên. Nhìn ra được, hắn đối với thê tử cảm tình cực kỳ thâm hậu. Hồ Bân liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, chỉ cần lập tức cho tôn phu nhân ăn vào, ngọc thanh đan, hoặc là khổ trúc tán có thể có một tuyến sinh cơ. Ngọc Thanh Đan, khổ trúc tán. Hạ vũ của nghỉ thần sắc lập tức mất đi, hung dữ mà nhìn thẳng hồ bân, hận không thể muốn một ngụm đưa hắn nuốt xuống. Nếu ta mua được rất tốt Ngọc Thanh Đan cùng khổ trúc tán, ta còn dùng đợi cho tới hôm nay sao? Lão tử trên trăm năm tích xúc, cũng đã bị các ngươi lửa cái sạch bong, ngươi hiện tại nói với ta muốn dùng Ngọc Thanh Đan cùng khổ trúc tán. Ngươi là cố ý trêu chọc lão tử không được, hơi khoảnh hạ vũ gầm hét lên mặt mũi tràn đầy cuồng nộ vẻ tiêu phàm hai hàng lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy ngọc thanh đan cùng khổ trúc tán đan phương nam cực y kinh ở phía trong đều ghi lại đắc có hai chủng phương tử đô là trị liệu lòng nước miếng độc đúng bệnh chi dược nhưng vô luận loại nào đơn thuốc dùng dược liệu đều quý báu đến cực điểm trong đó vị thuốc chủ yếu lại càng tại linh dược viên gấp trăm lần khu tài bồi dùng kim châu thành dược liệu giá cả, vô luận cái nào phương thuốc, muốn phối tể rồi, ít nhất đều là hơn vạn linh thạch. Tại kim châu thành đi dạo mấy ngày nay, tiêu phàm rốt cuộc dần dần đối với linh thạch có cái cơ sở bản khái niệm. Thượng vạn linh thạch, quả thật không phải bình thường chúc cơ kỳ tu sĩ có thể thoải mái có được đích. Nhất là một ít môn phái nhỏ đệ tử hoặc là tán tu, ba năm hơn 10 khỏa linh thạch, đều là một số rất lớn tài phú liễu tương đương. Cũng khó trách cái này hạ vũ gào thét như sấm, Nộ phát như điên. Hồ Bân lời này, thật là có điểm tiêu khiển ý của hắn. Thấy Hạ Vũ Bộ dáng như vậy, Hồ Bân dưới chân vừa chợt, vô thành vô tức mà thối lui ra khỏi mấy trượng bên ngoài, cùng Hồ Thành sóng vai mà đứng, lạnh lùng nói ra, muốn giải long nước miếng độc, chỉ có Ngọc Thanh Đan cùng khổ trúc tán là đúng chứng dược vật. Đạo lý này, cả Kim Châu thành lang trung đô minh bạch đích, tại hạ cũng không chiêu chọc hạ đạo Hiếu. Cái kia Hồ Thành lúc trước còn dám cùng lão tử vỗ Ngực không cần ngọc thanh đan cùng khổ trúc tán, cũng có thể giải long nước miếng độc. Hạ vũ hàm răng cắn đắc cạc cạc rung động, một đôi tròng mắt đã sớm tràn đầy huyết, trên mặt cơ thể cũng cực độ vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, một bộ tùy thời đều khống chế không nổi muốn bộc phát bộ dáng. Vây xem trường an đường đệ tử cấp thấp lập tức đều trong lòng run sợ, nguyên một đám lặng lẽ hướng lui về phía sau đi, tránh khỏi gặp vạ lây. Cái này hạ vũ đúng vậy chúc cơ hậu kỳ đại thành cảnh giới, ở đây mọi người, dùng hắn tu vi cao nhất, một khi hắn khởi sướng điên đến, ai có thể chế được hắn. Bọn hắn những này luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, chỉ sợ chỉ cần bị lan đến gần một điểm, cũng là không chết tức tổn thương. Cho dù đến lúc đó chấp pháp đội đưa hắn bầm thây vạn đoạn, vậy cũng không còn kịp rồi. Sư đệ, người lúc trước thật sự như vậy cùng hắn nói qua. Hồ Bân quay đầu nhìn thẳng Hồ Thành, giảm thấp xuống thanh âm, hỏi. Tại đại sư huynh nhìn gần phía dưới, Hồ Thành chỉ cảm thấy ra đầu từng đợt run lên, rụt rụt cổ, kỳ nào ngải ngải nói cái này, sư huynh, ta. Ta cũng chỉ là muốn nếm thử một loại mới giải độc đan phương, dù sao bọn hắn cũng dùng không nổi ngọc thanh đan cùng khổ trúc tán, cái này không là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn sao. Ngươi, quả thực là hồ đồ. Hồ bân không khỏi chán nản, trên cổ gân xanh nổi lên. Hắn tổ mẫu đích, các ngươi đều gạt ta. Lão tử không sống dù sao đều là tử, vậy thì cùng chết a. Liền vào lúc này, hạ vũ bỗng nhiên bộc phát, ngưỡng thiên nộ giống bắt đầu đứng dậy, thanh như lôi chấn. Hạ đạo hữu ngàn vạn không nên cử động thô, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hạ đạo hữu không thể. Hồ bân sư huynh đệ chấn động, gấp vội kêu lên. Lại chỉ thấy người trước mắt ảnh lóe lên, hạ vũ đã muốn mang theo một cổ cuồng phong lấn đến phụ cận, cũng không thấy hắn sử dụng cái gì binh khí pháp khí, sơ lên cao cao cực đại thiết quyền đương làm ngực một quyền liền hướng hồ thành mãnh liệt nện đi qua hồ thành hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không ngờ tới hạ vũ đến mức như thế cực nhanh dưới sự kinh hãi muốn né tránh ở đâu còn kịp chỉ nghe a à hát mà kêu to một tiếng hồ thành gầy còm thân hình mãnh liệt bay lên miệng hơi mở không trung bỏ ra một chùm huyết vũ song phương thực lực mạnh yếu cách xa vừa mới giao thủ hồ lang trung tựu ăn giảm nhiều thiệt thòi lớn Chương 945, đúng bệnh chi dược. Lớn mật. Hồ Bân hét lớn. Hạ Vũ lại hô mà một tiếng, một quyền hướng hắn mãnh liệt đánh mà đến. Phải chết cùng chết. Hạ Vũ đỏ hai mắt, cuồng hô hô to, giống như hổ điên giống nhau. Hồ Bân dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tu vi vượt qua xa Hồ Thành có thể so sánh, trong lúc cấp bách hai tay đi phía trước một phong, cuối cùng kịp thời chặn Hạ Vũ một quyền này. Lập tức thân thể chấn động đăng đăng đăng, ngay lùi lại mấy bước, sắc mặt liên tiếp biến ảo ba lượt, cũng miễn cưỡng đánh tan này cổ sức lực. Hạ vô tu vi vốn là so với hắn mạnh hơn, lúc này lại là nén giận ra tay, lại càng uy lực vô cùng. Hồ Bân vội vàng trong lúc đó, có thể ngăn trở hắn một kích toàn lực, đã muốn xem như rất rất cao minh. Đều đi chết đi. Hạ vô cuồng khiếu lấy, lấn thân trên xuống, lại là một quyền hướng phía Hồ Bân hung ác nện xuống đi. Hồ Bân sắc mặt đại biến, trong nội tâm âm thầm kêu khổ cái này đương lúc nhưng lại ngay pháp khí cũng không kịp tế ra chỉ phải cắn chặt răng nâng lên hai tay chuẩn bị lần nữa chọi cứng một kích này xem chừng lúc này lại cũng khó có thể có lúc đầu vận khí tốt như vậy một quyền nhai qua không phải bị thương không thể chỉ là được bị thương cũng thì thôi mấu chốt là cái này hạ vũ đã hoàn toàn điên cuồng xem ra phải ở chỗ này đại khai sát giới vừa lên đến trường an đường duy nhất hai gã trúc cơ kỳ cao thủ liền bị đả thương, mặt khác một đám luyện khí kỳ bối chứ tiểu, như thế nào chống đỡ được hạ vũ vị này chúc cơ hậu kỳ đại thành cảnh giới, đại cao thủ. Làm không tốt cũng sẽ bị người ta cho đến diệt môn. Nhưng trong lúc này, ngoại trừ cứng rắn ngạnh chiến đấu tới cùng bên ngoài, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hồ bân người trước mắt ảnh lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên tự ra hiện ở trước mặt hắn, vắt ngang tại hắn cùng hạ vũ trong lúc đó. Cái này điện quang thạch hỏa lập tức, hạ vũ cho dù muốn thu thế, lại ở đâu còn kịp. Phanh, nặng nề một quyền, kết kết thật thật đập vào tiêu phàm ngực. A nha, vài tên lẫn mất rất xa luyện khí kỳ đệ tử, không khỏi đồng loạt lên tiếng kinh hô. Hạ vũ cái này con người lỗ mãng một quyền ra oai, bọn hắn đúng vậy thấy tận mắt thức qua, hồ thành hiện tại cũng bốn ngã trỏng vó nằm tại đó, dầm gì không đứng dậy được nì. Ngay sau đó, hạ vũ một tiếng kêu đau đớn, hai mắt mãnh liệt trợn thật lớn, một cái mặt đen trướng đến đỏ bừng, đăng đăng đăng, liền lùi lại bảy tám bước, miệng hơi mở, oa, wow, mà phun ra một ngụm tiên huyết đến. A hát, lại là một tiếng thét kinh hãi. Lúc này đoàn người là thật xem không rõ, như thế nào cái này bị đánh không có việc gì, đánh người ngược lại miệng phun máu tươi. Cái này ảo thuật quá tà dị. Ngươi, hạ vũ mở to hai mắt nhìn. Bóng người lại là lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên gian liền ra hiện tại hạ vũ trước mặt xòe bàn tay ra bay bổng mà đánh ra một trường này nhìn như chậm chạp không mang theo chút nào kinh lực hạ vũ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính là tránh tránh không khỏi bị tiêu phàm nhẹ nhàng một trường vỗ vào đầu vai kỳ quái chính là hắn nhưng lại không cảm thấy cái gì thống khổ thật giống như tiêu phàm cùng hắn là bạn tốt rất thân mật mà vuốt bờ vai của hắn không có ý tứ gì khác hạ đạo hiếu an tâm một chút chứa vội lòng nước miếng độc cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Ngoại trừ Ngọc Thanh Đan cùng khổ trúc tán, còn có những phương pháp khác cũng có thể giải độc. Tiêu phàm vốn là sẽ không muốn tổn thương hắn, quả thật thầm nghĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói. Nhắc tới cũng kỳ, thế cùng hổ điên giống nhau hạ vũ, bị như vậy nhẹ nhẹ vỗ, lại nghe xong như vậy bất tử bất tật một phen, rõ ràng thoáng cái liền từ điên trong trạng thái tỉnh táo lại, nắm chặt nắm tay quả đấm cũng dần dần buông lỏng ra, Toàn thân căng cứng cơ thể lại càng bỗng nhiên buông lỏng, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm, run giọng nói ra, vị đạo hữu này, ngươi, ngươi là nói, ta, ta bà nương còn có cứu. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, đương nhiên có thể cứu, lòng nước miếng độc cũng không phải thập tuyệt độc một trong, làm sao sẽ không có giải cứu phương pháp. Yên tâm đi, là ngươi, Tiêu Nhất Hành. Đang từ từ đứng lên hồ thành nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức chừng đắc so chuông đồng còn lớn hơn. Mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật sự là triệt để hoàn toàn bị làm choáng luôn. Đạo hữu lời ấy thật sao? Nhìn chằm chằm hỏi một câu. Tiêu Phàm lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, bước đi đến cán tre bên cạnh, duỗi ra ba ngón tay, khoác lên thiếu phụ kia mạch trên cổ tay, hai hàng lông mày nhẹ khóa, cẩn thận xem mạch. Hạ Vũ khẩn trương mà đứng ở một bên, ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Bắt mạch thật lâu, Tiêu phàm mới khẽ gật đầu một cái, đối với hồ cách nói sẵn có nói, hồ đạo hiếu, lúc trước người có phải hay không cho hạ đạo hiếu thê tử phục qua, sáu vị đan. Hồ Thành tại đệ tử nâng hạ thật vất vả đứng dậy, nghe vậy lại là chấn động, kinh ngạc hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nói ra, theo nàng mạch giống như có thể nhìn ra được, đây là liên tục nhiều cái nguyệt an sáu vị đan tê có mạch giống như. Sáu vị đan là có giải độc hóa ứ công hiệu nhưng chỉ dựa vào cái này một cái đơn thuốc, muốn giải long nước miếng độc, vậy thì có chút quá chắc hẳn phải vậy liếu tương đương. Đúng đúng đúng, hắn chính là một mực để cho chúng ta ăn sáu vị đan, cái này lang băm. Hạ Vũ vừa nghe tiêu phàm nói được hết sức chính xác, lập tức tinh thần đại chấn, liên tục gật đầu, hướng phía hồ thành bên kia hung hăng gắt một cái. Tiêu phàm đang muốn mở miệng, hồ bân đã muốn ổn định tinh thần, đầy bụng thức giận, đối với bên người một gã đệ tử phẫn nộ quát, người ngay lập tức đi bẩm báo chấp pháp đội, nói chúng ta Trường An Đường tại đây có người quấy rối đả thương Lang Trung. Dạ. Tên đệ tử kia cấp cấp đáp ứng một tiếng, chạy đi bỏ chạy. Chậm đã. Tiêu Phàm lại là quát khẽ một tiếng, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hồ Đạo Hữu ta xem chuyện này tình còn là tự mình giải quyết ha. Nếu thật là đem bà chấp pháp đội mời tới, hạ đạo Hữu tùy yếu lĩnh tội đối với Trường An Đường danh dự thực sự hội tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hồ Đạo Hiếu là y quán đứng đầu, kính xin nghĩ lại. Cái này, Đạo Hiếu họ gì đại danh, là ở đâu lang chung? Xin thứ cho tại hạ mắt phụng về. Hồ Bân lập tức liền do dự bắt đầu đứng dậy, ôm quyền vừa chắp tay, kinh ngạc hỏi. Theo tiêu phàm vừa rồi các loại biểu hiện đến xem, người này nhất định là đồng hành, hơn nữa tựa hồ tại y đạo tạo nghệ không thấp. Lại không biết vì sao lại ra hiện tại trường An Đường. Đại sư Huynh, hắn gọi tiêu nhất hành, đúng, đúng ta mời đến làm giúp. Hồ Thành gấp vội kêu lên, bất quá lập tức tự ý thức được vị này làm giúp rất không tầm thường, thanh âm kìm lòng không được mà thấp xuống dưới. Hôm nay tiêu phàm ở đâu còn có chút luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp bộ dáng, trên người linh lực chấn động, vẫn còn tại trúc cơ hậu kỳ đại thành hạ vũ phía trên, tựa hồ so sánh với kim đan tu sĩ, cũng chỉ có nửa bước xa. Hồ Bân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức ôm quyền đối với tiêu phàm nói ra, nguyên lai là tiêu đạo hiếu, thất kính thất kính. Ta sư đệ là hồ đồ người, thẳng nếu có cái gì chỗ đắc tội, kính xin tiêu đạo hữu nhiều hơn thông cảm, ngàn vạn không muốn cùng hắn không chấp nhận. Cứ việc nhất thời bán hội hắn làm không rõ ràng trong lúc này rốt cuộc có những thứ gì nội tình, nhưng tiêu phàm tu vi còn tại đó, cũng không phải là đơn giản có thể đắc tội đích. Như vậy một vị trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cao thủ, rõ ràng giả trang luyện khí kỳ đệ tử, trà trộn vào bọn hắn trường an đường đảm đương làm giúp, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra, hồ đạo hữu khách khí, chúng ta vẫn là đem trước mắt việc này xử lý nói sau, trước cho hạ đạo hữu phu nhân giải độc quan trọng hơn. Hồ Bân lập tức hiện ra vẻ làm khó, trần chờ nói nói, tiêu đạo hiếu, cũng không phải là ta bất cận nhân tình, không muốn cứu người. Thật sự cái kia Ngọc Thanh Đan cùng khổ trúc tán dùng dược quá mức chân quý, ta trường an đường chỉ là không nhập lưu tiểu y quán, không xứng với da chân quý như thế đan dược nói sau cho dù ta có loại đan dược này dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn dùng linh thạch đâu này ai giao tiêu phàm mỉm cười lạnh nhạt nói ra hồ đạo hiếu lòng nước miếng độc tuy độc tính mãnh liệt muốn giải độc cũng không phải chỉ có ngọc thanh đan cùng khổ trúc tán có thể có hiệu quả chỗ này của ta có một đơn thuốc người lập tức làm cho người ta chiếu đơn bốc thuốc sắc thuốc tốt rồi đưa tới nói xong tiện tay theo chữ vật vòng tay ở phía trong móc da trống rỗng thẻ tre dán tại chính mình cái chán núi đem đan phương chữ khác vào đồ vật đi vào đổ cho hồ bân không cần ngọc thanh đan cùng khổ trúc tán cũng có thể giải long nước miếng độc cái này hồ bân vừa nghe lời này cái đó rick cần tín lúc này tiếp nhận thẻ tre dán tại trên chán của mình sau một lát liền lộ ra càng thêm khó có thể tin thần sắc cái này tiêu đạo hiếu cái này đơn thuốc thật có thể giải long nước miếng độc những này dược cũng không tránh khỏi quá bình thường liễu tương đương. Thì trong đó một vị thuốc chân quý một điểm, nhưng cùng Ngọc Thanh Đan khổ trúc tán tương đối mà nói, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Phối tề Ngọc Thanh Đan hoặc là khổ trúc tán, ít nhất cần thượng vạn linh thạch, phối tề tiêu phàm cho cái này đơn thuốc, lại chỉ muốn chính là hơn trăm linh thạch như vậy đủ rồi. Tiêu phàm cười cười, nói ra, dược chỉ dùng để đến chữa bệnh đích, chỉ cần đúng bệnh là được, chưa hẳn chỉ có chân quý dược mới có thể năng lực trị bệnh cứu người. Kỳ thật vốn cái này đơn thuốc còn có thể lại đơn giản chút ít, diệt trừ 3 vị thuốc. Nhưng Hồ Thành đạo hữu một mực cho người bệnh ăn 6 vị đan, làm cho long nước miếng độc độc tính đã xảy ra nhất định dị biến, lúc này mới muốn nhiều hơn mấy vị dược. Cái này, tiêu đạo hữu người xác định cái này đơn thuốc thật sự có hiệu. Cứ việc tiêu phàm, đại ngôn chó trang, hồ bân nhưng bây giờ không dám tùy tiện tin tưởng. Giải long nước miếng độc nhất định phải Ngọc Thanh đan hoặc là khổ trúc tán, đây là kim châu thành tất cả lang chung nhiều năm trước tới nay hình thành chung nhận thức, như thế nào đến nơi này vị trong tay, đây hết thảy tựu tất cả đều phá vỡ rồi. Tiêu Phàm lược hơi có chút không kiên nhẫn, phất phất tay, nói ra, có phải là hữu hiệu, đạo hữu phân phó người thuốc tiên tới là được. Ta ở chỗ này cũng sẽ không đi, ngươi lo lắng cái gì? Ẩn ẩn có mệnh lệnh ý tứ hàm xúc. Đúng vậy a, à, đúng vậy a. À nhanh đi thuốc tiên, nhanh đi nhanh đi. Hạ vũ lại càng nửa phần đều nhịn không được, một chồng thanh âm mà thúc dục bắt đầu đứng dậy. Hôm nay tiêu phàm đã muốn thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, vô luận như thế nào đều muốn một phát bắt được rồi, tuyệt không buông tha. Tốt, tự y tiêu đạo hiếu, thần kỳ như vậy phương thuốc, ta lại thực muốn gặp hiểu biết thức. Hồ Bân rốt cuộc quyết định, tiện tay đem thẻ che dao cho bên người một gã đệ tử, phân phó hắn lập tức chiếu đơn chế thuốc, mau chóng đầu tới. Cái này, cái này, tiêu đạo hiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy tiêu phàm điệu bộ này, nhất cảm thấy không hiểu thấu đúng là hồ thành rồi, đại mở hai mắt, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, ăn ăn mà hỏi thăm. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, bất kể thế nào nói, ta còn là muốn đa tạ hồ đạo hiếu, tại ta gian nan nhất thời điểm, cho ta cung cấp một cái chỗ an thân. Hồ đạo hiếu nhân tình này, ta sẽ trả lại cho ngươi đích. Hồ Thành cho đã mắt tiểu tinh tinh, sao, không biết nên nói cái gì cho phải. Audio điện tử võ tấn bền Kết chương 945